Hy Bình đột nhiên thấu hiểu cái cảm giác đích thực của cưỡng gian, cái cảm giác này chàng đã chìm đắm rất nhiều khi say rượu, nam nhân đôi khi biến thái tâm lý, dẫn tới cuồng bạo với nữ nhân, cảm giác vui sướng không thể tả, chàng đột nhiên muốn cưỡng gian nữ nhân, cho dù bây giờ đã biết hậu quả đối với Nguyên Thu, tuy nhiên do Nguyên Thu nguyện ý làm chuyện này, nếu như làm chuyện này với một nữ nhân không sẵn lòng, nghe nàng ta kêu thét đau đớn, cảm thụ cảm giác tâm linh nàng ta đại bi thống, tất có một tư vị rất khác. He he. Cùng với ý tưởng cuồng bạo đó, động tác của Hy Bình liền như điên như cuồng tấn tới. Nguyên Na cùng Nguyên Linh ngồi ngoài nhìn ngạc nhiên vô cùng, dương căn to lớn của Hy Bình khi giãn ra, đưa vào tại nộn nhục của Nguyên Thu, có thể biết ngay được cảm giác thống khổ mà Nguyên Thu phải chịu đựng. Tuy nhiên Hy Bình tấn công không ngừng nghỉ, cảm giác sung sướng xâm lấn tâm hồn Nguyên Thu khiến cho cuối cùng nàng cũng không cảm thấy đau đớn nữa, đạt được cảm giác hạnh phúc và thống khoái vô cùng. Hy Bình ly khai thân thể Nguyên Thu, ôm lấy Nguyên Linh, thấy hạ thể của nàng ta đã nước nôi đầy đủ. Nguyên Linh là một phụ nữ phong mãn, hạ thể của nàng ta cũng rất phong mãn. Hy Bình cười nói, xem ra nàng từ trên xuống dưới đã sẵn sàng với ta rồi, chúng ta đi luôn vào chánh đề nhé. Nguyên Linh hôn chàng rồi nói, Tiểu Linh đã chờ đến phát sốt, chàng còn ngồi đây mà tán chuyện gẫu à? Hy Bình xô đổ nàng xuống thảm, kêu lên cuồng hãn, đè lên bên trên, tay phải nhấc chân trái của nàng lên, toàn thân tập trung cùng dương căn nhắm thẳng phùng đạo của Nguyên Linh mà tiến tới. Sau khi nhập vào hạ thể nàng ta, liền phát hiện ra rằng có rất nhiều giác quan khoái cảm bên trong, lòng đại kinh, không biết là của Nguyên Linh với Nguyên Na cái nào to hơn. Nguyên Na đúng lúc này nói vào, thế nào? Đại Thánh Côn, bảo bối của Nguyên Linh có phải là rất lớn không? He he, cho chàng biết, Nguyên Linh dù nhỏ nhất trong chúng ta, nhưng chỗ đó lại lớn nhất, chúng ta gọi đó là dã mã chi huyệt. Hy Bình tâm tưởng quả nhiên có chút suy nghĩ, nói thế thì làm sao nàng ta đạt được cực khoái? Nguyên Na chỉ vào hạ thể của Nguyên Linh nói, chàng nhìn kỹ đi, cuống hoa của ả rất dày, có thể phù hợp với kích cỡ của nam nhân bình thường. Hy Bình lùi người lại nhìn kỹ, quả nhiên như thế, cuống hoa của nàng ta rất dày, khiến cho dương căn của nam nhân đều cùng một dạng. Chàng liền hiếu kỳ chạm vào chỗ đó, đây là nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ, Nguyên Linh bị chàng chạm vào, lập tức toàn thân chấn động. Hy Bình thở ra nói, thực là một kỳ quan. Nguyên Na nói, bởi thế đó là nơi Nguyên Linh cảm nhận khoái cảm. Hy Bình rời khỏi cuồng hoa của Nguyên Linh, trường thương tiếp tục nhập vào long đàm hổ huyệt của Nguyên Linh. Dương căn lập tức lớn lên đến mức mà Nguyên Na không thể tiếp thụ. Ở bên ngoài, Nguyên Na ngạc nhiên nhìn vào, thấy dương căn của Hy Bình đột nhiên lớn mạnh, tấn công như vũ bão vào cuống hoa của Nguyên Linh. Nguyên Linh liền cảm thấy khoái cảm tăng lên cực nhanh bên trong hạ thể, cuống hoa truyền lại cảm giác đau đớn và sung sướng đến phát cuồng làm nàng hoa mắt, chóng mặt. Nguyên Na tiến tới sờ ngực Hy Bình rồi hôn chàng nồng nhiệt, Hy Bình đưa tay nàng xuống dương căn của mình, cầm vào hoa đạo của Nguyên Linh. Cảm thụ nộn nhúc đang chuyển động của nàng ta. Hy Bình nói, cái của nàng cũng rất đặc biệt phải không? Nguyên Na nói, cái của ta có thể giãn ra, co vào rất tuyệt, do đó khi gặp đàn ông của bộ tộc đều có thể thỏa mãn. Nói theo cách khác, thứ đó của đàn ông của tộc ta so với các tộc khác có thể nói là cường hãn, thường thì ta cũng có thể đưa hai cái đó vào cùng một lúc, càng nhiều càng cảm thấy thống khoái. Hy Bình nói, nàng rất cởi mở như thế, tại sao con cái lại rất ít? Nguyên Na nói, phụ nữ ở bộ tộc ta không thực sự muốn sinh con, chỉ muốn tận hưởng tình ái, đại đa số trong đời chỉ có một con. Ta nếu không là tộc trưởng, cần phải có người kế nghiệp tộc trưởng, tất sẽ giống như Nguyên Anh, nguyện không sinh con đẻ cái. Hy Bình kỳ lạ hỏi, các nàng có thể chủ động việc sinh con, đẻ cái. Nguyên Na nói, phụ nữ bình thường thì không thể làm được, nhưng ở bộ tộc ta tất cả phụ nữ đều có khả năng này, nếu như họ không muốn. Nam nhân không thể nào làm họ có thai được. Những nữ nhân hạ đẳng trong tộc không có khả năng này, vì thế thỉnh thoảng nếu không cẩn thận có thể có dính bầu, vào trường hợp này, họ có thể lựa chọn giữa việc giữ lại đứa bé hoặc bỏ đi. Khi người phụ nữ có thai, sẽ không biết được cha thực sự của đứa bé, bởi vì phụ nữ của dã mã tộc thường hoàn hảo với nhiều người một lúc. Hy Bình ta thán, nguyên lai là như thế, vậy còn nữ nhân của Bạch Dương tộc có dùng chung phương pháp mà nàng nói chứ? Nguyên Na nói, ta thực sự không biết, hai tộc chúng ta thường thì không qua lại, từ khi chàng mang quân đến, chiến tranh xảy ra, thương vong xảy ra rất nhiều, chàng có biết không? Chàng thật nhẫn tâm, đã giết biết bao nhiêu phụ nữ. Hy Bình cười nói, thật không công bằng,
chẳng phải các nàng cũng đã giết rất nhiều đàn ông của chúng ta. Nguyên Na nói, sau này hy vọng không còn những chuyện như thế nữa, Nana chẳng có hứng thú với chiến tranh, Nana chỉ thích chiến tranh trên giường với đàn ông mà thôi. Vậy chúng ta chính thức giao chiến nhé. Hy Bình đè nàng ra thảm, nhấc hai chân nàng lên vai, hai tay tấn công đôi ngược đồ sộ của nàng, tấn công mãnh liệt. Hai tay Nguyên Na chống xuống đất, phối hợp cùng với động tác của Hy Bình, phát lạc ở trên thảm, lên lên xuống xuống nhịp nhàng. Nguyên Na chẳng mấy chốc mà mệt mỏi, nặng nhọc nói, Hy Bình, thay đổi tư thế nha, Na Na hết sức lực rồi. Hy Bình đổi chỗ với nàng, để nàng nằm sấp trên thảm, quỳ ra phía sau nàng truy hoan. Được một lúc, Nguyên Na lại đòi chuyển tư thế, Hy Bình ôm nàng ta lên, để nàng ôm tay vào cổ hắn, treo mình trên thân thể chàng, vừa đứng vừa đối kháng với Nguyên Na. Nguyên Na không tưởng Hy Bình có thể cường tráng như thế, vừa ôm cơ thể to lớn của nàng vừa có thể hoạt động mạnh mẽ như vũ bão, nàng thực sự không tưởng được, trong đời nàng chưa được nhìn thấy một nam nhân nào cường hãn đến như vậy. Hy Bình nói, Na Na, nàng còn bao nhiêu lính canh nữa? Nguyên Na nói, còn khoảng 230 đang bảo vệ ngoài trướng bồng, tại sao chàng hỏi vậy? Chẳng phải chàng muốn hòa hảo với họ chứ? Ta không ngăn cản, nếu như chàng có ý đó, toàn bộ phụ nữ dã mã tộc sẽ rất hạnh phúc hoàn hảo với chàng, chàng có thể ngủ với tất cả phụ nữ dã mã tộc nếu chàng muốn. Hy Bình cười khẩy, không, chỉ là ta tùy tiện hỏi nàng thế thôi. Chàng đột nhiên đè Nguyên Na ra thảm, gập hai chân nàng lên đến tận trán, làm cho mông của Nguyên Na dựng đứng cả lên, dương căn ở phía dưới nhằm thẳng đào nguyên của nàng tiến tới, nói, Na Na, ta sẽ làm nàng thỏa mãn bằng tư thế mạnh bạo nhất. Nói đoạn, mông của chàng đột nhiên mãnh liệt dĩ thường nhấp tới, đồng thời miệng của chàng mở rộng cùng với Nguyên Na mút lấy lưỡi của nhau. Nguyên Na đột nhiên cảm thấy Hy Bình tăng cường độ tấn công vào hạ thể, liền kinh hãi hô lên, Hy Bình, ta không muốn, chàng có thể giết ta, ta đầu hàng. Hy Bình không ngừng tăng cường độ tấn công vào thân thể nàng, nói, Na Na, chẳng phải lúc trước bảo ta hiếp dâm Nguyên Thu. Hơn nữa nàng cũng thấy Nguyên Thu đau đớn thế nào rồi, dường như rất khoái lạc, nên ta cũng muốn cho nàng thưởng thức cảm giác bị hiếp dâm, thậm chí nếu nàng muốn, ta sẽ cho nàng biết thế nào là sợ hãi. Nguyên Na nói, Hy Bình, nó sẽ rất đau đớn, chàng đừng làm ta sợ nha. Hy Bình bất quản nàng ta nói gì, không ngừng nhấp mông lên xuống, gần như phá nát thông đạo của nàng ta, không ngừng cảm thụ hạ thể Nguyên Na giãn nở, co bóp. Nguyên Na cuối cùng cũng không chịu được hứng tình, xuất ra nhiều lần, tê liệt nằm trên tấm thảm, hôn mê. Hy Bình dồn dập những phát cuối, tăng tốc bằng toàn bộ khả năng, tấn công vào hạ thể Nguyên Na vốn không thể nói được vì đau, chỉ còn một cảm giác bốc cháy ngùn ngụt trong tử cung. Hy Bình chở mình đi ra, mỉm cười với Nguyên Na, nàng ngủ khỏe nha. Nguyên Na mê mê hô hồ trả lời một tiếng, rồi đi vào giấc ngủ sâu. Hy Bình đi ra ngoài trướng bồng, trong khoảnh khắc ôm vào hai nữ nhân quay lại, lưỡng nữ hoan hoan hỉ hỉ thoát y. Hy Bình ngồi xem đột nhiên cảm thấy thế giới mỹ diệu, hoang đường. Đêm đó, Hy Bình chẳng biết đã cùng bao nữ nhân hoàn hảo, chàng thực sự không đếm nổi, chỉ biết đã gọi vào toàn bộ nữ nhân hộ thủ rồi cùng từng người hôn thiên, địa ám trên tấm thảm. Để chuẩn bị ra về, Tiểu Nguyệt đích thân đến thăm dò, thấy bên ngoài rất nhiều nhóm nữ nhân được Hy Bình đem về tối qua, thân thể không một mảnh vải, mặt mũi đờ đẫn. Hy Bình đã quay về lều, thân thể còn chưa kịp mặc quần áo. Bởi vì đã bị đám phụ nữ kia xé mất, chàng cũng chẳng nhớ đã làm việc đó với bao nhiêu nữ nhân, và với những ai. Bởi thế, sau đó một hồi, chàng tự đặt ra một câu hỏi, không biết cha có như thế này không? Hoàn hảo với nữ nhân là thiên chức của ta, làm sao ta có thể khỏe mạnh như thế? Bao nhiêu phụ nữ đã qua tay ta? Bọn người Hy Bình ly khai dã mã tộc, Nguyên Na không thể tống hành, nàng sợ đến lúc không kìm lòng được liền cùng chàng ra đi. Sau khi Hy Bình đi, Nguyên Na đến trướng bồng của Nguyên Chân, Nguyên Chân đã có thể ngồi dậy, nhưng không thể đi được. Nguyên Na ngồi gần Nguyên Chân, vuốt tóc nhi tử, nói, Chân Nhi, tốt chứ? Nguyên Chân nói, nương, hắn ta thế nào rồi? Nguyên Na nói, đã chết rồi. Nguyên Chân khóc thảm, không thể, nương lừa dối con, nương lừa dối con. Nguyên Na nói, hắn sử dụng sinh mệnh của hắn để đổi lấy sự tự do của 6 đồng bạn. Chân Nhi, hãy quên hắn đi, hắn không thể quay lại nữa. Nguyên Chân trầm mặc, sau một hồi kiên định nói, nương, nữ nhân sẽ đi đến Trung Nguyên.
Nguyên Na kinh hãi nói, đó đâu phải là thế giới của chúng ta, con sẽ làm gì ở đó chứ? Nguyên Chân nói, con sẽ tìm kiếm một người đàn ông tốt hơn hắn, cùng hắn sống trọn cuộc đời, để cho con có thể thực sự quên được hắn. Mặt trời rực rỡ, gió thoang thoảng mơn man. 9 người cưỡi ngựa trên từ thượng du thảo nguyên tiến tới, Hy Bình Nhân vì tâm tình sảng khoái, rất muốn hát thật to một bài thảo nguyên tình ca, nhưng bị chúng nhân từ chối bài hát miễn phí của chàng. Hoa Tiểu Ba cố ý tiếp cận Tiểu Nguyệt, không ngừng buông lời chòng ghẹo, nhanh chóng biểu lộ tâm ý ái mộ, nhưng Tiểu Nguyệt đến một nụ cười cũng không biểu lộ. Đỗ Manh Manh nói, Tiểu Ba, ngươi không biết chủ ý của Tiểu Nguyệt rồi, trong chúng ta, Tiểu Nguyệt là không ưa ngươi nhất. Hoa Tiểu Ba tranh biện, Hoa Tiểu Ba ta anh tuấn, phong lưu tiêu sái ngời ngời, Tiểu Nguyệt vốn là danh hoa không chủ, chẳng phải kiêng dè gì, sao lại không thích ta chứ? Đỗ Manh Manh cười nói, ngươi đúng là xú mỹ nhất, Tiểu Nguyệt của bọn ta vốn là danh hoa có chủ rồi. Hoa Tiểu Ba nói, sao ta lại không biết nhỉ? Ai ra, xem ra ta phải tìm mục tiêu khác rồi. Tiểu Nguyệt, khi nào thì giới thiệu nam nhân của nàng cho chúng ta? Tiểu Nguyệt vô ý nhìn Hy Bình một cái, má ửng hồng nói, Nguyệt Nhi không cùng người nói chuyện. Hy Bình bị Tiểu Nguyệt trừng mắt một cái, cực kỳ không tự nhiên, mở miệng nói, Tiểu Ba, Bạch Dương tộc chính là thiên đường của ngươi. Tứ Cẩu cười nói, đương nhiên cũng là thiên đường của ta. Triệu Tử Uy kêu lớn, chúng ta mau tăng tốc lên, tiến tới thiên đường của chúng ta. Chiến cỗ chiến mã phóng nhanh như gió trên thảo nguyên. Bình minh hôm sau, đã đến được doanh trại của đại quân Bạch Dương. Bạch Hùng và Bạch Tử Lĩnh xuất tướng lĩnh ra nghênh đón. Bạch Tử cười nói, bọn ngươi cuối cùng cũng quay lại, tối mai chúng ta sẽ lại được ở nhà ôm vợ rồi. Nương ơi, tại đây, Toàn Kiến và đàn ông, muốn chết quá. Triệu Tử Uy nói, Bạch Huynh, có mời ta về phủ không vậy? Ai, thật là không tưởng nổi, Triệu Tử Uy có khả năng nói đến chuyện ngủ với vợ người khác tự nhiên đến vậy, có thể hiểu lời của hắn là, Huynh có thể mời ta về ngủ với vợ Huynh được không? Đương nhiên, Huynh được hoan nghênh, Bạch Tử trả lời cũng hết sức tự nhiên, rồi lại nói tiếp, Triệu Huynh, hai nữ nhân kia thế nào rồi? Triệu Tử Uy ca thán, ai, việc xảy ra rồi, không thể nào làm được gì nữa. Bất quá, bọn họ sau khi quay về đối với Bạch Huynh lúc nào cũng tưởng nhớ, Bạch Huynh đúng là có mị lực không nhỏ nha. Nguyên lai không chỉ có Độc Cô Minh có thể nói hay, Triệu Tử Uy cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại, thật không ngạc nhiên khi hắn cùng với Độc Cô Minh tranh nhau mộng hương, chẳng ai thắng nổi ai. Nam nhân nào được người khác khen về phương diện đối phó với nữ nhân đều hoan hỉ vô cùng, Bạch Tử đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hắn mở lòng, cười nói, quá khen rồi. Triệu Huynh cũng uy mãnh không kém Bạch Tử ta. Điều này là hiển nhiên rồi, nếu không tại sao lại gọi là Triệu Tử Huy. Bạch Hùng nói, khi quay lại Bạch Dương tộc, bọn ngươi sẽ đến chướng bồng của ta, thưởng thức tao vị của 15 bà vợ của ta, để cho các ngươi biết sự khác biệt. Đám nam nhân đều cười lớn, làm Tiểu Nguyệt và Đỗ Manh Manh cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Sau khi vui vui vẻ vẻ tiến hành đánh chén bữa tối, Hy Bình và bọn Lôi Long đến chướng bồng lúc này đã ghép lại của Bạch Tử, Bạch Hùng, 9 nam nhân tại chướng bồng rộng rãi ngồi bàn chuyện trên trời, dưới đất, dĩ nhiên không ngoài chuyện đàn bà. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt cùng ngủ chung trong một chướng bồng. Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Manh Manh, sau khi tỷ cùng Nguyên Na ra sau, đã phát hiện ra sự việc gì? Trong lòng thị vốn còn nghi vấn, chỉ chờ đến lúc còn có hai người liền lập tức hỏi. Đỗ Manh Manh u oán nói, nam nhân đó chính là đại ca. Tiểu Nguyệt kinh hãi, cái gì? Đại ca, làm sao huynh ấy có thể làm việc này? Đỗ Manh Manh thở dài, kỳ thật đại ca tỉnh không biết, Nguyên Na nói, lúc đó huynh ấy đang hôn mê. Tiểu Nguyệt nhìn Đỗ Manh Manh nói, tỷ không muốn để đại ca biết. Đỗ Manh Manh nói, sư muội, muội không được cho đại ca biết đó, ta sợ là huynh ấy sẽ khó xử. Lần đầu của ta dâng hiến cho đại ca, ta quả là rất hạnh phúc, nếu quả đại ca đòi hỏi Manh Manh, Manh Manh cũng sẽ không từ chối huynh ấy. Tiểu Nguyệt nói, tại sao tỷ lại vẫn lấy nhị ca? Đỗ Manh Manh nói, bởi vì ta yêu Đại Hải, ta chỉ muốn hoan hỉ với đại ca thôi. Ta vốn yêu cả hai bọn họ, nếu Manh Manh phải chọn, đương nhiên chọn người ta yêu nhất. Tiểu Nguyệt nói, sư tỷ, tỷ có kể chuyện với đại ca cho nhị ca? Đỗ Manh Manh nói, ta sẽ không nói với huynh ấy. Nếu ta nói ra, huynh ấy tất nhiên sẽ không bằng lòng, nhất định nhường ta cho đại ca, bởi vì huynh ấy biết ta yêu đại ca.
Tiểu Nguyệt thở dài nói, ta sẽ giúp tỷ giữ bí mật này. Đỗ Manh Manh nói, sư muội, người cũng nên nghĩ cho huynh ấy, muội và đại ca chính là thân huynh muội, không thể nào ở với nhau được đâu. Tiểu Nguyệt nhãn thần tối sầm, ưu oán nói, ta và đại ca vốn đã phân ly từ nhỏ, tình cảm giữa huynh muội là rất ngắn, gặp lại huynh ấy, làm sao trong lòng ta có thể đối xử với huynh ấy như đại ca được. Đại ca là đàn ông của Nguyệt Nhi ta, người đàn ông duy nhất. Đỗ Manh Manh nói, muội không nghĩ đến người khác. Tiểu Nguyệt kiên định nói, từ khi muội biết yêu, đã không biết hối hận, không quả muội và huynh ấy đến đâu, Nguyệt Nhi quyết không hối hận vì đã yêu huynh ấy. Đỗ Manh Manh u ó ẩn thở dài, nói ta cũng yêu đại ca rất nhiều. Tiểu Nguyệt nói, sau này gặp lại phụ mẫu, ta sẽ hỏi tại sao họ lại không phản đối ta và đại ca đến với nhau, trong thiên hạ này, cha nương cho phép con cái luyến ái nhau, tất phải có nguyên nhân. Đỗ Manh Manh nói, ta cũng nghĩ thế. Tiểu Nguyệt đột nhiên nói, sư tỷ, tỷ và đại ca làm chuyện đó, cảm giác thế nào? Đỗ Manh Manh giận dữ một cách đáng yêu, sao muội lại hỏi ta về chuyện đó? Chẳng biết xấu hổ gì cả. Tiểu Nguyệt chẳng ngại nói, lúc trước tỷ nhìn ta và đại ca hoàn hảo, bây giờ bảo tỷ kể chuyện của tỷ thì tỷ không nói. Thật là bất công, sư tỷ, tỷ nói đi. Đỗ Manh Manh bắt bẻ không được thị, chỉ biết xấu hổ ngồi xuống bên cạnh, hồi ức thuật lại chuyện với Hy Bình, ngắn ngủi nhưng đầy khoái lạc, cả đời không thể quên được. Bạch Tư đi đến, chúng nhân quả không lường nổi. Hy Bình cùng chúng nhân nói chuyện xong, đang ngủ, bị tiếng người nói làm tỉnh lại. Nguyên lai chính là Bạch Tư. Bạch Hùng cười nói, Tư Nhi, nàng tưởng nhớ đến ta à? Bạch Tư lạnh lùng nói, khi nào? Ngươi đang nói chuyện Thiếu Lâm đấy à? Bạch Tử nhìn thần thái khác lạ thường ngày của Bạch Tư, hơn nữa lại còn đến vào lúc nửa đêm, tất phải có chuyện quan trọng, vội hỏi, muội tử, phát sinh sự việc gì à? Bạch Tư nói, Pháp Nan Đại Vu Sư nghiên cứu chế tạo ra 37 cương thi, nhưng không thể khống chế, đang giết hại rất nhiều người của bộ tộc, Đại Vu Sư cùng tộc trưởng đã bị sát hại, Bạch Liên đã bị thụ thương. Chúng nhân sắc mặt đại biến, Bạch Hùng khóc giống lên. Hy Bình nói, lập tức động thân. Liên đó, sau khi khẩn cấp thương thảo, sau cùng Bạch Tử sẽ lưu lại thống lịch đại quân Bạch Dương quay lại Bạch Dương tộc, Bạch Hùng và bọn Hy Bình lập tức mau chóng quay về. Chẳng biết làm thế nào, phải về đến Bạch Dương tộc đã. Càng nhanh càng tốt, muộn một phút, là có biết bao người bị giết. Trên đường, Hy Bình hỏi, Bạch Tư, Liên Nhi thương thế như thế nào? Bạch Tư nói, ả bị trúng trưởng phong của ở vai phải, thương thế không quá nặng, nhưng hành động cực bất tiện. Hy Bình trong lòng như chút được một khối đại thạch, dần dần cảm thấy thư thái hơn. Dù sao thì Bạch Liên cũng danh chính ngôn thuận là vợ của chàng, sự an nguy của ả đối với chàng là cực kỳ quan trọng. Phải nhanh chóng quay lại, tuyệt diệt đám cương thi. Bạch Liên đang nằm trong chiếc chắn dày, toàn thân phát lãnh. Tảng sáng qua, Pháp Nan Đại Vu Sư chế tạo xong vũ khí cương thi, liền hoành hành tại Bạch Dương tộc, nhìn thấy người là giết, gặp cái gì hủy cái đấy. Người sáng tạo ra bọn chúng là Pháp Nan Vu Sư lại chính là người bị hại đầu tiên, lão vốn không tính đến rằng, lão đã chế tạo ra vũ khí sát nhất, thì người đầu tiên bị giết lại chính là người chế tạo ra chúng, bọn chúng không ngờ không tuân theo sự điều khiển của lão. Pháp Nan tự làm tự lãnh hậu quả, nhưng tai họa còn đổ cả xuống đầu Bạch Dương tộc, làm cho chúng sinh đổ thán. Đám cương thi có tất thảy 37 mạng, bọn chúng đau thương bất nhập, lại cũng không có lý trí, bọn chúng đi đến đâu. Tuyệt không còn ai sống sót. Hiện đang tại Bạch Dương tộc ra tay sát sinh, mọi người nghe đến tin này, đi lánh nạn càng xa càng tốt. Thảo nguyên vốn rộng lớn nhưng trống rỗng, Bạch Dương tộc thật không biết trốn vào đâu. Tộc chúng đúng là đánh nhau với quái vật, bị hoạt nhân giết chết từng đám một. Ngẫu Nhi và Phỉ Nhi đang bồi tiếp tiểu thư của bọn họ, cả đều đang rơi lệ. Bạch Liên run rẩy nói, chàng đã quay lại chưa? Phỉ Nhi thổn thức nói, tiểu thư, tướng công vẫn chưa về. Bạch Liên buồn bã nói, nếu quả ta chết đi, khi chàng quay lại, nói với chàng, Bạch Liên yêu chàng. Ngẫu Nhi khóc nói, tiểu thư, nghỉ đi một chút, tướng công sẽ về mà. Bạch Liên không nói nữa, nhắm hai mắt lại, bất giác ngủ thiếp đi. Ngày mới từ từ đến, mặt đất cuối cùng cũng được thấy ánh thái dương. Hy Bình tiến vào trong lều, nói to, lão bà, ta đã về rồi, nàng ra sao rồi? Tam nữ bị thanh âm đột ngột của chàng làm cho giật mình tỉnh dậy, Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi cực kỳ vui,
nhẹ nhàng nói, tướng công. Bạch Liên khóc to nói, tên đại hỗn đản ngươi, ngươi bây giờ mới quay về, Liên Nhi đã nghĩ là không gặp được ngươi nữa. Thi Bình ôm chặt ả vào lòng, cảm thấy thân thể ả rất lạnh và không ngừng run rẩy. Bạch Liên nhìn thấy Hi Bình quay về với một đám đông, nhìn Bạch Hùng nói, đại ca, cha đã bị bọn súc sanh sát hại, hu hu. Bạch Hùng nghiến răng nói, món thù này, Bạch Hùng ta nhất định sẽ báo. Hi Bình nói, lão bà, bọn chúng đâu rồi? Bạch Liên trầm từ nói, bọn họ đụng độ với bọn ta ở đây, rất là ác liệt, hiện tại chắc cách đây không xa. Hi Bình nói, ta đuổi theo bọn nó làm thịt, quay lại hầu chuyện nàng sau. Liên Nhi, nàng có thể đứng dậy nổi không? Tiểu ba, tiểu tử ngươi còn đứng đây làm gì? Đến xem thương thế của Liên Nhi của ta ra sao ngay. Hoa tiểu ba khám xét thương tình của Bạch Liên xong, nói tỷ phu, tỷ ấy bị âm hàn khí của cương thi xâm nhập nội thể, cửu dương trọng thể của huynh có thể hóa giải hoàn toàn âm hàn căn tính đang tích tụ trong người tỷ ấy, hóa giải âm hàn trong nội thể xong thì sẽ trở lại bình thường. Thi Bình lập tức nói, như thế, bọn ta mau lên ngựa tìm diệt cương thi. Hoa tiểu ba vội nói, không tốt, càng trì hoãn việc chữa trị, thì càng có thể xảy ra triệu chứng không tốt. Tỷ phu, hay là huynh cứu người trước đi, bọn ta đi trước vậy. Bạch Hùng nghe vậy nói, Hi Bình, người cứu Liên Nhi trước, các việc khác tạm thời đừng quản. Hoàng Đại Hải chuyển thân đi ra ngoài trại, vừa đi vừa nói, đi thôi. Đừng trì hoãn. Chúng nhân đi ra ngoài nghênh chiến cương thi, trong trướng chỉ còn lại Hi Bình và bọn Bạch Liên ba người. Hi Bình ôm Bạch Liên, cười khổ nói, lão bà, xem lão thiên không cho ta làm anh hùng rồi, anh hùng lấy cái chết giữa sa trường làm lý tưởng, ta ở đây bồi tiếp lão bà, đối với chuyện làm anh hùng thật là vô duyên. Bạch Liên tự động ôm lấy thân thể cường tráng của Hi Bình, cảm thấy vô cùng ấm áp, không còn cảm thấy run rẩy nữa, nhỏ giọng nói, ngươi có bao nhiêu lão bà? Hi Bình cười hi hi nói, không nhiều, hiện tại với cả ba người, có tất cả 10 người. A hát, có lẽ nên cộng thông 6 người nữa, lại thêm một người tình treo là Nguyên Na nữa. Bạch Liên giận mắng, hóa ra trước kia ngươi lừa dối ta, nguyên lai ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, ta hận ngươi đến chết. Hi Bình kêu to oan ức, ban đầu ta không nghĩ đến ngày này, lúc đó ta đáp ứng lấy vợ, chỉ vì chút tức khí, he he. Nếu quả sớm nghĩ đến việc anh hùng cưới gia nhân rồi cùng hoan hảo, ta khẳng định là đã khai báo thành khẩn. Bạch Liên đập Hi Bình vài cái, oán trách, ngươi đùa chơi với ta. Ngươi cưới ta chỉ vì vui vẻ. Hi Bình biết rằng sự việc nghiêm trọng, vội nói, lão bà, nàng làm sao thế? Giữa chúng ta ban đầu vốn nhiều ẩn ước, bây giờ thì đã giải quyết xong hết rồi. Bạch Liên khóc to nói, ta thì chưa xong, ta chỉ biết ta và ngươi là phu thê danh chính ngôn thuận. Nhưng tên hỗn đản ngươi chưa một lần làm tròn trọng trách của trượng phu, lập tức ra ngoài câu dẫn dã nữ nhân, cảm thụ của nhân ra đến một điểm cũng không biết. Ở bên Phỉ Nhi và Ngẫu Nhi đồng thanh kêu lên, tướng công, chàng khi phụ chúng ta. Hi Bình vô cùng đau đầu nói, ta khi phụ bọn nàng khi nào. Phỉ Nhi giận nói, chàng cùng Bạch Chỉ hoan hảo, thực sự không muốn bọn ta, chàng thật là thiên vị. Hi Bình biện bạch, đó không phải là ta không muốn. Nhưng tiểu thư của bọn nàng không cho phép ta đấy chứ. Bạch Liên mở to mắt cãi, ta nói bao giờ. Hi Bình khuất phục nói tốt, không có, các nàng đang hành hạ ta đấy à. Ta sợ quá. Bạch Liên giành được thắng lợi lần đầu, cười rạng rỡ, nói, ngươi có hối hận khi cưới Liên Nhi không? Hi Bình hôn nàng một cái, nói ta có thể hối hôn không? Bạch Liên gào to, ngươi dám. Hi Bình ra vẻ sợ hãi, cả ba nữ nhân đều cười. Chàng nói, giả sử như ta hủy hôn, các nàng sẽ xử sự ra sao? Bạch Liên đưa một tay ra, sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ của Hi Bình, buồn buồn nói, nhân vì ta chẳng hiểu vì sao lại đi yêu một gã bạch diện từ Trung Nguyên đến, nếu gã tiểu bạch đìa nẹ đó không muốn ta nữa, ta lại quay lại bồi tiếp cha thôi. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, như những quả cầu thủy tinh long lanh. Hi Bình kéo cánh tay của ả đang âu yếm trên mặt chàng xuống. Ôn nhu nói, có lẽ thỉnh thoảng ta quá lời, nhưng ta tinh không hối hận vì đã cưới nàng. Ta sở dĩ một khi đã coi ai là danh chính ngôn thuận phu thê, thì cả đời này ta không nghĩ đến việc hối hận. Kỳ thật ban đầu nàng không thích ta, thậm chí còn ghét ta. Ta vẫn không chiếm hữu nàng, chỉ vì ta sợ sẽ làm tổn hại đến cuộc đời nàng. Chàng nói tiếp, hơn nữa, ta vốn nghĩ sẽ nhanh chóng quay lại Trung Nguyên, lúc đó nàng sẽ được tự do,
thân thể vẫn còn trinh tiết, nàng vốn vẫn theo đuổi mộng anh hùng. Ta nghĩ bản thân chỉ là một lữ khách qua đường, chúng ta chỉ gặp nhau một chút rồi chia tay, không gặp lại nữa. Tuy nhiên nàng đã nói yêu ta, cho dù thật hay giả, ta vô cùng cảm động. Ta không biết mình yêu nhiều hay ít, nhưng đối với ta nàng rất quan trọng, thực sự cực kỳ quan trọng. Bạch Liên kích động một hồi, tránh thoát khỏi vòng tay của Hy Bình, dùng tay đập bình bịch vào ngực chàng, khóc to, chàng nói láo. Liên Nhi luôn không phải không thích chàng, ta vốn sớm yêu chàng, muốn cùng chàng thành vợ thành chồng, cũng muốn chàng ngủ chung một chốn. Nhưng tên hỗ đản ngươi chẳng chú ý gì đến Liên Nhi, lại còn giúp kẻ khác tiếp cận Liên Nhi, ngươi khi phụ ta. Đêm động phòng đó, Liên Nhi muốn cùng ngươi hành lễ phu thê, ngươi lại từ chối cùng ta hòa hảo, lại kêu lên rằng ta không cho phép ngươi hoàn thành trọng trách làm chồng. Ta muốn ngươi ở lại chướng bồng của ta ngủ, nhưng ngươi lại sang ngủ với muội muội ngươi, để được ngủ ngon, canh ba nửa đêm bất chấp ta có đồng ý hay không, mang người khác đến ngủ cùng, sau đó lại bắt người ta cùng ngươi ôm nhau ngủ. Người ta có gì không tốt, mà ngươi đối xử với ta như thế. Hy Bình nghe xong, đau đầu nghĩ, ô này, sao thị lại chút toàn bộ sự tình lên đầu ta nhỉ? Ai đang nói dối đây? Bạch Liên tiếp tục nói, ngươi có thực sự yêu Liên Nhi không? Hy Bình tiện miệng nói, một chút. Bạch Liên giận nói, nếu ngươi không thay đổi thái độ, nói một cách toàn tâm, toàn ý, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hy Bình hôn vào đôi môi đang giận dữ của ả, cười nói, lão bà, ta toàn tâm, toàn ý yêu nàng, được chưa? Bạch Liên kêu lên, không được, mỗi ngày ít nhất phải nói 100 lần. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi không chịu đựng được nữa, cười lên vui vẻ. Hy Bình quay sang bọn họ nói, các nàng tạm thời ra ngoài, ta cùng tiểu thư bọn nàng chính thức động phòng. Ta sợ bọn nàng ở bên chứng kiến không nổi, lại muốn xông vào, ta không đủ thời gian để bồi tiếp, các nàng lại trách ta thiên vị. Mau, đi ra đi, để ta hóa giải hàn khí trong thân thể tiểu thư của bọn nàng, sau đó đi diệt Khương Thi, sau đó sẽ chính thức biến bọn nàng thành tiểu thê tử, được chứ? Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi mặt đỏ hây hây, vội vàng lui ra. Bạch Liên lộ vẻ ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng, cúi đầu nói, chàng không phải định khi phụ Liên Nhi đấy chứ. Hy Bình vừa cởi áo thị ra vừa nói, khi phụ rất sung sướng. Bạch Liên nhỏ giọng nói, chàng ôn nhu với ta nha, Liên Nhi sợ đau. Hy Bình nhìn phần người trước đã xích lõa của Bạch Liên, liền liên tưởng đến thân thể kiều mị của Lôi Phượng. Thân thể hai nàng tương tự nhau, chỉ khác là Bạch Liên trắng như tuyết còn Lôi Phượng thì có làn da rám nắng. Chàng say mê ngắm nhìn thân thể nàng, nói thân thể nàng thật là đẹp. Bạch Liên ngượng ngùng nói, thân thể Liên Nhi chỉ có mỗi một nam nhân ngươi được nhìn qua. Hy Bình đứng dậy, dang rộng hai tay, nói, lão bà, ta phục vụ nàng cởi áo, nàng cũng phải phục vụ lão công nàng cởi áo chứ, không muốn nhìn thân thể nhất đẳng của lão công à. Bạch Liên giận dỗi nói, người ta không muốn. Tay ả lộn xộn một lúc, cuối cùng cũng đưa lên để cởi áo cho Hy Bình. Chỉ tiếc là một vài chỗ trên áo bị ả bối rối mà làm rách. Hy Bình trước mặt ả, cười nói, tiểu tử mặt trắng của nàng có hấp dẫn không? Bạch Liên chẳng nói gì, chỉ một tiếng, nhìn thẳng vào thân thể hoàn mỹ, cường tráng như núi, không khỏi có chút choáng váng, giận dỗi nói, cái gì mà hấp dẫn? Không cho phép ngươi cho nữ nhân khác nhìn. Hy Bình ôm lấy ả, đặt ả lên trên thảm, nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên mặt, lên tai và lên đôi môi mọng đỏ của ả. Một tay vuốt nhẹ lên mái tóc ả, một tay xoa lên đôi nhũ phong đang nhô cao. Lúc này, chàng cảm thấy dường như thảo nguyên thật là nhu nhuyễn, tay chàng sau khi vờn trên hai quả đồi tuyết lại như rồng bay lượn xuống thảo nguyên. Ả quả là rất đẹp, đôi song nhũ của ả, tại thời điểm này quả là đẹp một cách sống động, khe suối sinh mệnh của ả tựa như là kết tinh của tất cả những nét đẹp của thảo nguyên. Bạch Liên tự hào về bộ ngực của ả, ả biết rằng bộ ngực của mình cao, thẳng và cực kỳ tròn trịa. Giống như đại trướng bồng trên thảo nguyên, chính là nơi mà nhân sinh lưu luyến, nhiệt ái nhất. Khi tay Hy Bình nhẹ nhàng xoa bóp song nhũ của ả, ả dùng cả thân thể và tâm hồn cảm nhận sự chăm sóc của chàng, ả muốn dùng đam mê cuồng nhiệt cùng với toàn bộ luyến ái có thể dành cho nam nhân của mình. Khi Hy Bình đang vuốt ve nhũ đầu của Bạch Liên, cánh tay còn lại cũng không chịu để không, lặng lẽ hoạt động tại chỗ kín của Bạch Liên. Bạch Liên rên rỉ, toàn thân phát ra nhiệt khí. Miệng ả cũng như thế, không ngừng thốt ra những lời ôn nhu làm nam nhân phát dục tính. Tay Hy Bình vờn trên vùng đích âm nhu nhuyễn của ả, nhận thấy nơi đó vẫn còn hơi khô, nhưng chàng biết,
từ từ rồi nút chai sẽ được cởi ra, bàn tay của chàng như ma trượng của pháp sư, mang đến mưa xuân thấm nhuần, ở nơi mỹ lệ nhất của nữ nhân, làm cho cỏ cây tốt tươi, hương thơm ngào ngạt. Bạch Liên bị động tác kích tình của hắn bắn hạ, tình mê ý loạn rên rỉ, nhiệt tình đón nhận. Ả bị động tác ve vuốt thành thục của Hy Bình làm kích động, xuân tình lai láng, quên cả trời đất, chỉ cảm nhận được thế giới này chỉ có Ả và Hy Bình hai người. Ngón tay Hy Bình cảm nhận được một dòng suối ấm áp tuôn trào từ nơi sâu kín của Bạch Liên, như những giọt mưa tình rơi mãi không ngừng, cuối cùng Ả cũng vươn tay ra, ngón tay bám chặt vào bên trên em bé của chàng, tay ngọc không ngừng xoa bóp trên nam căn to lớn. Bạch Liên chạm vào một hồi rồi rụt tay lại, run rẩy nói, tại sao của chàng lại lớn vậy? Hy Bình hứng thú cười nói, nàng không hoan hỉ à? Bạch Liên hơi khiếp nói, người ta đã nhìn thấy đại ca và thê tử của hắn động phòng, đại ca quả là nhỏ và ngắn hơn nhiều, vậy mà còn làm cho nữ nhân của hắn gào thét đau đớn. Nếu như của chàng nhập vào nội thể người ta, không biết Liên Nhi còn giữ được mạng mình không? Hy Bình giả vờ nghĩ một lát, nói, hừm. Ta sẽ không tiến vào nữa, nàng sẽ không phải đau đớn. Bạch Liên bám chặt lấy nam căn của chàng, nói, nếu thế hắn sẽ không hoàn thành được sứ mệnh thần thánh, ta phải để hắn phế liễu thôi. Hy Bình ra vẻ bị sốc, nói, xem ra ta bị ép buộc phải đưa nó vào của nàng rồi. Bạch Liên giận dỗi nói, Liên Nhi không cần biết, cửa mình của ta lộ ra rồi, chẳng lẽ hắn lại không tiến vào. Nhanh lên kẻo muộn, đừng để người ta giận nha. Hy Bình ca thán, xem ra dù việc gì xảy ra cũng không thể trì hoãn được nữa rồi. Chàng dùng thay phân khai hai cặp chân ngọc dài miên man của Bạch Liên ra, sờ mó tại nơi thần bí nhất của ả một hồi, làm Bạch Liên động tình vô cùng, đoạn nói, lão bà, lão công đến đây. Bạch Liên cảm thấy đau đớn như lửa đốt, Hy Bình dùng toàn bộ sức mạnh tiến vào ả, ả kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay bấu chặt vào vai chàng bật cả máu, nước mắt cùng lúc trào ra. Không biết là vì thống khổ hay hạnh phúc nữa. Hy Bình nhịp nhẹ nhàng theo tiết tấu, vừa ôn nhu vừa thô bạo. Sau khi Hy Bình tiến nhập thân thể ả một khắc, thông qua ma sát qua lại giữa nam nữ, ả có thể cảm nhận thấy huyết dịch chàng đang chuyển động, đồng thời cảm thụ chàng đối xử với ả nhu tình vô cùng chứ không chỉ có dục vọng, chứng tỏ chàng đối xử với ả thật lòng yêu thương, quyến luyến. Đối với nam tử phóng đãng và thô lỗ này, để chứng tỏ tình yêu thực sự, hắn hiển nhiên phải qua việc nam nữ giao hợp để biểu thị thâm tình của mình ra, quả là vừa sâu sắc, lại rất chân thật. Hy Bình ôm Bạch Liên lên cao, nhẹ nhàng nói, lão bà, muốn thế này chứ? Bạch Liên ngạc nhiên nói, chàng có thể. Hy Bình dùng hành động hồi đáp ả, dương căn lại cứng lên tiến thẳng tới động thịt, vận chuyển thao thiên dương địa âm chi khí. Bạch Liên chỉ cảm thấy nam căn của Hy Bình dường như xuất ra chín đạo cảm khoái, làm cho khoái cảm của ả tăng lên rất nhanh. Nhanh chóng làm ả tiến tới cực đỉnh. Hơn nữa, một lúc sau, từng làn sóng gặp nhau, khiến ả không ngừng điên cuồng rên rỉ, cuối cùng thì mềm ra nằm trên người Hy Bình, đồng thời cảm thấy hỏa nhiệt của dương tinh xạ nhập vào nội thể ả. Ả vốn nghĩ là chàng đã kết thúc, nhưng lập tức phát giác dương căn của Hy Bình trong nội thể vẫn cứng như thép, ngạc nhiên hỏi, chàng đã xạ tinh, tại sao vẫn chưa mềm? Hy Bình cười nhẹ rồi hôn ả một cái, nói, bởi vì nàng đó, vợ của ta. Ta muốn nàng vì ta mà sanh hài tử, vì thế mới tặng nàng tinh dịch chân quý của ta. Nếu là nữ nhân khác, ta có thể cùng ả làm chuyện này 3 ngày 3 đêm mà vẫn không rơi ra giọt nào. Lão bà, nàng đã cảm thấy đủ chưa? Nếu như chưa đủ, chúng ta sẽ tiếp tục, cho đến khi tối mịt. Bạch Liên hờn dỗi, không cho phép cùng Liên Nhi đến tối. Chàng làm Liên Nhi cảm thấy có rất nhiều đạo nhục hoàn hoạt động bên trong, Liên Nhi thực sự cảm thấy rất khoái lạc. Hy Bình đắc ý nói, nếu nàng muốn có cảm giác khác, ví dụ như để lại vài giọt trên mặt nàng hay đại loại như thế, thích chứ? Bạch Liên cười duyên nói, chàng thật là bại hoại, nhưng, Liên Nhi thích chàng như thế, cái kiểu bại hoại đó. Hy Bình cố ý hỏi, ta không phải là tên mặt trắng vô dụng chứ? Bạch Liên chỉ vào mũi chàng, nói, chàng là đồ da mặt dày như trâu. Nếu không bởi vì cương thì, ta muốn chàng thu nạp Phỉ Nhi và Ngẫu Nhi. Bọn chúng chính là tiểu thiếp của chàng, chắc là không tồi hơn Bạch Chỉ đâu, chàng không lo bọn họ gặp nguy hiểm à? Hy Bình nói, bọn họ vốn có một vài anh hùng, một vài vô lại, nhưng tựu chung lại võ công đều không tồi, thừa sức đối phó với đám cương thi, thậm chí đánh không lại, vô lại có thể lôi kéo anh hùng bỏ chạy,
sẽ chẳng có ai quay lại tìm quyền vương ta, chứng tỏ bọn họ toàn là xanh long hoạt hổ. Bạch Liên nói, Liên Nhi cảm thấy đủ rồi, hơn nữa không thể tái thụ ái ân của chàng nữa, chàng mau đi giúp họ đi. Nghe xong lời ả, Hy Bình liền trở mình rút ra. Bạch Liên đột nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng, hờn dỗi nói, người ta mới nói một câu đã vội rút ra, chẳng biết nghe lời gì cả, thực là bực mình quá. Ả nhìn thần khí nơi bàn địa của Hy Bình liền cảm thấy chấn động, từ ngang ngạnh bỗng biến thành nhu nhuyễn, bất giác hồi ức lại tư vị ngọt ngào, nghĩ, tên vô lại này không dễ coi lắm, nhưng có thể làm cho nữ nhân cảm thấy tuyệt đỉnh hoan lạc và thỏa mãn, nếu như thê tử của đại ca cùng hắn hoàn hảo một lần, chắc bọn họ sẽ suốt ngày nằm mơ thấy hắn. Ai ra, sau này sẽ không cho hắn hoàn hảo với đám nữ nhân của đại ca nữa. Nghĩ một hồi, Bạch Liên yêu kiều nhõng nhẽo nói, đại dâm côn. Hy Bình vừa mặc quần áo vừa nói, lão bà, trong đám bạn ta có một hai nhân vật anh hùng, nếu như nàng hoan hỉ, nói với ta một câu, ta sẽ cho nàng chọn bất cứ kẻ nào. Bạch Liên nghe xong rất giận dữ, nói, chàng nghĩ Bạch Liên ta là ai? Từ khi ta cưới chàng, đã là người của chàng, chẳng quản đến kẻ khác, chàng không được nghĩ đến việc đẩy ta đi, ta sẽ bám chặt lấy chàng. Hy Bình ca thán, ai? Nàng vừa mới cưới ta xong, đã muốn ta ra ngoài đánh nhau với cương thi đến mất mạng. Bạch Liên nói, chàng đừng lừa dối ta, Liên Nhi biết nhóm người đó do chàng cầm đầu, nếu chàng không có bổn sự, làm sao họ có thể nghe lời chàng. Hy Bình cao hứng nói, Liên Nhi, nàng nói đúng rồi đó, ta dù không phải là anh hùng, nhưng đánh nhau vào hàng nhất lưu, sướng ca cũng vô đối. Bây giờ ta sẽ đòi theo đánh cho đám cương thi đó quay lại nằm trong quan tài. Bạch Liên hoan hỉ cười nói, giúp ta mặc y phục, Liên Nhi phải đi cùng chàng. Hy Bình thấy lạ hỏi, nàng bây giờ toàn thân vô lực, phải không? Bạch Liên láu lỉnh yêu kiều nói, ta muốn chàng ôm ta. Sau khi ra khỏi trướng bồng của Bạch Liên, Hoàng Đại Hải không Đỗ Manh Manh đi cùng, nhân vì nàng thương thế do bị khai bao chưa hoàn toàn bình phục, Đại Hải lo lắng nàng không những không giúp được gì mà còn làm vướng chân mọi người. Cuối cùng, Đỗ Manh Manh đành phải ở lại, Tiểu Nguyệt cũng ở lại để chăm sóc nàng. Hoa Tiểu Ba vốn cũng không được phép đi, võ công của hắn quả thật rất kém cỏi, nhưng hắn kiên trì xin đi, nói rằng đánh không được thì hắn có thể chạy, hắn cũng nói rằng công phu chạy của hắn chính là bản lĩnh số một của hắn. Chúng nhân chỉ biết cười, không nói được gì, đành đồng ý để hắn đi, không cản trở nữa, hắn tự nhiên đi cùng. Trong chuyện này, làm sao Hoa Tiểu Ba bỏ qua được chứ? Bọn họ nhanh chóng gặp bọn cương thi đang quay lại xính hung. Bọn cương thi do Pháp Nan Đại Vu Sư thu tập từ những xác người chết, vốn là những người trước khi chết còn tồn tại những thâm cửu oán hận với nhân thế, sử dụng vu thuật bí truyền chế tạo ra. Bọn chúng mặt mũi cương ngạnh xanh ngoét, hai mắt sâu thẳm vô thần, có một số tay chân bị cụt, cũng có tên bị mất mũi, cụt tai, có cả nam cả nữ, có trẻ có già, bọn chúng đều dùng thân thể để cảm giác sự vật xung quanh. Do linh hồn bọn chúng vẫn còn lưu trữ oán thán, đều là những kẻ chết chết oan, mang oán hận mà tồn tại trên nhân thế, sau khi kinh qua được Pháp Nan Đại Vu Sư ám bùa chú, thân thể bọn chúng hiện tại không thể bị hủy hoại. Bọn chúng đối với sinh khí có cảm giác cực kỳ mẫn cảm và cũng đặc biệt cừu hận. Chỉ cần cảm thấy sinh khí bọn chúng liền phát cuồng hướng về phía có mùi vị mà hủy diệt, chỉ đến khi xung quanh toàn là tử khí, bọn chúng mới dừng công kích. Sinh khí đối với bọn chúng chính là động lực để hành động. Có một điểm mọi người còn không minh bạch, tại sao bọn chúng luôn tụ một chỗ, không phân tán ra. Kỳ thật nói trắng ra, tự thị bất kể đúng sai thì cũng câu thành ngữ vật dĩ loại tụ. Bọn cương thi đang tấn công hai mỹ lệ thiếu nữ, hai nàng cao tầm như nhau, có thể đoán là chị em. Kiếm pháp của lưỡng nữ có thể coi là khả dĩ, chỉ vì khi đánh vào thân thể cương thi, không thể gây thương tích, lưỡng nữ bị bọn chúng dùng chảo cào chúng nhiều phát, dường như khăn buộc tóc và một chút quần áo đã bị hủy hoại. Cương thi cảm thấy có nhiều cỗ sinh khí lớn vô cùng hòa cùng dương khí tiếp cận bọn chúng, liền ly khai lưỡng nữ hướng tới chúng nhân tấn công. Tư thế đi đứng của bọn chúng không phải là nhảy giống mọi người vẫn nói, mà là đi bộ như người bình thường, có điều là đi không gập gối, giống như là máy móc vậy, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng âm thanh của xương cốt va đập vào nhau, làm cho lòng người vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đi cũng không thể nói là chậm, giống người ta bước nhanh vậy. Tuy nhiên nhiều người gặp bọn chúng không thể chạy được, đó là vì bị bọn chúng làm cho mất hết dũng khí, chân cẳng mềm ra tiểu ướt cả quần, tự nhiên là phải chết.
Hai thiếu nữ mỹ lệ tất nhiên không nằm trong tình huống đó, bọn họ vốn là xông vào tấn công cương thi. Bọn cương thi sát hại phụ mẫu của bọn họ khi họ ra ngoài, bọn họ lập thể sẽ báo thù, kết quả cừu không báo, mà lại suýt phải xuống quỷ môn quan. Cừu hận là thứ mà giúp con người dễ quên đi sợ hãi nhất. Độc Cô Minh vừa nhìn thấy hai mỹ nữ đeo tang bị cương thi dùng trưởng chảo tấn công, lập tức cấp thiết muốn hộ hoa, phi tới nghênh tiếp cương thi. Độc Cô Minh triển khai Thiên Hà kiếm pháp, phi thân đến bên cạnh lưỡng nữ, đứng trước mặt họ chiến đấu với 7 tên cương thi. Lưỡng nữ nhìn thấy một nam tử anh tuấn đang giúp họ, trong lòng vui sướng, liền vô pháp chống cự được nữa, ngã xuống đất hôn mê. Khi họ hôn mê ngã xuống, bọn họ vẫn còn kịp ghi nhớ Độc Cô Minh. Bạch Hùng nóng lòng báo cừu sát phụ, đại đao huy vũ, tuy nhiên có thể bức lùi được cương thi, tất nhiên vô pháp chặt đứt được bọn chúng. Bạch Tư là nữ nhân duy nhất trong chúng nhân, đừng cho là ả nhỏ và tú mỹ thì khinh thường, kiếm pháp ả sử dụng so với Bạch Hùng xem ra có phần hơn, kiếm phong phát ra khí âm hàn, có cảm giác như lạnh như băng giống Lạc Hoa Vô Tình kiếm, tuy nhiên cương thi không sợ khí âm hàn, nhưng bị kiếm pháp lăng lệ của thị bức cho không tiến lên được, cũng chẳng tấn công được. Chỉ tiếc là kiếm của Bạch Tư không thể chân chính đả thương bọn chúng. Triệu Tử Uy sử dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao, vốn cực kỳ hùng dũng, phát ra một đạo đao mang, đồng thời tấn công tới 4 cương thi, hiển nhiên khả dĩ có thể khảm thương cương thi. Hiển nhiên hắn sở hữu cương đao cứng cáp, vốn là khắc tinh của cương thi, bọn chúng liền cảm nhận được đại địch đã đến. Lôi Long sử dụng Du Long kiếm pháp phối hợp với Du Long bộ pháp, tấn công vào nhiều cương thi một lúc, dẫn dụ rất nhiều cương thi tấn công. Tuy hắn không đả thương được cương thi nhưng cương thi cũng chẳng làm gì được hắn. Nhưng nếu đánh nhau tiếp, Lôi Long cuối cùng cũng sẽ bị kiệt lực, hậu quả thế nào ai cũng biết bởi vì bọn cương thi vốn chẳng biết mệt là gì. Hoàng Đại Hải sử dụng Lưu Tinh kiếm pháp vốn không thể đả thương cương thi. Bất quá, Trường Sinh kiếm của chàng phát ra vầng sáng lục sắc chính là khắc tinh của cương thi. Lục sắc kiếm mang này mang theo những cỗ sinh mệnh cường đại, có khả năng xuyên thấu thân thể đao thương bất phạm của cương thi. Tứ Cẩu sử dụng Bá Vương Thương cùng Oanh Vương Trưởng vốn là chí dương chí cương võ công, đối với cương thi là chủng loại âm xâm cực kỳ hữu dụng, sở dĩ vậy nên Tứ Cẩu biểu thị uy phong bát diệt, phong độ nổi bật, thương đâm trưởng đánh, làm cương thi không tiếp cận nổi. Đồ đệ của hắn là Hoa Tiểu Ba quả đáng thất vọng, từ đầu đến cuối đùn đẩy mọi người xử lý cục diện, bất quá, chính là như hắn nói, đánh không được thì chạy. Tiểu tử này bản lĩnh tránh né đúng là nhất lưu. Vô luận cương thi tấn công kiểu gì, hắn đều tránh được, tuyệt không để cương thi động đến thân thể quý giá của hắn. Vừa tránh phiền nhiễu từ đám cương thi, vừa xem sư phụ Tứ Cẩu uy mãnh chiến đấu, đúng là võ công truy sát của hắn thì kém nhưng ngón nghề né tránh thì đúng cao thủ. Hoa Tiểu Ba tự nhiên không biết rằng nếu hắn không dịch chuyển qua cương thi, thì bọn chúng sẽ không tìm hắn, hắn chạy qua chạy lại làm bọn cương thi chú ý, bọn chúng liền nhằm hắn mà truy đánh, hắn chỉ biết cười hi hi chạy đi. Chúng nhân không liệu được là Hoa Tiểu Ba lại như vậy, cho dù không tiêu diệt được cương thi, nhưng cứ quấn lấy bọn chúng, mẹ nó, tuyệt thật. Hoa Tiểu Ba vốn không tưởng nổi Thiên Tự Thác Loạn bộ pháp tổ truyền này lại công hiệu như vậy, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đương thời Thiên Tự lão nhân truyền cho tầng tổ của hắn là Hoa Thắng y thuật, bởi vì biết Hoa Thắng với y thuật quả thật có thiên phú, nhưng không liệu được là Hoa Thắng vốn chẳng có chút năng khiếu gì với võ công, Thiên Tự lão nhân sợ Hoa Thắng gặp địch bị giết. Liền nghĩ ra Thiên Tự Thác Loạn bộ pháp truyền cho Hoa Thắng. Hay, phải nói rằng, Hoa Thắng và cháu mình đúng là cùng một ruột, học võ công chính thống không thành, nhưng học công phu chạy trốn thì lập tức được ngay, chỉ đếm đến 3, đã có thể học xong công phu chạy trốn này. Thiên Tự lão nhân thấy vậy vui mừng hớn hở, bởi lẽ, làm đại phu, học được công phu cứu người cao mình, hà tất nhất định phải học võ công giết người làm gì. Như thế khác nào bọn đồ phu? Người sống và người chết chiến đấu với nhau, có lẽ còn kịch liệt hơn là người sống đánh với nhau. Người chết vốn đã chết rồi, căn bản không biết sợ chết, không phải đấu tranh để giữ lấy mạng sống không có mạng sống, thì cần gì bảo vệ. Người sống không chỉ chiến đấu để diệt kẻ chết mà còn để giữ lấy sinh mạng. Nhân thế thường đánh nhau vì sợ hãi chứ không phải là vì sinh mệnh. Bọn cương thi đã bị hạ 14 tên, kỳ thật muốn hạ gục bọn chúng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần xuyên một lỗ trên trán bọn chúng, lúc đó oán hận chi khí được bảo lưu trong đó sẽ qua đó mà thoát đi. Nhưng để xuyên được một cái lỗ trên đầu bọn chúng, quả là rất khó. Bởi bọn cương thi vốn đau thương bất nhập, hơn nữa dường như cảm nhận được điểm yếu trên đầu,
bọn chúng luôn biết cách che chắn tử não, giống như nữ nhân trinh liệt giữ gìn trinh tiết nghiêm mật. Hoa tiểu ba chẳng giết được tên nào, nhưng bị chém giết thì có thừa. Lôi long nội lực thâm hậu, du long kiếm pháp bay tới bay lui, giống như cá bơi trong nước không biết mệt mỏi. Triệu tử uy uy phong bát diện, nhật nguyệt luân hồi đao nhằm đầu cương thi phóng tới, cương thi nhất nhất vỡ đầu nằm lăn ra đất. Tứ cầu sử kim thương nhằm đầu cương thi đâm tới, lũ cương thi thấy cương thi của hắn bay tới, liền né sang hướng khác truy sát đệ tử của hắn là hoa tiểu ba cho dễ. Bạch hùng cùng bạch tư có vẻ như không trụ nổi nữa, bị cương thi vây khốn đến mức thủ mang cước loạn. Độc cô minh võ công lai tạp, đầu tiên thì sử dụng tiên hà kiếm pháp vô hiệu, liền sử ra bàn nhược thần trưởng, vốn là trưởng pháp chí dương của Phật gia, khả dĩ có thể bức cương thi lùi ra, nhưng vẫn vô pháp làm cho bọn chúng nằm xuống mãi mãi. Thành ra, hắn không dùng thúy khí kiếm nữa, chuyển sang dùng bàn nhược trưởng hai tay cùng đánh ra, cương thi phi đến một tên thì tung ra một trưởng, đang bị cương thi vây xung quanh. Hiện trạng của hắn cũng đang từ từ xấu đi, mồ hôi thúa ra, chỉ sợ trong lúc sơ hốt, bị cương thi kích trúng trúng một trưởng thì chỉ còn biết giơ tay bái bai thế gian. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh thân thể âm phong trận trận, song trưởng đẩy ra, đẩy ba cương thi trước mắt bay ra, đột nhiên thấy lưng đau đớn vô cùng, âm hàn chi khí thấu nhập vào thân thể, hắn bị cương thi trưởng chấn bay ra xa người liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sau khi lảo đảo đứng dậy, chuyển thân lại, chỉ thấy bốn cỗ cương thi phi chảo đến trước mặt. Hắn chẳng kịp nói gì nhiều, chỉ kêu to lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành đỏ hồng, mười đầu ngón tay xuất ra những tia màu máu hồng. Nhằm tới chảo thủ đang phi tới của bốn cỗ cương thi, tức thì huyết quang đại thịnh, tay của cương thi lập tức bị chảo của hắn làm cho đứt. Sau đó, hắn nhanh như điện phóng chảo xuống, nhằm não đại cương thi phóng tới, mười ngón tay phi vào đầu cương thi, chiếc đầu cứng rất vô cùng của cương thi lập tức bị tách ra, vô cùng khủng bố. Trong lúc chúng nhân còn đang ngạc nhiên, độc cô minh đằng không bay tới, song cước cũng xuất hiện màu máu hồng, dũng mạnh nhằm đầu cương thi phóng tới, đầu của bọn chúng lập tức biến thành phấn. Chúng nhân thực sự không hiểu hắn sử dụng võ công gì, quả thật là rất kinh nhân, trông hắn lúc này trông giống như bị ma nhập, toàn thân một màu máu hồng tỏa sáng rực rỡ. Lòng tin của chúng nhân đại tăng, khí thế như trẻ tre. Đương nhiên, đám cương thi thay nhau đi chầu ông vải. Tinh thần chiến đấu tăng cao. Cương thi bị hạ không ít. Bạch Tư bị ba cỗ cương thi vây công, nếu là ban đầu thì có thể ứng phó, nhưng hiện tại đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Ứng phó quả là rất gian nan, người khác cũng khó ứng cứu. Tốc độ kiếm pháp của thị càng lúc càng chậm, rất dễ bị cương thi kích trúng. Thị nhận ra điều đó, lập tức chấn chỉnh kiếm pháp, mau chóng bức thối cương thi, nhưng khi kiếm xuất ra được một nửa, liền cảm thấy lực bất tòng tâm, bị cương thi kích một chưởng trúng giữa ngực, lùi lại đến 8 bước, ngã ngồi xuống đất. Cương thi chẳng buông tha, xông tới truy sát. Độc Cô Minh và Tứ Cẩu nhìn thấy tình thế bất diệu, không đánh nhau nữa. Phóng tới truy kích những cương thi đang xông vào Bạch Tư. Tứ Cẩu lăng không tới thương xuyên qua não đại một cương thi, Độc Cô Minh hai tay xuyên qua hai đầu cương thi còn lại, hiển nhiên lúc đó, hai người bọn họ phía sau bị cương thi truy kích đến. Đằng sau bọn họ có 5 cương thi, 4 cương thi truy kích hai người họ, một nhằm tới Bạch Tư đang nằm trên đất hạ độc thủ. Những người khác không tới cứu kịp. Đột nhiên, một âm thanh cuồng hãm vừa như rồng ngâm vừa như hổ khiếu lại giống sư tử hống. Cương thi nghe xong âm thanh, lập tức lùi lại, xếp thành một hàng. Có tất cả 15 cương thi, xếp thành một hàng dài. Bọn chúng cảm thấy một cỗ thiên dương chi khí vô hạn đang nhắm thẳng tới bọn chúng. Chúng nhân lóe lên tia hy vọng, đều nhìn về phía đối diện cương thi. Một nam và nam nữ đang hướng tới bọn họ phóng tới. Hy Bình ôm Bạch Liên trong lòng, một tay cầm liệt dương chân đao, giống như đang ôm Lãnh Như Băng hồi trước. Nhưng tư thế thuận mắt hơn nhiều. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, Đỗ Manh Manh cùng Tiểu Nguyệt đi sau chàng. Tứ Cẩu ngồi trên mắt đất, vô lực nói, người đến muộn một chút, Tứ Cẩu ta chắc cũng sẽ biến thành cương thi. Độc Cô Minh cười nói, xem ra bọn quỷ đó sợ ngươi, ngươi mau cho bọn chúng quay lại địa phủ, sau đó quay về với lão bà của ngươi. Hoa Tiểu Ba cản hắn lại, nói, tỷ phu, để ta giúp huynh ôm Liên Nhi. Bạch Liên mắng, ai cần ngươi ôm chứ? Ta vốn không quen ngươi. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, hai người qua đỡ ta, không được để tên sắc lang này chiếm tiện nghi. Hoa Tiểu Ba mặt không một điểm hồng, nhìn Hy Bình giải thích, tỷ phu, ta là không có ý đó.
Thi Bình nhìn Lôi Long và bọn người Bạch Hùng nói, đã làm các người phải chịu khổ. Bạch Hùng thở gằn nói, ngươi không được khinh thị nhé. Muội muội ta đã khó đối phó nhưng Cương Thi càng khó đối phó hơn. Thi Bình vẫn cười nói, tại sao ngươi biết? Bạch Liên gào to lên, Hoàng Hy Bình, tối nay ta sẽ cho ngươi thấy tốt hơn. Thi Bình quay sang thị làm mặt quỷ một cái, nói, đừng quên, ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, nàng đã bị không di chuyển được rồi đó. Thi Bình nói xong, quay sang phía 15 cương thi, tiến tới. 15 cương thi không hẹn mà cùng lùi lại 3 bước, sau cùng dừng lại, xem ra muốn cùng Hy Bình chiến đấu. Thi Bình cũng dừng lại, sắc mặt anh Tuấn, nhìn lũ 15 cương thi một cái, đột nhiên, mắt chàng lóe lên một sắc lạ tựa như cười, thực sự rất quỷ quái. Đao xuất ra hồn, thân đao bùng lên như lửa. 15 cương thi cảm thấy cỗ thiên dương chi khí cường đại của chàng phóng tới, cùng kêu lên những tiếng cười quái dị, nhằm Hy Bình xông tới. Hy Bình nhanh như điện phi thân xông vào đám cương thi, đao quang rực lửa, lôi quang rồn rập. Đao lên đao xuống, ánh hồng sáng một góc trời. Ngay lập tức, ánh hồng tan biến, lôi quang tắt lịm, đao đã cho vào bao. Chúng nhân kinh hãi nhìn vào đám cương thi, bọn chúng chẳng còn tên nào hoàn chỉnh, toàn bộ đã bị chém làm đôi. Bọn họ hiểu bảo đao của Hy Bình là chí dương bảo đao cộng thêm chí dương đao khí, đúng là khắc tinh cẩu cương thi, nhưng không ngờ được chỉ một lần nhấc tay đã cắt toàn bộ đám cương thi làm hai, kinh hãi vô cùng, không thể không bội phục chàng. Bạch Liên nhìn vào xác cương thi ở dưới đất, hưng phấn kêu lên, chồng yêu, mau đến đây ôm Liên Nhi. Hy Bình nhìn Bạch Hùng nói, huynh phân phối mọi người thiêu xác bọn chúng. Rồi đưa đao cho Hoa Tiểu Ba giữ, quay lại ôm Bạch Liên, nói quay lại chướng nội tiếp tục kêu la rên rỉ nha. Bạch Liên yêu kiều trừng mắt nhìn chàng một cái. Hoa Tiểu Ba kêu lớn, tỷ phu, huynh đưa cái đao nặng này cho ta làm sao còn sức để ôm mỹ nữ trên đất kia. Hy Bình bị Bạch Liên sủng ái tựa như tuyệt thế bảo bối. Vừa mới quay lại chướng bồng, Bạch Liên liền quấn dịt lấy chàng, coi chàng như chiến lợi phẩm, sùng bái Hy Bình như thánh thần. Vốn thiếu nữ luôn luôn thần tượng những anh hùng cái thế, vốn dĩ nghĩ mình đã yêu nhầm một tên vô lại, ả nào ngờ chồng mình lại là một anh hùng, chỉ trong khoảnh khắc ra tay trừ tiêu diệt cương thi trừ họa cho nhân thế. Ả đột nhiên nhận ra chàng là một đại anh hùng, ả vốn luôn luôn say mê đại anh hùng. Một mình cùng ở cùng chàng lúc này, ả lại muốn chàng lại trở thành vô lại để làm ả hạnh phúc hoặc giả trở thành cuồng tình xâm phạm ả, nhưng trước mặt người khác, ả yêu thích khí khái anh hùng và võ công siêu tuyệt của chàng. Nữ nhân luôn muốn nam nhân của mình được sùng bái, nhưng cũng luôn đòi hỏi họ phải phục tùng họ như chó lúc ở nhà. Bạch Liên đột nhiên muốn tác ái cùng Hy Bình, nhưng quả là không còn chút khí lực nào. Ả nghĩ, tên tiểu Bạch Diện này, quả thật là rất cường tráng. Sau khi hôn hít một hồi, Bạch Liên giận dỗi nói, lão công, sao chàng lại đối xử lạnh lẽo với Liên Nhi, sau này phải đền bù Liên Nhi gấp đôi. Hy Bình cười nói, xem ra nàng bị nghiện lão công rồi. Từ nãy đến giờ đã gọi lão công hơn 100 lần rồi, ta phải đền bù ra sao trước khi bị nàng tàn phá. Bạch Liên phàn nàn, chàng nói gì? Chàng là lão công của Liên Nhi, phải có nghĩa vụ làm cho việc tác ái với chàng trở nên thực sự khoái lạc, chàng thực sự đã làm cho Liên Nhi giữ gìn trinh tiết quá lâu, vậy là có ý gì đây? Hy Bình bóp bóp ngực ả, nói ta đang đền bù đây. Bạch Liên hờn, không muốn, Liên Nhi không ôm được chàng. Thì Liên Nhi phải nói chuyện với chàng, nếu chàng làm Liên Nhi hôn mê, sau khi tỉnh lại người ta sẽ không tha thứ cho chàng. Hy Bình đau khổ lắc đầu, ta bị nàng hí lộng làm cho dục hỏa thượng thăng, lại không cho phép ta diệt hỏa, nàng muốn ta bị lửa thiêu chết à. Bạch Liên cười kiều mị, chàng nhìn hai tên cứu hỏa đó, chẳng phải là người của chàng là gì, chàng cũng phải có trách nhiệm với bọn họ. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi đồng thanh nói, tiểu thư, tướng công vừa cùng cương thi đánh nhau. Lại vừa mới cùng người hoàn hảo, nếu bọn chúng ta lại, thân thể có thể bị thương. Bạch Liên cười nói, bọn ngươi nên lo lắng cho bản thân mình ấy. Hy Bình kéo Ngẫu Nhi lại hôn hít, chuẩn bị cởi quần áo ả, thì bên ngoài có một người tiến vào, chính là Bạch Chỉ. Chàng thả Ngẫu Nhi ra, ra ôm ả vào, hỏi, Chỉ Nhi đến đây là vì nhớ ta phải không? Bạch Chỉ khẽ ừng một cái, nói, Chỉ Nhi suốt ngày chỉ nhớ đến đại phôi đản thôi. Hy Bình véo mũi ả một cái, cười nói, nàng nói chuyện yêu đương rất tuyệt, ai dạy nàng vậy? Bạch Chỉ mặt đỏ hồng nói, chẳng ai dạy Chỉ Nhi,
người ta chỉ nói những gì trong lòng muốn nói. Đại phôi đản, bọn họ gọi chàng đến. Thi Bình lấy làm lạ hỏi, có việc gì vậy? Bạch Chỉ nói, chàng đến sẽ biết. Thi Bình hôn lên bốn khuôn mặt thơm phức, nói các nàng ngồi nói chuyện với nhau, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Chàng vừa đi ra, Bạch Liên nhìn Bạch Chỉ đăm đăm nói, sao ngươi gọi chàng là đại phôi đản? Bạch chỉ biết đỏ hồng mặt nghĩ đến bá vương thương của Hy Bình to lớn thế nào, sau cùng nói, chỉ nhi vẫn luôn nghĩ chàng rất xấu xa, hơn nữa lại rất yêu thích vẻ xấu xa đó, do đó thích gọi chàng là đại phôi đản. Bạch Liên vẫy tay gọi ả đến gần nói, chỉ nhi, qua đây để tỉ tỉ ôm cái nào. Bạch chỉ trong vòng tay Bạch Liên, nhỏ giọng hỏi, công chúa, đại phôi đản phải về Trung Nguyên, chàng đã nói với công chúa chưa? Bạch Liên nói, đương nhiên rồi. Chàng là lão công của chúng ta, chàng đi đến đâu, chúng ta đi đến đó. Bạch chỉ trầm mặc một hồi, nói, muội sẽ không ly khai Bạch Tư tiểu thư, xem ra khó quay lại cùng đại phôi đản. Công chúa, người nói xem ta phải làm sao đây. Bạch Liên sẵn giọng, có gì mà khó, chỉ cần Hy Bình cưới Bạch Tư là xong. Hy Bình tiến nhập trướng bồng của bọn Lôi Long, chỉ có Bạch Hùng không ở đó, hiển nhiên đang xử lý vụ việc của bộ tộc. Bạch Hoạt cũng đã đến. Bạch Tư đang nằm run cầm cập trên thảm, nhìn thấy Hy Bình tiến lại, lão quay sang Hy Bình chào một cái. Hoa tiểu ba nói, tỷ phu, có việc phiền phức rồi đây. Hy Bình nói đi. Hoa tiểu ba nói, tỷ phu, bọn họ bị trung âm hàn trưởng của cương thi, chỉ có huynh mới giải cứu được. Hy Bình nhảy lên kêu thảm, gì cơ, ngươi muốn ta làm chuyện đó với đàn ông, tiểu tử ngươi muốn ăn đấm không? Hoa tiểu ba vội vã giải thích, tỷ phu. Huynh hiểu lầm rồi. Hai người đàn ông đó vốn có dương cương nội công, chỉ cần huynh truyền công giúp họ đả tọa một hồi, là có thể giải khai âm hàn chi khí. Với nữ nhân, vốn có âm thể, âm hàn chi khí vào bên trong bọn họ như cá gặp nước, liền lập tức xâm nhập cốt tủy, không phải là huynh thì chẳng ai cứu nổi bọn họ. Huynh quả là có diễm phúc ha. Ai, Hoa tiểu ba ta luôn mộng tưởng có được cái mỹ sự đó phát sinh trên thân thể ta. Hy Bình cười nói, đó là trời ngẫu nhiên sinh ra ta như thế, cẩn thận để tỷ tỷ ngươi nghe được, sẽ kéo đứt tai ngươi đó. Hoa tiểu ba mừng rỡ nói, huynh đáp ứng hả? Hy Bình cười khổ nói, ta vốn luôn luôn háo sắc, nhưng xem ra nhiều quá cũng không tốt. Bạch Hoạt nói, đó là bản lĩnh của nam nhân, háo sắc là chuyện bình thường. Nếu quả ta có được bổn sự như ngươi, ta sẽ không chỉ có bốn vợ, ít nhất phải có thêm bốn người nữa. Tư Nhi giao cho ngươi. Ngươi phải đối xử tốt với nó đó. Hy Bình cười một cái, nói chẳng phải nàng còn hận ta sao? Bạch Hoạt nói, hận và yêu cũng chỉ là một mà thôi, nếu nó không yêu ngươi, đã không hận ngươi làm gì. Độc Cô Minh đột nhiên nói, không nên để hai thiếu nữ đó tỉnh dậy nhìn thấy ngươi. Hy Bình kỳ lạ hỏi, tại sao? Độc Cô Minh nói, ta quả thật rất thích họ, hơn nữa, bọn họ trước khi hôn mê, ta đã nhận ra bọn họ rất ái mộ ta. Do đó ta muốn chiếm hữu họ. Nếu họ tỉnh dậy thấy ngươi, chẳng phải là tiêu tan mộng đẹp của ta sao? Hoa tiểu ba cũng nói, tỷ phu, ta cũng muốn sở hữu một người trong bọn họ. Hy Bình cười nói, tại sao bọn ngươi không cứu họ, chẳng tốt hơn ư? Hoa tiểu ba tiết khí nói, nếu có thể cứu, thì đã không cần nhờ đến huynh. Hy Bình nói, bịt mắt bọn họ lại, bọn ngươi ra ngoài, như thế đối với họ và bọn ngươi, tất cả đều tốt. Mọi người ra ngoài, bên trong trướng chỉ còn bốn người. Hy Bình nhìn ba nữ nhân trong trướng, Bạch Tư cũng đang cảnh giác nhìn chàng, hai chị em kia đã bị Hoa tiểu ba bị mắt bằng một mảnh vải đen. Hy Bình chuẩn bị thoát y, Bạch Tư kinh hãi nói, người định làm gì? Hy Bình vừa thoát y vừa nói, họ không nói với nàng. Bạch Tư nói, bọn họ chỉ nói người cứu bọn ta, chứ không nói người làm việc khác. Hy Bình cười nói, ta hiện tại đúng là đang làm việc đó, đây vốn là một quá trình trong việc cứu bọn nàng. Nói xong, chàng đã hoàn toàn lõa thể. Bạch Tư nhìn thấy cự vật hùng tráng tại hạ thể chàng, cảm thấy kinh sợ, liền cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Ả vốn đã nhìn thấy nhiều nam nhân lõa thể, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào khủng bố như thế này. Ả đã nhìn thấy Bạch Hùng lõa thể, vốn có thể còn cười nói được, nhưng khi nhìn thấy của Hy Bình, Ả không làm sao để nói lên lời muốn cho ta kêu gào điên gại, người cũng không cần phải đưa cái đó ra dọa chứ. Lúc đó, Ả nói nữ nhân không sợ bị nam nhân xâm chiếm, nhưng bây giờ thực sự cảm thấy sợ. Sợ nam nhân?
Tại sao lại có lắm nữ nhân yêu hắn đến vậy? Ả không thích nam nhân sở hữu nhiều nữ nhân. Thi Bình nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Ả, vỗ vỗ lên đầu Ả, nói, không có gì phải sợ, ai chả có một lần như thế. Bạch Tư vô lực để đẩy tay chàng ra, run run nói, đừng chạm vào ta. Thi Bình ly khai Ả, đi đến cởi quần áo hai chị em kia, thầm nghĩ, hai tiểu tử kia quả là rất tinh mắt, thân thể hai Ả này và ngực quả là đẹp. Ồ, nếu sau này họ biết việc này, không hiểu có hận bọn ta không? Chàng trầm tư một khắc, cúi xuống mân mê nơi tối nhạy cảm của nữ nhân, vì chàng cho rằng, kể cả khi tiến nhập mạnh bạo, động tác cũng cần phải có tiết tấu. Nửa giờ sau, âm hàn chi khí tại hạ thể của thiếu nữ đó đã bị hấp thụ một nửa, cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác thấy dưới hạ thể vừa đau đớn lại vừa khoái lạc, ngay lập tức biết mình bị xâm phạm, kinh hãi kêu lên, thả ta ra, cương thi. Vốn là Ả nghĩ đang bị cương thi bạo hành, thì lại suy nghĩ tiếp, cương thi cũng có thể làm chuyện này ư. Hơn nữa, thân thể này có hô hấp, có hơi ấm, chắc chắn không phải cương thi. Ả lại nói, ngươi là ai? Sao lại làm việc này? Ô ô, nhà ngươi, đừng làm như thế. Thi Bình bỏ ngoài tai lời của Ả, khống chế hai tay Ả, không lý đến việc Ả ta kêu gào, tiếp tục đưa Ả lên đỉnh, cuối cùng Ả lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thi Bình chuyển người xuất lai, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Bạch Tư nói, thấy tốt chứ? Bạch Tư nhìn chàng một cái, rồi quay nhìn sang hướng khác, chửi, không biết xấu hổ. Thi Bình tiến tới quay đầu Ả lại, hôn lên môi Ả một cái, chỉ rời đi khi đã cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của Ả. Ả không ngừng khạc nhổ, giận dữ nói, hỗ đản, ngươi dám dùng cái mồm bẩn thỉu của ngươi liếm láp bổn tiểu tỷ. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thi Bình mân mê bầu ngực lớn của Ả, cười nói, đừng quên, nàng đang chờ ta đến làm thịt. Bạch Tư quay khuôn mặt phẫn nộ sang một bên, Thi Bình tạm thời bỏ qua Ả, đến bên thiếu nữ còn lại, lại theo phương pháp lúc nãy, cho đến khi làm Ả tỉnh lại rồi lại lăn ra hôn mê, cuối cùng nhìn huyết tích nơi hạ thể của hai Ả, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chàng quay lại nhìn Bạch Tư, Ả cũng đang nhìn chàng, khi nhìn thấy chàng quay sang nhìn Ả, Ả lại quay mặt nhìn sang bên. Thi Bình lại đến bên cạnh Ả, nhìn chằm chằm, nói, để ta chết đi. Thi Bình vuốt ve trên mặt Ả, nói, cho dù ta không phải rất tốt, nhưng hãy cố thử yêu ta. Nàng không thể chết, thậm chí nếu sau này có thể hận ta cả đời, ta cũng phải cứu nàng. Nàng có thể chửi ta là háo sắc, nhưng cũng không hoàn toàn là do ta, là do cha và anh nàng nữa, ta phải mặt dày xâm chiếm nàng thôi. Bạch Tư giận dỗi nói, đừng nói lời yêu đương đó với ta. Ngươi vốn chỉ là một con chó đực. Thi Bình nói, hả, đúng không? Liền đứng dậy mặc quần áo. Bạch Tư nhìn chàng mặc quần áo, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, tên hỗn đản này vừa mới nói nhất quyết xâm chiếm ta, đã ngay lập tức quên lời, muốn mặc quần áo bỏ đi, hừm. Không cứu thì không cứu, Bạch Tư ta cần đến ngươi cứu ư. Bạch Tư nói, ngươi thấy tự tôn bị tổn thương, định chuồn à? Thi Bình nhìn Ả cười cười nói, nàng mới nói chỉ đụng một nửa. Bạch Tư không hiểu tại sao chàng nói vậy, ngơ ngác nhìn chàng, nhưng chỉ thấy chàng mặc quần áo, rồi quỳ xuống bên cạnh nàng nói, ta phải đi, nhưng sẽ mang nàng đi cùng. Thi Bình ôm Ả ngang hông, Ả dùng toàn lực tránh, kêu lên, bỏ ta ra, ta không muốn bị ngươi ôm. Thi Bình ôm Bạch Tư ra khỏi trướng bồng, nhìn thấy Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba ở bên ngoài. Chàng vừa cười vừa chửi các ngươi nghe đủ chưa? Hoa Tiểu Ba thành thật nói, tỷ phu, người quả nhiên giữ lời. Thi Bình nói, bọn họ đã tốt rồi, bọn ngươi tiến vào làm bọn họ tỉnh lại. Chúc các người may mắn. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba lập tức tiến vào trong trướng. Thi Bình nhìn Bạch Tư trong lòng nói, đừng phàn nàn nữa. Bạch Tư kêu gào, ta cứ nói. Thi Bình dùng tay bịt miệng Ả lại, tiếp tục đi. Cách tốt nhất để một người phụ nữ ngậm miệng là bịt mồm họ lại. Thi Bình sử dụng phương pháp này. Bạch Tư không biết là thích hay không, Ả chỉ biết cách này rất hữu dụng, bởi vì lúc này Ả cũng chẳng biết nói gì. Tất nhiên, trong bụng Ả thầm chửi, tên hỗn đản này lại muốn lợi dụng ta, đưa tay vào miệng ta thì khác gì hôn ta. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba đi vào trong trướng, nhìn thấy hạ thể của hai nàng, bất giác cùng nghĩ, Thi Bình chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hoa Tiểu Ba kiến nghị, Độc Cô đại ca, bọn ta mỗi người một nàng. Độc Cô Minh nói, phải xem họ muốn ai đã. Hai người nhìn chăm chăm vào nơi đó của hai nàng,
cùng nghĩ chỉ cần hai nàng sau này cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Độc Cô Minh đột nhiên phân vân nói, tiểu ba, bọn ta như thế có hèn hạ không? Hoa tiểu ba nói, vấn đề này, chúng ta không phải là cứu họ bằng cách nhờ tỷ phu ra tay sao? Sau này khi họ vui vẻ cũng không cho họ biết ngọn nguồn sự việc, ta nghĩ thậm chí sau này họ biết cũng không trách chúng ta được. Nếu để họ biết người đầu tiên của họ là tỷ phu, chúng ta chẳng còn cơ hội nào đâu. Độc Cô Minh nói, gọi tỉnh họ thôi nhỉ. Hoa tiểu ba suy nghĩ một lúc rồi nói, gọi đi, càng nhanh càng tốt. Hai người hân thưởng hai tấm thân lõa thể một lúc, cuối cùng quyết định lay họ dậy. Hai nữ nhân vừa tỉnh dậy liền hỏi, ngươi là ai? Độc Cô Minh và Hoa tiểu ba mỗi người mở khăn bị mắt của một nàng, mắt hai nữ nhân được giải phóng, từ từ có thể nhìn thấy họ. Hai nàng không hẹn cùng quay về hai người hỏi, lúc trước là ngươi à? Hoa tiểu ba nói, xin lỗi, chúng ta vì cứu người, chỉ biết dùng cách khó xử này, xin tha thứ cho chúng ta. Hắn ra vẻ cực kỳ hối lỗi, kể sự việc từ đầu đến cuối, chỉ đem Hy Bình đổi thành bọn hắn, hai nàng nghe xong tin ngay là thật. Hai nàng quả nhiên là chị em, người chị là Bạch Linh, người em là Bạch Tuệ. Trước lúc bọn họ hôn mê đi, đã nhìn thấy Độc Cô Minh xuất hiện cứu giúp, rất lấy làm ấn tượng, thành ra bây giờ thấy người xâm chiếm họ là Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba, tự nhiên không cảm thấy bi phẫn, ngược lại là cảm thấy hơi xấu hổ. Bọn họ vốn đã mất đi người thân, phải tìm một nơi nương tựa khác, hai nam nhân này vốn là hình mẫu mà họ vẫn mơ tưởng. Người nghĩ là bị Độc Cô Minh chiếm hữu là Bạch Linh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như ăn đường. Người nghĩ bị Hoa Tiểu Ba xâm chiếm là Bạch Tuệ, tuy đối với Độc Cô Minh có tình ý, nhưng vì người xâm chiếm nàng là Hoa Tiểu Ba chứ không phải là Độc Cô Minh, cũng đã chấp nhận sự thật này không chút hối tiếc, thực sự, Hoa Tiểu Ba cũng là một nam nhân rất tốt. Bọn họ nhìn vào hai nam nhân anh Tuấn trước mặt mình, hồi ức lại những giây phút vừa thống khổ vừa khoái lạc vừa qua, tư vị sung sướng đó làm cho mặt cả hai đỏ hồng. Thực sự không biết tư vị tuyệt hảo đó không phải đến từ hai người đàn ông trước mặt mình mà là một người đàn ông khác. Bạch Linh đề cập đến vấn đề cũ lần nữa, tại sao lúc trước ta hỏi chàng là ai, sao chàng không nói? Hoa tiểu ba giải thích, chúng ta vận công để trục xuất hàn khí, không thể nói được. Hai nàng cuối cùng cũng tin, cùng thở dài một cái. Bạch Tuệ nhìn Độc Cô Minh nói, xem ra ngươi rất lạnh. Hoa tiểu ba thay Độc Cô Minh nói, bọn ta vì bọn nàng trục xuất hàn khí, có thể đã bị cảm nhiễm hàn khí từ bọn nàng truyền sang. Quả là nói dối không cần nghĩ. Bạch Linh nhìn qua Hoa tiểu ba, nhận ra sự việc kỳ quái, nói, sao ngươi dường như không bị nhiễm hàn khí? Hoa tiểu ba cười nói, nội công của ta thâm hậu, tự nhiên không dễ dàng để hàn khí xâm nhập. Hai nàng cùng, à, lên một tiếng, dường như đã minh bạch. Hoa tiểu ba cũng không ngờ lại lừa dối nữ nhân dễ thế, nghĩ thầm, sau này đối với nữ nhân không được nói thật, nhất định sẽ được hái hoa. Bạch Linh khẩn trương nói, vậy chàng có thể gặp nguy hiểm. Hoa tiểu ba nói, bình tĩnh nào, chỉ cần huynh ấy vận công trục hàn khí là xong mà. Bạch Tuệ đột nhiên ngượng ngập nói, các chàng mặc quần áo cho bọn ta được không? Chúng ta không di chuyển được, hai tên phôi đản này thực sự tồi tệ. Hy Bình ôm Bạch Tư đi vào trướng bồng nói, lão bà, ta đã về đây. Bạch Liên cười mắng, người ôm một nữ nhân quay lại, hơn nữa còn là Bạch Tư tiểu tỷ, xem ra chỉ nhi đã lo lắng thừa rồi. Hy Bình ôm Bạch Tư đi vào giữa bọn họ, Bạch chỉ đến bên nói, tiểu thư, đại phôi đản đã khi phụ người. Mồm của Bạch Tư được Hy Bình bỏ ra, liền hỏi chàng, sao ngươi ôm ta đến đây? Hy Bình ra vẻ đương nhiên nói, tự nhiên là phải có hảo sự. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, giúp ta cởi áo. Hai nàng liền đến bên giúp Hy Bình cởi áo, Hy Bình tiện tay nắn bóp họ, cười nói, bọn nàng cũng tự cởi quần áo đi. Bạch Tư kêu to, không cho phép ngươi trước mặt chỉ nhi động đến ta. Hy Bình liền cố ý quay sang Bạch chỉ nói, tiểu Bạch chỉ, giúp tiểu thư nàng thoát y dùm ta. Bạch chỉ nhìn nhìn Hy Bình, rồi lại nhìn nhìn Bạch Tư, nói, đại phôi đản, ta không thể, chàng tự động thủ đi. Hy Bình nói, tất nhiên như thế, nàng tự thoát y đi. Bạch chỉ a một tiếng, quả nhiên y ngôn hành sự. Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi vốn đã hoàn thành nhiệm vụ, Hy Bình xích lõa ôm bên phải nắn bên trái một hồi, rồi nói, nằm ở đây đợi ta. Nói xong, chàng đi đến bên cạnh Bạch Tư, ôm nàng quay lại, nói, nàng nên mừng vì ta tự động thủ.
hai cánh tay to lớn của chàng, cởi giải áo của Bạch Tư ra, Bạch Tư dùng cánh tay vô lực cố gắng chống cự, cũng làm cho chàng một chút phiền phức, liền cầm áo lót của Bạch Tư xé ra làm ba. Bạch Tư chửi bới, hỗn đản, không được xé y phục của ta, y phục đó ta mới có, ta rất ưa thích. Bạch Liên cười nói, Tư tỷ, Liên Nhi có rất nhiều quần áo mới, nếu tỷ thích có thể lấy hết. Bạch Tư phẫn nộ nói, ngươi để lão công của ngươi cưỡng gian nữ nhân. Bạch Liên thở ra một cái, nói, đó là việc của chàng, ta liên can gì. Ả che mặt giả vờ ngủ, nghĩ thầm trong bụng, ta để lão công của ta ân ái với ngươi, ngươi không cảm ơn lại còn trách ta. Đúng là làm phúc phải tội. Bạch Tư vốn không nghĩ Bạch Liên không thông đạo lý như vậy, bỏ qua nàng ta, chuyên tâm đối phó với Hy Bình. Nhưng cho dù nàng ta chống đỡ như thế nào, cũng không ngăn trở được Hy Bình hành động. Chỉ một lát, y phục vốn ướt đẫm nước của nàng ta đã bị lột ra để sang một bên. Hy Bình ôm thân thể mỹ lệ vào lòng, bất giác nghĩ thầm, thân thể Bạch Tư đúng là trắng như tuyết, nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh, ngực không to nhưng rất đàn hồi, thân thể mềm mại êm nhu, cho dù gầy nhưng không lộ xương, mềm mại nhưng cũng rất dai. Chàng đột nhiên nhìn khắp cơ thể của Bạch Tư ra, nhìn không chớp mắt. Hạ thể của Bạch Tư vừa đầy đặn lại cao hơn nữ nhân bình thường, vốn không tưởng lại có thể xuất hiện trên thân thể nhỏ bé như thế này, địa phương này quả thật vừa rộng lớn lại vừa hấp dẫn. Bạch Tư kinh hãi hô to, người nhìn gì đó, không được nhìn. Hy Bình vùi đầu vào nơi kín đáo của nàng ta, mãi mê hôn hít. Bạch Tư toàn thân như trải qua một trận kịch chiến, bất giác kêu lên, không muốn. Nhưng thực tế thì tay nàng ta lại vươn ra cố ôm Hy Bình thật chặt, cảm thấy một hơi ấm vô cùng dễ chịu. Hy Bình chuyển người đè lên nàng ta trên thảm, hôn đôi môi đỏ của nàng ta, nói chỗ đó của nàng bẩn à. Bạch Tư chẳng biết trả lời gì, chỉ biết phẫn nộ trừng mắt nhìn Hy Bình. Chẳng hiểu yêu hay không, lúc này nàng ta chỉ biết, người đàn ông đó sẽ là người đàn ông đầu tiên đi vào cuộc đời của nàng ta. Song thủ điêu luyện của Hy Bình nắn bóp toàn thân nàng ta. Bạch Tư chẳng có vẻ gì là tránh né, nàng ta đã nhận ra tránh cũng bằng thừa, việc này dù không được nàng ta cho phép, nhưng cha nàng ta đã giao nàng ta cho hắn. Ả đã cũng thừa nhận nam nhân này rất tốt, thậm chí đối với hắn còn có hảo cảm, tuy nhiên trong bụng cũng có chỗ hận hắn, nàng ta vốn không chấp nhận hắn có nhiều nữ nhân. Năm Bạch Tư 15 tuổi, nàng gặp sư phụ cùng với sư mẫu, bọn họ không chỉ dạy nàng công phu mà còn thuyết giáo cho nàng về ái tình. Từ nhỏ nàng đã thấy cha cũng như anh trai và nhiều người trong tộc có nhiều vợ, nhưng từ khi thấy sư phụ và sư mẫu kể cho những chuyện thần tiên luyến ái, trong trái tim thiếu nữ mới lớn của nàng có những thôi thúc rất lớn. Ả nguyện sau này sẽ gặp một người đàn ông và người đàn ông này chỉ yêu mình nàng mà thôi, và nàng cũng sẽ dùng cả trái tim để yêu hắn, họ sẽ dành cả cuộc đời để yêu nhau, mãi mãi không lìa xa, sống hạnh phúc đến cuối đời. Cuối cùng cũng có người đàn ông làm cho trái tim nàng loạn nhịp. Kẻ đó hiện tại đang xoa bóp thân thể của nàng để chữa bệnh cho nàng, nhưng hắn có quá nhiều nữ nhân, vì thế nàng không chấp nhận hắn được. Yêu và hận là hai mặt của tình yêu, nàng làm sao có thể hiểu rõ được cảm giác của mình với hắn ra sao? Ả nghiến răng nói, ngươi phải làm thì làm đi, ta vốn chỉ coi ngươi như chó hoang, cũng chẳng có chút cảm giác nào. Hy Bình ngừng nắn bóp nàng, liếc nhìn nàng, nói, nếu không vì cứu ngươi, ta tuyệt không thèm đụng vào. Ta tuy háo sắc, nhưng cũng không cần thiết phải đụng vào ngươi. Tại trướng bồng này, còn có bốn nữ nhân đang chờ đợi ta, ngươi nghĩ ta buộc phải chọn ngươi à? Nếu ngươi thật sự hào sảng, thì sao hai chân đang kẹp kia không mở toang ra? Chàng cường bạo tách hai chân Bạch Tư ra, thô bạo xâm nhập nàng. Bạch Tư kêu lên thảm thiết một tiếng, quay đầu sang cắn vào cổ tay chàng, nước mắt lã chã rơi xuống. Hy Bình nhận ra mình đã quá tay. Dừng lại trong nội thể của nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, nói, đau lắm hả? Ta sẽ ôn nhu với nàng. Bạch Tư cảm thấy bất bình, quên cả việc né tránh, oán giận nói, người rõ ràng biết là đây là lần đầu của người ta, sao còn thô bạo vậy? Người không biết cái đó của ngươi rất to à? Thân thể nhân gia bị người là cho tê liệt, người định dừng lại à? Đến đây, Bạch Tư ta nhất quyết không chịu khuất phục. Hy Bình cảm giác được thông đạo của Bạch Tư nhỏ và sâu hơn những nữ nhân khác, làm cho người ta có những cảm giác đặc biệt mỹ diệu, chàng vốn muốn làm nhỏ nam căn lại, nhưng nghe Bạch Tư nói vậy, chàng tức khí nói ta đến đây, xem ai sợ ai. Chàng hành động cực kỳ cuồng dã, làm cho bốn nữ nhân vừa nhìn vừa lo cho Bạch Tư.
Bạch Tư liền cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng đi cảm là những khoái cảm dâng trào, từ từ rên rỉ rồi kêu lên điên dại. Bạch chỉ nói, đại phôi đản, tiểu thư đã quá đau rồi, chàng có thể ôn nhu được không? Thực sự kỳ quái, Bạch Tư cảm thấy dương căn của Hy Bình trong nội thể từ từ nhỏ lại ngay sau khi Bạch chỉ nói xong, đồng thời cũng cảm thấy Hy Bình hành xử cũng nhẹ nhàng, nhu tình theo đó mà thăng khởi, không còn cảm thấy bị đè nén nữa, thay vào đó là thâm tình vô hạn. Hy Bình động tác tự nhiên biến thành ôn nhu, không còn cưỡng bức thô bạo, trong lòng Bạch Tư không khỏi có chút phẫn nộ. Nguyên lai sau lúc đó, trong lòng Bạch Tư có cảm giác là dường như trái tim của cả hai đang cùng nhịp đập, không hiểu sao hắn lại chuyển sang ôn nhu. Hy Bình nhẹ nhàng nói, tốt hơn chứ. Bạch Tư vốn không nghĩ mình lúc này lại có thể nói ra được câu nói này, ta không muốn ngươi thu nhỏ lại, ta muốn ngươi lại thô và dài như ban đầu cơ, được không? Hy Bình vừa làm động tác vừa nói, nếu nàng chịu không nổi, nói với ta. Chàng quả nhiên từ từ tăng kích thước vũ khí. Bạch Tư liền nhận được từng trận đau đớn, vội vàng kêu lên, đủ tốt rồi, ta chỉ tiếp thụ được đến cỡ đó thôi. Hy Bình đột nhiên nói, nàng đã thấy kích cỡ lớn như hổ, nhưng đã bao giờ thấy cái đó phân mảnh ra chưa? Bạch Tư kinh dị nhìn chàng, kinh hãi phát giác bên trong hạ thể quả nhiên xuất ra vô số cục thịt mọc ra, dường như bị phân mảnh ra, nhẹ nhàng ve vuốt khắp nội thể nàng, nàng cảm nhận một cảm khoái khó tả lưu chuyển toàn thân. Nói, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không phản đối ngươi làm vì với thứ cẩu nhục đó. Hy Bình cười to, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, làm cho nàng cảm thấy vô số chủng loại khoái cảm khác nhau, cảm thấy như bị chìm trong đại dương tình dục, cuối cùng là đuối sức chìm nghỉm, hôn mê. Chàng ly khai thân thể Bạch Tư, ôm Bạch Chỉ lại nói, tiểu Bạch Chỉ, thân thể nàng ngày càng phong mãn, sau này sẽ biến thành bà béo mất. Bạch Chỉ dựa vào tay chàng, nói, không phải thế. Chỉ Nhi đang phải tự bồi dưỡng thân thể, để khi đại phôi đản nhìn thấy Chỉ Nhi thì chỉ muốn giở trò xấu xa ra thôi. Hy Bình nghịch ngợm đầu ngực nàng, nói ta bây giờ đúng là muốn giở trò xấu xa. Bạch Chỉ nhìn thân thể xích lõa của Phỉ Nhi và Ngẫu Nhi một cái, nói, đại phôi đản, bọn họ chẳng phải đang đợi chàng sao? Nếu chàng và Chỉ Nhi làm chuyện đó, họ sẽ cho là chàng thiên tâm. Chàng hãy cùng bọn họ hoàn hảo trước rồi sau đó sẽ quay lại với Chỉ Nhi. Hy Bình nói, họ có biết làm chuyện đó không? Bạch Chỉ nói, bọn họ đã để Chỉ Nhi ở bên cạnh hướng dẫn. Hy Bình vuốt mũi nàng, cười nói, chẳng mấy chốc, nàng đã thành sư phụ, nàng có thể dạy ta được không? Bạch Chỉ đỏ mặt lên xấu hổ, Hy Bình nhẹ nhàng đặt nàng xuống, buông nàng ra. Hy Bình chui vào giữa Phỉ Nhi và Ngẫu Nhi, nói, ai trong bọn nàng trước đây? Ngẫu Nhi cúi đầu không nói, Phỉ Nhi can đảm nói, Phỉ Nhi hơi sợ. Của chàng thực sự rất lớn. Hy Bình cười nói, sao biết là lớn? Phỉ Nhi nói, người ta trước kia nhìn thấy tộc trưởng và phu nhân hoàn hảo, người ta hy vọng đầu tiên chàng sẽ để to bằng tộc trưởng, sau đó sẽ từ từ to dần. Hy Bình nhìn vào hạ thể của nàng một cái, tựa hồ đã rất ẩm ướt, chàng cười nói, xem ra ta không phải khởi động rồi, chỉ việc tiến nhập thôi. Tuy nhiên khi Hy Bình tiến nhập vào nàng, nàng kêu lên đau đớn. Hy Bình vội ôm chặt lấy thân thể phong mãn của nàng, nói, hiển nhiên ta đã nhìn ra kích cỡ của nàng rồi, phải không? Phỉ Nhi ừm một tiếng, nói, có thể nhỏ hơn không? Hy Bình cười nói, miễn là ta muốn, hoàn toàn có thể làm nhỏ, có muốn nhỏ hơn không? Phỉ Nhi nói, xem ra tốt rồi, cho dù là nữ hài chưa trưởng thành cũng có thể dung nạp, nói gì Phỉ Nhi đã thành niên rồi. Chàng hãy ôn nhu nha. Phía dưới của Phỉ Nhi đang chảy máu đó, đau vô cùng. Hy Bình hôn đôi môi ẩm ướt của nàng, nói ta sẽ ôn nhu với nàng bằng tất cả tấm lòng. Phỉ Nhi liền cảm thấy chàng đối xử với nàng thật ôn nhu, xem ra xuất phát từ chân tâm, nguyên lai nàng cảm nhận thấy chàng đối xử với nàng như đối với một tiểu thiếp được sủng ái, nàng chìm đắm trong sự ôn nhu và ngọt ngào của chàng, từ từ hôn mê. À nằm mơ thấy một nam nhân cường tráng, đang cầm một trường thương. Ngọn thương đó đối xử với nàng vô cùng ôn nhu đến nỗi chấn động tâm linh, làm cho nàng không cảm thấy một chút đau đớn. Hy Bình nhẹ nhàng ly khai thân thể nàng, quay sang Ngẫu Nhi, nói, nàng xem ra có vẻ gầy, làm ta bất nhẫn, không dám hủy liễu. Ngẫu Nhi nói, người phải thực sự thô bạo tiến nhập Ngẫu Nhi. Hy Bình nhẹ nhàng nắn bóp bộ ngực nhỏ nhắn của nàng nói, không sợ ư. Ngẫu Nhi nói, đời người chỉ có một lần. Ngẫu Nhi hy vọng lưu lại trong tim khoảnh khắc ấn tượng này,
người là người mà ta tốt nhất ta có thể lựa có. Người phải cường tráng như lạc đà nhé. Thi Bình cười khổ, thật không ngạc nhiên tại sao chàng cười khổ, nguyên lai động vật sống được trên sa mạc là lạc đà, để làm được như yêu cầu của nàng, phải là một nam nhân thực sự cường tráng. Chàng đột nhiên ôm Ngẫu Nhi lại, đặt nàng dựa vào cái cột trống to lớn của trứng bồng. Ngẫu Nhi hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân cặp lấy hông chàng, không ngừng thở dốc. Thi Bình áp nàng vào cột, tay trái ôm lấy kheo chân phải nàng, tay còn lại không ngừng xoa bóp nhũ phong cương cứng của nàng, dương căn tại hạ thể trực chỉ âm bộ của nàng sáp lại. Trước khi vào trận, Thi Bình hỏi lại một lần, nàng thực sự không sợ. Ngẫu Nhi nghiến răng nói, chàng hãy làm cho Ngẫu Nhi sống dở chết dở đi. Mau ôm ta, Thi Bình đột nhiên tách đôi chân dài của ra, nam căn sộc thẳng vào âm môn của nàng, một đi không trở lại. Ngẫu Nhi nhắm mắt lại nói, ta cảm thấy một vật cực lớn đang tiến vào người ta. Ngẫu Nhi vô cùng cảm kích người, người hãy thô bạo hết mức với Ngẫu Nhi sẽ sử dụng địa phương cực kỳ nhu nhuyễn này để đáp lại sự thô bạo đó. Thi Bình đột nhiên đẩy mông lên, Ngẫu Nhi kêu lên điên dại, cúi xuống cắn chặt vào vai chàng, thụ hưởng cảm giác nam căn cự đại nhập thể, nàng phát giác ra hạ thể dường như bị chia thành hai nửa, không chỉ hạ thể đau đớn mà toàn thân cũng phát run. Thi Bình chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, thô bạo rút ra, mang theo những giọt máu đào, rồi lại mạnh mẽ đẩy vào, rất là thô bạo. Nhưng thiếu nữ gầy gò và nhỏ bé này kiềm chế bằng cách cắn chặt vào bả vai chàng để không kêu gào lên, quả là một cô gái mạnh mẽ, thật là làm cho đàn ông hăng hái và mê say. Phương thức tìm kiếm cảm giác tình ái của nàng làm cho người ta thấy thật là sảng khoái, nàng cũng mê luyến thứ cảm giác đó, cho đến trước khi hôn mê đi, nàng vẫn còn cảm thấy vô cùng điên dại. Thi Bình nhìn vết thương bị nàng cắn trên vai, lúc này đã đóng vảy, chỉ cần khoảng 2 ngày là thành sẹo và sau đó sẽ biến mất. Chàng cười khổ lắc lắc đầu, nếu như thể chất của chàng không thật kỳ lạ, thì những vết sẹo do nữ nhân gây ra quả thật hỗn loạn. Nữ nhân này thật là phong cuồng, ai ngờ được là mới 17 tuổi chứ. Thi Bình đặt cả hai lên giường, quay lại ôm lấy Bạch Chỉ, nói tiểu Bạch Chỉ, vì ta mà sinh ra một tiểu Bạch Chỉ nhé, được không? Bạch Chỉ giận dỗi nói, người ta chỉ muốn sinh ra một đại phôi đàn cơ. Thi Bình nằm dài ra, cười nói, ta vừa lao động nặng nhọc xong, đến phiên nàng chủ động rồi. Bạch Chỉ kinh hãi nhìn dương căn của Hy Bình biến thành thô và dài, giống như một cây đại thụ ở giữa hai chân chàng, kêu lên kinh hãi, đại phôi đản, cái đó của chàng to bằng cái bắp đùi rồi, Chỉ Nhi hoàn toàn không chịu nổi, Chỉ Nhi không biết đâu, người mau biến thành nguyên dạng đi. Hy Bình vốn chỉ định chồng ghẹo nàng, liền khôi phục dương căn về nguyên dạng, cười nói tiểu Bạch Chỉ, ngồi lên nào. Bạch Chỉ từ từ ngồi xuống, đột nhiên dừng lại, nói, đại phôi đản, người cười Chỉ Nhi à. Người ta có thể nhận ra chàng đang nghĩ gì, Chỉ Nhi có gì đáng cười. Thi Bình nói, tiểu Bạch Chỉ, đừng giả vờ không hoạt động, nếu không, ta sẽ thu hồi quyền chủ động của nàng. Bạch Chỉ khẩn trương triển khai động tác, Thi Bình thư thái nhắm mắt, cho đến khi nước thủy triều của Bạch Chỉ lai láng, không thể hoạt động nữa, chàng mới mở mắt lại, chuyển người ôm nàng áp vào trụ. Biến dương căn lớn hơn, nhằm vào nàng mãnh liệt tiến tới. Bạch Chỉ rên rỉ, đại phôi đản, sau khi người từ dã mã tộc quay lại, so với trước đúng là tốt hơn, chàng làm Chỉ Nhi hoan hỉ hơn nhiều. Chàng đừng làm cho Chỉ Nhi hôn mê nhé, người ta muốn tự mình đi ngủ. Thi Bình dụ dỗ nàng, nói, nàng không muốn thấy hỏa lực cường đại của ta. Bạch Chỉ nói, lúc nãy Chỉ Nhi đã nhìn thấy hỏa lực cường đại của chàng với Ngẫu Nhi. Chỉ Nhi làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Không thử sao biết được, Thi Bình biến dương căn thành to lớn như lúc với Ngẫu Nhi. Bạch Chỉ đột nhiên kêu la cuồng hảm, đại phôi đản, không được đâu, Chỉ Nhi sẽ sớm gục mất, chàng đừng làm lớn như thế, đau quá, ô ô, đại phôi đản, chậm lại, Chỉ Nhi không chịu được nữa. Thi Bình nhận ra Bạch Chỉ hoàn toàn có thể chịu được, nhưng vì thị không có sở thích như Ngẫu Nhi, hơn nữa nàng không khỏe được bằng Ngẫu Nhi. Chàng tăng kích cỡ dương căn lên một lần nữa, cho đến khi Bạch Chỉ không chứa nổi nữa. Bạch Chỉ mở to cả hai mắt, thở gấp, gào lên, đại phôi đản, Chỉ Nhi hận người, người làm Chỉ Nhi đau quá. Thi Bình giả như không nghe thấy, chỉ cố liên tục xâm chiếm nhục thể nàng một cách mạnh bạo. Cho đến khi chàng cảm thấy nàng không thể chịu thêm được nữa, chỉ còn tâm hồn và cảm giác còn kết nối với nhau. Lúc này, khoái cảm tuôn ra như thủy triều, chàng dũng mãnh xuất ra tinh hoa của mình. Nhập vào hạ thể nàng.
Thi Bình dịu dàng nói, tiểu Bạch Chỉ, khoái lạc chứ? Bạch Chỉ không nói gì, chỉ ghé miệng liếm láp tai chàng. Thi Bình ôm nàng dậy, đặt nàng ngủ cạnh Bạch Liên. Bạch Liên vốn dĩ đã ngủ rồi, sau một ngày hưng phấn, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, ngủ cũng là lẽ tự nhiên. Thi Bình hôn nhẹ lên Bạch Liên, nhìn Bạch Tư đang ngủ, nhớ lại nàng nói chàng là con chó đực, đột nhiên cảm thấy hài hước với suy nghĩ của nàng, chợt cười một mình, chàng phóng khai Bạch Chỉ, ôm Bạch Tư lại rồi tiến nhập thân thể nàng. Bạch Tư cảm thấy trận trận đau đớn liền tỉnh lại, thấy Hi Bình đang nhắm mắt ngủ, nàng nhìn Bạch Chỉ nói, hắn đã ngủ chưa? Bạch Chỉ gật gật đầu, biểu cảm không rõ ràng. Bạch Tư định thoát ly chàng, nhưng liền phát giác đầu nam căn của chàng đang rất to, rất giống chó đực khi đang giao phối với chó cái, đang nằm trong hạ thể nàng, vì vậy nàng không thể thoát ly nổi. Ả cảm giác rằng Hi Bình đang cười thầm, liền gào to, còn chưa phóng khai người ta. Hi Bình mở mắt. Nói ta có ôm nàng đâu, làm sao phải phóng khai. Bạch Tư mặt tím lại, nói, ngươi, cái ấy của ngươi. Để ta xem ngươi còn trụ được bao lâu. Ả lại nằm xuống trong vòng ngực rộng lớn của Hi Bình ngủ tiếp. Ả vốn nghĩ dương căn của Hi Bình sẽ mềm ra, nhưng sau đó thì nàng mới biết được là không như thế. Ả làm sao biết được Hi Bình luyện thiên địa tâm kinh, vốn là tu luyện lúc đi ngủ, bình thường dương căn của Hi Bình còn khó mà mềm được. Huống hồ là lúc này. Cho đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạch Tư kinh hãi phát giác bên trong nội thể mình vật đó vẫn còn rất sung sức. Bạch Tử thống lĩnh đại quân quay lại, cùng Bạch Hùng xây dựng lại thôn tộc. Bạch Hùng đương nhiên là tộc trưởng, vì thế mọi người gọi hắn là Bạch Dương. Khi Bình hỏi Bạch Dương về vấn đề Bạch Tư, Bạch Dương nói, miễn là nàng nguyện ý, hắn cũng sẽ hoan hỉ, nàng vốn dĩ không yêu hắn, hắn cũng không ép nàng nữa. Hi Bình hỏi Bạch Dương sau này có phương pháp ôn nhu bí mật nào truy cầu Bạch Tư không? Bạch Dương nói, hắn đã viết thư tình cho nàng, nhưng nàng đều trả lại, hắn đã viết 7 lần, đều bị trả lại. Hi Bình thực sự thông cảm với hắn. Bạch Dương nói, kỳ thật vợ của hắn vốn không ít, bây giờ cha của hắn đã mất, các vợ lẽ của cha hắn sẽ thành vợ của hắn, xem ra hắn có tâm nhưng vô lực. Lão Bạch Dương được hạ táng vào ngày hôm sau, Bạch Liên khóc lớn một hồi. Sau khi khóc, mọi nỗi buồn phiền đều đi hết, chỉ còn lại hoan lạc mà thôi. Đỗ Manh Manh cũng không thoải mái vì thân thể chưa thực sự khỏe lại chưa thực sự thành thân với Hoàng Đại Hải, cùng với Tiểu Nguyệt ở chung một chỗ. Tiểu Nguyệt không còn vui vẻ như lúc trước, cả ngày ủ rũ, mỗi lần nhìn thấy Hi Bình đều nhìn chừng chừng đầy oán thán. Bạch Liên biết quan hệ huynh muội hai có chỗ phức tạp, cũng không nói nhiều. Bạch Tư sau hai ngày liền không ra khỏi giường. Cuối cùng cũng có thể đi lại, khi bị Hi Bình đòi hỏi, nàng liền cự tuyệt, nhưng sau đó chẳng hiểu sao, nàng hợp tác rất tốt. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba nếu không cùng hai tỷ muội nọ chiến đấu cuồng nhiệt thì cũng đến chướng bồng của Bạch Dương, Bạch Hoạt và Bạch Tử vui vẻ. Tứ Cẩu và Triệu Tử Uy cả ngày bám chặt lấy lũ đàn bà con gái, tận hưởng ôn nhu. Sau khi diệt xong cương thi ba ngày, Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba cùng hai tỷ muội nọ đang diễn cảnh phong tình. Bạch Linh đột nhiên nói, không phải chàng. Độc Cô Minh ra vẻ hoang mang, nói, nàng nói gì thế? Bạch Linh không nói gì, liếc nhìn hắn, Bạch Tuệ ở bên cạnh nói, tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy không giống, cảm giác không giống nhau, kích cỡ của cái đó cũng khác nhau, ta nhớ lúc đó khi nó tiến nhập vào ta thì to và thô hơn nhiều. Bạch Linh chất vấn, bọn chàng lừa bọn ta, đó là ai? Độc Cô Minh không có cách nào giấu được, đem sự tình kể qua. Hai tỷ muội thực sự là rất giận dữ, nhưng cũng hiểu hai người chỉ vì muốn sở hữu họ nên mới lừa dối họ, từ từ tha thứ cho họ, chỉ là sau này khi bọn họ nhìn thấy Hi Bình, nhãn thần có vẻ quái quái, làm cho Hi Bình thực sự không cảm thấy thư thái. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh có cảm giác xấu hổ về việc đóng kịch, nhưng khi nhìn thấy Hi Bình trước mặt hai nữ nhân khó xử, bọn họ cảm giác rất tự hào. Hi Bình hỏi bọn họ sao hai nữ nhân lại như vậy? Cả hai chỉ nói rằng hai nàng đã biết toàn bộ sự việc. Hi Bình nói, giữ gìn bọn họ cho tốt, đừng để bọn họ câu dẫn ta, bọn ngươi đều biết, ta vốn không chịu được mỹ nữ mê hoặc. Cả hai đều nói, đừng lo lắng, bọn nàng chỉ muốn nhìn người đàn ông đầu tiên của họ thôi, bọn nàng coi bọn hắn là nam nhân thực thụ của họ, đều biết giữ gìn đạo làm vợ. Hi Bình nói, nếu như bọn ngươi nói thì tốt, ta không muốn bị bọn họ làm phiền, với lại vướng vào bọn ngươi. Lão tử quả là khó xử. Sau khi cương thi bị diệt 5 ngày,
con trai thứ hai của Lão Bạch Dương từ Trung Nguyên quay về. Chúng nhân vừa nhìn thấy, liền nhận ra người này tại tỷ võ chiêu thân đại hội tại Vũ Đẩu Môn đã giao thủ với Hắc Kim, chính là Bạch Ngân. Bạch Ngân cũng nhận ra đám người này chính là tinh anh của võ lâm tứ đại thế gia, liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, kể lại chuyện thần đao môn bị tập kích, chúng nhân sắc mặt đại biến, tối hôm đó lập tức chuẩn bị mọi thứ, quyết định hôm sau trở về thần đao môn. Cha con Bạch Hoạt cùng đám thê tử của bọn họ đến trướng bồng của Bạch Dương, Bạch Ngân cũng mang ba thê tử của mình đến, Tứ Cẩu và Triệu Tử Huy đến trước, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh sau khi thỏa mãn cùng tỉ muội, vội vội vàng vàng đến trướng bồn của Bạch Dương. Cuối cùng, tám gã nam nhân cùng hàng tá nữ nhân quên đất quên trời một phen. Thi Bình ở tại trướng của mình cùng ngũ nữ hoan ái, ôm lấy Bạch Tư nói, cha nàng đã cho phép ta, ngày mai nàng có chuẩn bị đi cùng ta không? Bạch Tư để mặc chàng ôm, vốn dĩ muốn tránh cũng không được, nàng nói ta sẽ đi Trung Nguyên. Rồi sau đó lại nói tiếp, đừng nghĩ ta đi Trung Nguyên là vì ngươi, ta đến Tiên Duyên Cốc để gặp sư phụ cùng sư nương, ta không thể cưới ngươi. Thi Bình nói, không quản nàng nguyện ý hay không, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, là ta có thể cùng nàng hoàn hảo rồi. Bạch Tư buồn bực kêu lên một tiếng. Thi Bình thả nàng ra, quay sang ôm Bạch Liên ở gần đó, nói, lão bà, ngày mai nàng ly khai gia đình, có muốn gì khác không? Bạch Liên điềm nhiên nói, chàng ở đâu, Bạch Liên liền coi đó là nhà. Thi Bình cười nhẹ nói, ngủ thôi, để sáng mai còn dậy sớm. Bác Liên nghe xong liền nằm trên cánh tay của chàng nhắm mắt lại, ngủ thiếu đi. Ba phụ nữ còn lại bị Hi Bình làm cho hôn mê mà ngủ thiếp đi. Bạch Tư chuyển mình, đến bên cạnh ôm lấy Hi Bình. Chàng mở một mắt nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng nhắm chặt cả hai mắt, tiện thể nhẹ nhàng giơ một tay ra ôm lấy nàng. Sáng sớm, cáo biệt Bạch Dương tộc. Bạch Dương đang đối diện Hi Bình nói, chăm sóc muội muội ta tốt nhé. Hi Bình ôm lấy hắn. Cười nói, muội muội ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên sẽ nuôi cho béo trắng lên. Bạch Liên dỗi, người ta không muốn béo, nếu không sẽ không thể hấp dẫn đại sắc lang ngươi. Chúng nhân cùng cười to, Hi Bình nhìn Bạch Dương nói, ngươi cũng vui vẻ cai quản Thảo Nguyên, tìm kiếm một mỹ nữ, sau đó viết một vài lá thư tình hoặc hát vài bản tình ca, ta nói thật, ngươi hát không bì được với ta, sau này gặp lại sẽ dạy ngươi kỹ lưỡng. Bạch Dương cười nói, da mặt ta cũng không dày như của ngươi. Hi Bình nói, ngươi thật biết nhún nhường. Bạch Hoạt nói, Hi Bình, ta giao con gái của ta cho ngươi, nếu như nó làm gì không đúng, ngươi cũng nên vì ta mà bao dung. Hi Bình nắm lấy tay Bạch Tư, nói, nàng thực sự rất láu lỉnh. Bạch Tư cựa quậy hai cái, chẳng nói gì. Bạch Liên đến bên Bạch Tử, hôn môi hắn một cái, nói, nếu quả chàng muốn hôn Liên Nhi, có thể hôn lúc nào cũng được. Bạch Tử cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn Hi Bình, Hi Bình chỉ cười gật gật đầu, hắn kích động ôm chặt Bạch Liên hôn lấy một lúc lâu. Rời môi ra, trong lòng vẫn còn túy lúy. Bạch Tử đối với đôi môi này, cả đời không thể nào quên. Hắn không chỉ hôn một người đàn bà hay tình nhân, hắn hôn tạm biệt một giấc mộng. Bạch Dương cũng yêu cầu Bạch Tư hôn tạm biệt, nhưng bị Bạch Tư từ chối. Hi Bình nhẹ nhàng đẩy Bạch Chỉ lên, Bạch Chỉ đi đến bên Bạch Dương, nói ta thay mặt đại tiểu thư hôn người, Bạch Dương tộc trưởng. Chúng nhân quả thật đối với việc quay về quả thật chán ghét. Khi quay về, đã có thêm rất nhiều người. Bên cạnh Hi Bình với nam nữ nhân của mình, Tứ Cẩu bên mình cũng có một mỹ nữ tên Tâm Như. Triệu Tử Huy tay trái ôm, tay phải ấp, một nàng tên Lệ Đạt, một nàng tên Diễm Phân, sau này quay về. Triệu Tử Huy rất có thể bị Độc Cô Cầm kéo cho đứt tai. Sa mạc xa dần. Cuối cùng, sa mạc cũng biến thành sắc xuân vô biên. Sau 4 ngày, bọn họ cũng đã về đến thần đao môn. Thần đao môn đột nhiên nhiệt náo trở lại, ở trong hồ xuất hiện một đám mỹ nữ nghịch nước, bên ngoài cũng có một đám đông như kiến trèo lên xem trộm qua lỗ tường. Chúng nữ của thần đao môn đều tự mình đi tìm nam nhân của họ. Phong Ái Vũ bất chấp mọi thứ. Nhất thiết phải chui vào nằm trong lòng Hi Bình, ngực Hi Bình đang phải chịu cả đánh cả đập cả chửi cả khóc, mông Hi Bình cũng bị ăn ba trường, chàng kinh hãi kêu lên không được đánh vào mông người ta, tức thì tất cả cánh tay đều dồn lên ngực chàng. Chúng nhân nhìn thấy bên cạnh lãnh như băng có một nam ba nữ, nam quả thật rất tuấn tú phong lưu, nữ tư dung thiên kiều bá mị, chính là hai sư huynh muội Tiên Duyên Cốc cùng với hai nữ tỳ. 4 người này đến thần đao môn cũng đã được 2 ngày,
Lãng Vô Tâm từ khi đến thần đao môn liền bám giết lấy Lãnh Như Băng. Lãnh Như không thèm chú ý đến hắn, nhưng hắn cũng đã kịp cùng thần đao tứ hoa hoàn hảo, làm cho bốn ả thần hồn điên đảo. Sau khi nhìn thấy Thiên Phong Song Kiều, vốn nghĩ có thể dễ dàng chiếm đoạt, liền đến bên Thiên Phong Song Kiều triển khai thế công, nhưng bởi vì lưỡng nữ bản thân thanh cao và lại từ Thanh Vân chết rất thống khổ, căn bản đối với tình công của hắn chẳng có chút mảy may rung động. Tuy nhiên, hắn không sốt ruột, đối với Lãnh Như Băng và Thiên Phong Song Kiều, hắn quyết chí phải đoạt được. Biết hôm nay nam nhân của Lãnh Như Băng quay lại, Lãng Vô Tâm liền cùng sư muội đến xem nam nhân làm Lãnh Như Băng mỹ nhân động tâm là thần thánh phương nào. Vừa mới nhìn, hắn đã biết kình địch đã xuất hiện, Lãng Vô Tâm nhận ra bằng ngoại hình siêu việt của mình thì không thể thắng được địch thủ, trong bụng hắn quyết định phải sử dụng công phu trên giường vô địch của hắn để đả bại Hy Bình, chinh phục nữ nhân của chàng. Chàng ôm Phong Ái Vũ và Hoa Tiểu Mạn hai người trong lòng, nói, nhường ta ôm bọn họ một chút, được không? Lưỡng nữ nhẹ nhàng ly khai khỏi lòng chàng, Hy Bình ôm Lãnh Như Băng và Độc Cô Kỳ vào lòng, nói, nhớ ta không? Độc Cô Kỳ kích động gật gật đầu, Lãnh Như Băng thì hôn dính chặt vào môi chàng. Lãng Vô Tâm nhìn thấy cảnh đó tâm lý thật không thoải mái, hắn truy cầu Lãnh Như Băng đã bao lâu, Lãnh Như Băng tuyệt không bao giờ nói với hắn một câu, nhưng khi vừa đối diện với nam nhân của mình, nàng liền chủ động dâng hiến, khuôn mặt lạn như băng của nàng cũng lập tức trở nên ôn nhu. Đối với hắn quả là một sự đả kích trầm trọng. Thủy Khiết Thu đi đến bên nói, người là Hoàng Hy Bình. Ta là Thủy Khiếu Thu, là tiểu sư muội của Lãnh tỷ tỷ. Hy Bình nhìn ả nói, mẹ ngươi không dạy là không được tùy tiện nói chuyện với người lạ à. Lãng Vô Tâm vốn sẵn lòng muốn gây hấn, liền tóm được cơ hội, làm sao có thể bỏ qua chứ. Hắn nói, đừng nghĩ ngươi và Lãnh sư muội là bằng hữu là có thể phô trương như thế, ngươi ăn nói cẩn thận đấy. Hy Bình nhìn mà như không nhìn hắn một cái, hôn Lãnh Như Băng, nói, băng băng, nói với hắn, ta là gì của nàng. Lãnh Như Băng nhu tình nói, chàng là nam nhân của băng băng, nam nhân duy nhất của ta. Lãng Vô Tâm tựa hồ muốn thổ huyết mà chết quách đi. Hy Bình hôn lên môi nàng, nói thật thông minh, sau này nếu có tên tự cho là Phong Lưu quấn quýt lấy nàng, tố cáo với nam nhân của nàng, ta sẽ đánh cho đầu hắn thành đầu heo. Lãnh Như Băng cười vui vẻ, nói, người ta biết rồi. Hy Bình phóng khai hai nàng ra, Đỗ Tư Tư liền chui vào lòng chàng, khóc nói, thì Trúc Sinh bắt Tuyết Nhi đi rồi. Hy Bình an ủi nàng nói, đừng khóc, ta sẽ mang Tuyết Nhi về, hắn vốn là phụ thân của Tuyết Nhi, để hắn chiếu cố Tuyết Nhi cũng không sao mà. Khi Hy Bình gặp chúng nữ, bọn Lôi Long, Tứ Cẩu cũng cùng nữ nhân của họ vui vẻ một phen, sau đó mới hàn huyên mọi sự. Hy Bình đem nam nữ nhân Bạch Dương tộc ra giới thiệu với Lôi Phượng và các nữ nhân khác, sau một lúc huyên náo, cuối cùng bọn họ cũng hòa nhập với nhau. Sau đó, Bạch Tư và Thủy Khiết Thu nói chuyện, mới biết Thủy Khiết Thu chính là con gái của sư phụ và sư mẫu, còn Lãng Vô Tâm chính là sư huynh. Lãng Vô Tâm đối với mỹ nữ sư muội Bạch Dương tộc, quả là rất nhiệt tình, hai người kẻ qua, người lại quấn quýt lấy nhau. Bốn đại trưởng lão của tứ đại võ lâm thế gia triệu tập bọn họ lại, để bàn về việc tiêu diệt địa ngục môn, báo thù cho Tử Thanh Vân cùng mọi người. Bàn xong, quyết định hai ngày sau sẽ tập hợp nhân mã đến thẳng địa ngục môn. Sau đó là yến tiệc đoàn tụ. Sau khi yến tiệc xong, chúng nhân ai về phòng nấy, ai ở trường Xuân Đường thì đến Bát Tiên Viện. Hy Bình vốn muốn chúng nữ ngủ chung một chỗ, nhưng thần đao môn không thể đặc chế đại sàng được như trường Xuân Đường, chỉ ôm lấy bốn nàng Bạch Dương an bài tại căn phòng trước kia Hồ Điệp Lục Cơ ở. Bạch Tư từ khi nhận ra sư huynh muội ở Tiên Duyên Cốc, chẳng thèm để ý đến Hy Bình, ả nhất quyết đòi đến ở cùng với sư muội của ả, Hy Bình cũng không cản ả. Bồn người Bạch Liên nhường Hy Bình bồi tiếp 6 người Lôi Phượng, Hy Bình khen ngợi bọn họ biết nghĩ cho phu quân. Bạch Liên nói, sáng mai thiếp sẽ gõ lên tường một cái, thông báo bọn ta xuất nhập, để cho lão công biết. Hy Bình nói, đó là ý kiến tốt, ta qua đó rồi, nếu bọn nàng nhớ đến ta, thì có thể gõ lên tường, hoặc giả nhẹ nhàng đến tìm ta ở phòng bên cạnh, thế nào? Bốn ả vừa cười vừa mắng một hồi. Hy Bình vào căn phòng bên cạnh, Lôi Phượng 6 nàng đã thoát y sẵn đợi chàng, Hy Bình nhìn 6 cỗ nhục thể, nói các nàng không sợ là các tiểu bảo bối của ta lạnh à. Lôi Phượng không buông tha, nói chàng còn nhớ đến các tiểu bảo bối à. Ta nghĩ chàng không muốn quay về, chỉ muốn ở ngoài tiêu diêu, chàng không quay về.
chúng ta sẽ tìm cho lũ trẻ một phụ thân khác, tử quỷ. Thi Bình đối với Lôi Phượng có một tình cảm cực kỳ đặc biệt, vừa kính vừa sợ, trong đám nữ nhân, chàng luôn nghe lời Lôi Phượng và lãnh như băng, vì thế nghe thấy Lôi Phượng có ý ó ẩn trách, liền vội ôm lấy nàng an ủi, đem chuyện từ khi rơi xuống núi đến khi quay lại thần đao môn, tóm tắt kể lại một lượt. Chúng nữ nghe xong mê mẩn, cũng không trách chàng mang về thêm những thiếu nữ khác, họ biết nam nhân này không thể chỉ yêu một người, đến cha họ còn có một đống vợ, huống hồ gì nam nhân này lại cường tráng vô cùng, làm sao bọn họ có thể làm hắn thỏa mãn nổi. Lôi Phượng nói, chàng vốn có vận số phong lưu, Phượng Nhi không quản, bọn thiếp chỉ cần có chàng bên cạnh thôi. Thi Bình ra vẻ khó, nói, Phượng Nhi, có thể ta và bọn nàng phải phân ly một thời gian, ta phải đến địa ngục môn, bọn nàng đang hoài thai, không thể đi xa được. Bọn ta sau khi ở địa ngục môn về, sẽ quay lại Trường Xuân Đường, bọn ta có 4 đại phiêu đầu hòa thượng và hàng trăm hảo thủ, ta bảo chứng bọn ta sẽ khang kiện lại Trường Xuân Đường. Chúng nữ cùng phản đối. Phản đối kịch liệt nhất tự nhiên là Phong Ái Vũ, ả nhõng nhẽo này nói nhanh gió, nói toàn lời thô lỗ, Thi Bình chỉ biết dừng ả lại bằng cách dùng mồm bịt chặt mồm ả lại, sau đó đưa tay nắn bóp mông ả một lúc, ả liền yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên phản đối chỉ là phản đối, cuối cùng cũng phải chấp nhận việc phải ly khai Thi Bình là sự thật. Hiển nhiên cũng không phải lo lắng cho sự sinh tử của chàng, bởi vì chúng nữ chỉ nghĩ đến việc sinh nở, vốn không nghĩ được đến chuyện khác. Bọn họ quyết định nhường Phong Ái Vũ hoàn hảo với Hy Bình trước, nhân vì Ái Vũ ngủ tốt, để ả hoàn ái trước rồi mãn nguyện đi ngủ. Nhưng có một vấn đề, bọn họ đều đã mang thai, có thể thụ hưởng được sự thô dã của Hy Bình không? Hy Bình đề nghị, ta để hắn nhỏ lại, sau đó sẽ thật ôn nhu, được không? Chúng nữ không tin là hạ thể của chàng có thể biến hóa, mắt mở mồm há trên đời còn có chuyện này ư. Phong Ái Vũ cho là đùa giỡn. Kêu to, lại còn có thể biến thành to vài dài ư. Thi Bình hiểu ý ả, nhìn 6 nàng đang bán tín, bán nghi, nói, không chỉ biến thành bất cứ hình dạng nào, mà còn làm cho bọn nàng thấy bất cứ cảm giác nào mình muốn. Phong Ái Vũ đang hoạt động tại phía dưới thân Thi Bình, nói, ca ca, chàng phải yêu ta thật ôn nhu, đừng để làm thương tổn đến tiểu bảo bối của chúng ta. Thi Bình ôn nhu vô hạn tiến nhập ả, ngay lập tức, ả cảm nhận được Thi Bình đối với mình vô cùng sủng ái. Ả ngạc nhiên nói, ca ca, Ái Vũ có thể cảm nhận được tấm lòng của chàng. Thi Bình nhẹ nhàng ra động tác, nói, khi ta ôm bọn nàng vào, thì huyết nhục sẽ liên thông, tự nhiên các nàng phải cảm nhận được. Phong Ái Vũ nói, bởi vì chúng thiếp mang thai hài tử của chàng, chàng là phụ thân của bọn chúng, đương nhiên phải có cảm giác huyết nhục liên thông. Lôi Phượng ở bên cạnh cười nói, Ái Vũ ngày càng thông minh. Thi Bình đưa một tay xoa nắn nhũ phong của Lôi Phượng. Nói, Phượng Nhi, nàng ngày càng phong mãn. Lôi Phượng giận dỗi, người ta trong bụng có con của chàng, tất nhiên phải to lên. Chàng nhìn bọn họ mà xem, ai mà chẳng phong mãn. Hỗn đản nhà ngươi ngày càng cường tráng, bọn ta lại bụng ngày càng to, để xem chàng tìm ai để phát tiết. Lãnh như băng giữ Lôi Phượng lại dịu dàng cười nói, Phượng tỷ, đừng lo lắng cho chàng, tên gia hỏa này, tự có khả năng kiếm hàng tá nữ nhân để phát tiết. Vào lúc này, Phong Ái Vũ bị Hy Bình đưa lên đỉnh tình ái, miệng ả díu dít lên mấy tiếng thô lỗ, rồi từ từ lăn ra ngủ. Hy Bình lập tức ôm Lãnh Như Băng lại, nói ta hiện tại sẽ phát tiết với nàng. Chàng cẩn thận nhìn thân thể Lãnh Như Băng một lượt, tuy nói nàng đang hoài thai, nhưng thân thể quả là không có nhiều biến đổi, da trắng như ngọc, sáng lấp lánh tạo cảm giác mê người. Nếu như nói chàng yêu ai nhất, chàng sẽ nói đó là Lãnh Như Băng. Nhân vì trong đám nữ nhân, Lãnh Như Băng là nữ nhân đã cũng chàng trải qua một chặng đường dài. Trong suốt chặng đường dài đó, chàng đã dùng chân tâm để hóa giải khối băng trong lòng nàng, do đó nàng thực sự chỉ yêu thích mình chàng. Loại tình ái này đúng là toàn bộ xuất phát từ trong lòng Lãnh Như Băng trừ chàng ra, Lãnh Như Băng đối xử với những người đàn ông khác đều lạnh lùng như băng, thậm chí với bọn Lôi Long, cũng không có gì khác biệt. Tính cách lạnh như băng của nàng đúng là đối lập với tính cách nhiệt tình như lửa của mẫu thân nàng, tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn là mẹ con, cùng chung một dòng máu và ngoại hình, rất nhiều người không hiểu tại sao mẫu thân nàng lại có một người con gái như thế. Lãnh Như Băng tập trung nhìn người đàn ông duy nhất của đời mình, chàng quả thật anh tuấn làm chấn động thâm tâm của nàng yêu chàng thật không? Nàng thực sự không biết. Nàng chỉ biết, từ khi gặp nam nhân này, trái tim của nàng mới tan băng.
có lẽ bởi vì cá tính vô lại của chàng làm cho nàng không thể đề kháng, có lẽ bởi tính cách thô dã của chàng đã làm cho nàng cuối cùng cũng thừa nhận chàng là nam nhân của mình. Có lẽ do nàng bị cưỡng bách, và vì như thế mới chấp nhận nam nhân này, nhưng nam nhân này cuối cùng cũng không làm nàng thất vọng, chàng có tinh lực cường thịnh vô cùng lại có tính cách ma mãnh, biến hóa, vô luận là gì, nàng đều nghĩ đến chàng. Tính cách của chàng luôn không ngừng thay đổi, cũng như lúc tác ái, chàng làm cho nàng luôn gặp những xúc cảm khác nhau, mới mẻ và cũng rất phong cuồng. Không một chút thuần khiết, chỉ là tuyệt đối phong cuồng. Nhưng bây giờ nàng không thể phong cuồng được, bởi vì nàng đang hoài thai, tuy nhiên nàng vẫn tận lực dâng hiến, nàng nói to hơn được không? Thi Bình kinh hãi nói, nàng không lo cho tiểu bảo bối của chúng ta à? Lãnh Như Băng nói, chàng có thể làm nó to hơn, nhưng nhớ là, không được dài ra, nếu dài quá có thể sẽ đắc tội với tiểu bảo bối của chúng ta. Thi Bình theo lời nàng tăng kích cỡ dương căn lớn lên, cảm nhận được Lãnh Như Băng áp vào chàng càng lúc càng chặt, nhìn thấy được mồ hôi trên trán nàng chảy ra, chàng biết nàng vốn đang hết sức chịu đựng, liền nhẹ nhẹ bắt đầu động tác, đồng thời nói, băng băng, tốt chứ? Lãnh Như Băng rên rỉ nói, tốt lắm, động tác của chàng nhanh hơn một chút, băng băng có thể thụ hưởng được, băng băng thích sự thô bạo của chàng, vì vốn tịnh không phải là nam nhân ôn nhu. Sau một khắc, nàng bắt đầu cảm thấy thỏa mãn, bởi vì nam nhân trên người nàng, vốn rất cuồng bạo, bảo chàng ôn nhu thì thật là khó, nhưng bảo chàng thô bạo thì thật là dễ như ăn cơm bữa. Lãnh Như Băng trong sự xâm phạm vừa ôn nhu vừa thô bạo của Hi Bình, dần dần cảm thấy mê mẩn, vốn không phản kháng nổi từng đợt sóng tình dục đang dâng cao của Hi Bình. Sau một hồi điên đảo, nàng vô cùng thỏa mãn nói, chàng với trước kia không giống nhau, băng băng không những có thể liên thông với trái tim chàng, mà còn khiến băng băng cảm nhận được vô số cảm giác vô cùng mỹ diệu. Nếu như băng băng không hoài thai, người ta có thể sẽ phong cuồng hơn. Băng băng cả đời này chỉ yêu một nam nhân, chỉ một mà thôi. Ca ca, băng băng yêu chàng. Thi Bình ngạc nhiên nói, nàng lớn tuổi hơn ta, sao gọi ta là ca ca? Lãnh Như Băng giận dỗi nói, người ta nhận ra gọi như thế rất thuận khẩu và cũng dễ nghe, nên nói như thế, chàng không thích à? Thi Bình nói, thích, thích chứ. Tốt nhất là Từ Từ cũng phải gọi ta như thế. Đỗ Từ Từ ở giường bên cạnh trừng mắt nhìn chàng một cái, u oán nói, ca ca, Từ Từ yêu chàng. Độc Cô Kỳ, Hoa Tiểu Mạn, thậm chí Lôi Phượng liền cùng gọi chàng như vậy, Phong Ái Vũ cũng kêu lên một tiếng, Thi Bính nhìn ả một cái, thì ra vốn là ả đang ngủ thật, chỉ mê sảng kêu lên như vậy mà thôi. Lãnh Như Băng chuyển mình sang giường của Đỗ Tư Tư nói, Tư Tư, muội nhớ là tỷ vẫn hay gọi thế, không phải ai ràng buộc tỷ nha. Muội mệt quá, phải đi ngủ thôi, vô luận các người có kêu là gì, muội cũng nghĩ không thể tỉnh dậy nổi, mọi người cứ thoải mái mà gào thét nhé, ta tuyệt đối sẽ vẫn ngủ ngon. À, Ái Vũ chắc là cũng giống ta, nàng vẫn đang nói, thì cặp mắt mỹ lệ đã nhắm lại ngủ ngon. Đỗ Từ Từ giận dỗi, con bé này, dám cười ta à, lần tới phải xem ta hoàn hảo. Thi Bình trèo lên giường của Độc Cô Kỳ và Hoa Tiểu Mạn, ôm lấy Độc Cô Kỳ, nói, nàng là do ta đoạt được, nên không thể nào ôn nhu được, nàng có sợ không? Độc Cô Kỳ nói, ta không sợ chàng, nhưng tiểu bảo bối có thể sợ, chàng có sợ không? Thi Bình trừng mắt nói, nếu quả như nàng nói, ta thật sự sợ. Chàng rất ôn nhu tiến vào thảo nguyên của Độc Cô Kỳ. Nữ nhân này, nàng ta là do chàng quang minh chính đại đoạt được. Khi chàng lần đầu tiến nhập nàng ta, vốn rất thô bạo, tuy nhiên nàng ta cũng rất thích sự thô bạo đó của chàng, thậm chí trong nhiều lần ân ái sau này, nàng đòi hỏi chàng phải thực sự cuồng dã. Nhưng lúc này, nàng thực sự yêu cầu chàng phải nhu tình, bởi vì tiểu sinh mệnh trong bụng nàng, giọt máu của nàng và nam nhân thô dã này. Thi Bình nhận thấy Độc Cô Kỳ có điểm giống Ngẫu Nhi, bởi vì hai nữ nhân này trong lĩnh vực tình ái đều cực kỳ thích thú sự cường bạo, giống như bị cưỡng bức xâm chiếm, chàng đột nhiên hiếu kỳ nghĩ, nếu quả Ngẫu Nhi hoài thai, không biết có yêu cầu mình ôn nhu không? Độc Cô Kỳ hưởng thụ sự ôn nhu của chàng, nói, có phải chàng đang hoài niệm lại nhưng lần ta và chàng cuồng dã không? Động tác của Hi Bình đột nhiên trở lên mãnh liệt, Độc Cô Kỳ kinh hãi kêu lên, nếu chàng quả muốn cảm giác cuồng dã đó, chàng nên gọi bọn họ qua đây, bọn ta vẫn còn hai giường trống cho bọn họ, sau này dù sao cũng phải ở cùng nhau, sao không bắt đầu từ tối nay? Mọi người vợ của chàng đều phải công bằng chứ? Ôi ra, Thi Bình, từ từ thôi, Kỳ Kỳ không muốn chàng thô bạo như thế. Ở giường bên cạnh,
Lôi Phượng nói, Hy Bình, Kỳ Kỳ đã nói rồi, chúng ta không thể giúp chàng tận tình phát tiết, hơn nữa họ và bọn ta cùng là người của chàng, sao không để họ sang dây. Ở đây vốn đã có sẵn 4 chiếc giường, bọn thiếp ban người ngủ trên một chiếc là đủ, bọn họ lại chỉ có 4 người, chắc là vẫn còn đủ chỗ cho chàng hành động. Hi hi, Hoa Tiểu Mạn ôm chặt lưng Hy Bình đột nhiên cười lên. Hy Bình vừa rung người vừa nói, Tiểu Mạn, nàng ở trên lưng ta như vậy đã lâu rồi, nhưng chắc là chưa thấy thoải mái, ở phía dưới thân ta có hấp lực khác hẳn ở trên đó, nàng có muốn đổi chỗ để thử không? Nếu không đối xử tốt với ta, ta sẽ không cùng nàng hoàn hảo, Tiểu Ni Tử. Hoa Tiểu Mạn cắn vào tai chàng một cái, cười nói, Tiểu Mạn không tin, chàng dám như thế không? Chàng đúng là đồ ngưu đầu, Tiểu Mạn chẳng thèm lo lắng, chỉ lo là chàng không ôn nhu với người ta thôi. Hy Bình rời miệng ra khỏi miệng Độc Cô Kỳ, thở gằn nói, đã có lần nào ta chưa ôn nhu chưa? Hoa Tiểu Mạn giận dỗi nói, lần nào cũng không ôn nhu. Lôi Phương đắp lại chăn cho Phong Ái Vũ và Lãnh Như Băng, nói, Tiểu Mạn, muội qua đó gọi họ sang đây. Vâng, Phượng tỷ, đợi muội mặc xong y phục đã. Ả tụt từ trên vai Hy Bình xuống, chuẩn bị mặc quần áo vào. Hy Bình ngừng đưa đẩy thân mình, nói, không cần phải mặc quần áo. Cũng không cần phải gọi bọn họ, tối nay khi ta ở với bọn họ đã nói ta đã đi xa một thời gian dài, muốn ta bồi tiếp bọn nàng thật nhiệt tình tối nay, lúc nãy họ đã ra tín hiệu là đã đi ngủ rồi, cho các nàng biết, bọn họ cũng đã mệt mỏi rồi. Hoa Tiểu Mãn nhìn Độc Cô Kỳ một cái, biết là ả đã thỏa mãn lăn ra ngủ, ả đưa mặt lại, vừa ngay cặp môi Hy Bình đưa tới, ả quả là luôn nhớ đến đôi môi này, Hy Bình cũng thích hôn ả nhất. Bởi vì đôi môi của ả luôn làm cho chàng phong cuồng. Đúng lúc chàng đang ôm hôn ả, dương căn của chàng cũng chổng lên hôn vào nơi đó của ả, lúc đó thượng hạ mật thiết kết hợp với nhau, đồn bộ của Hoa Tiểu Mạn tự động khai mở, ả vốn luôn chủ động hoan hỉ. Hy Bình từ từ hạ mình xuống thảm, để ả làm chủ, thích ôn nhu thì ôn nhu, thích cuồng dã thì cuồng dã, theo ý nguyện của ả, ả được phép như thế. Được giữ quyền chủ động, Tiểu Mạn có cảm giác như là làm chủ nam nhân của mình. Do đó cũng nhận được cảm giác hoan ái mà ả thực sự muốn. Rất nhiều lần, ả muốn cảm ơn Lãnh Như Băng, vì nếu như Lãnh Như Băng không xuất hiện, thì Hy Bình cũng chẳng đến, nhưng chàng đã đến và giúp ả kết thúc lịch trình thiếu nữ. Ả hiển nhiên sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu gã nam nhân này, thậm chí cho dù ban đầu chàng trông còn giống như một lão già, ả cũng không phàn nàn và hối hận, chẳng bởi một lý do nào cả ngoài một tình yêu tuyệt đối. Hy Bình giúp ả lên tới đỉnh. Cảm giác thăng hoa xâm chiếm thân thể và linh hồn, làm cho sóng dục trùng trùng kích vào thần kinh của ả, cho đến khi ả mãn nguyện ngủ thiếp đi, chàng nhẹ nhẹ ly khải khỏi thân thể kiều mị của ả. Lúc này, Lôi Phượng vốn đã nằm sẵn trên một chiếc giường trống. Hy Bình tiến lại nằm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, ta biết rằng, ta không tốt với nàng, nhưng nàng vẫn yêu thương ta, vì thế ta dù sở hữu vô số nữ nhân, ta cũng không bao giờ lạnh nhạt với nàng. Ta cũng sẽ mang lại cho nàng những hoan lạc vô hạn, cả cuộc đời này ta sẽ luôn như vậy. Lôi Phượng mắt sớm lệ, gật gật đầu, nàng thực sự cực kỳ yêu nam nhân này, với cá tính ngang ngược của mình, đối với chàng, nàng thực sự thiếu ôn nhu nhất so với các nữ nhân khác, nàng và Hy Bình dường như là cùng một loại người, đối với sự việc căn bản không cần biết đúng sai, chỉ cần biết vui vẻ hay không, nếu có ai làm thương hại đến Hy Bình, nàng có thể không cần biết kẻ đó là ai, lập tức rút kiếm. Đứng về phía Hy Bình, thậm chí nếu Hy Bình sai, nàng cũng có thể bất chấp tất cả bảo vệ chàng. Cách Hy Bình đối xử với nữ nhân của mình, xem ra học từ nàng. Hy Bình phục vụ nàng như nữ hoàng, làm nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, sau đó mới đến bên Đỗ Tư Tư an ủi. Chúng nữ biết Đỗ Tư Tư vì bị cướp mất nữ nhi nên rất đau khổ, cố ý nhường nàng hoàn hảo với Hy Bình, để chàng sau khi hoàn hảo với nàng có thể ôm nàng mà ngủ. Hy Bình sau khi cùng Đỗ Tư Tư hoan ái, liền ôm nàng vào ngực. Nàng vốn cần sự che chở của chàng đem lại cho nàng một sự tự tin không gì sánh bằng, rằng chắc chắn chàng sẽ đem Tuyết Nhi về bên cạnh nàng. Đỗ Tư Tư trong lòng chàng thoải mái từ từ đi vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi nàng chưa được ngủ ngon, nhưng bây giờ bởi vì nam nhân này, trái tim nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại thật là một quãng thời gian dài. Lúc đó nàng không biết Hy Bình còn sống hay chết. Tuyết Nhi bị Thi Trúc Xanh mang đi, làm sao nàng có thể bình tĩnh được. Kỳ thật lúc trước, không chỉ có mỗi mình nàng, mỗi nữ nhân của Hy Bình đều như vậy, sống trong nhớ nhung và đau khổ. Chỉ bình tĩnh lại được khi nhìn thấy người mình yêu quay về.
Thi Bình nhìn những nữ nhân đang ngủ, nhớ đến phòng bên cạnh còn có Tiểu Nguyệt. À muội muội cố chấp này toàn tâm, toàn ý yêu chàng, chàng thực sự không dám tiếp thụ tình yêu của nàng. Nhưng cũng thật kỳ thị, tại sao cha mẹ lại cho phép Tiểu Nguyệt yêu mình? Sau khi về từ địa ngục môn, nhân tiện chàng sẽ quay lại thăm xóm làng, để biết rõ sự tình, cha mẹ không thể cho phép Nguyệt Nhi nói ra những điều như vậy được. Nguyệt Nhi, muội đã ngủ chưa? Kỳ thật Tiểu Nguyệt chưa ngủ. Tuy nói là Hy Bình vì chúng nữ đang hoài thai, cực kỳ ôn nhu, tuy nhiên bọn họ kêu la cũng rất lớn, hơn nữa âm thanh cộng hưởng của các gian phòng dội lại, làm sao nàng có thể ngủ yên được. Huống chi trong lòng nàng đang ưu phiền, cũng đang nhớ đến Hy Bình, làm cho nàng thực sự khó ngủ. Nàng nằm một mình một phòng, trong lòng cũng nhớ đến Tuyết Nhi. Đỗ Manh Manh đã cùng nhị ca của nàng ngủ với nhau, khó lòng gọi nàng đến ngủ cùng được. Nàng rất muốn được ngủ ở bên Hy Bình, nhưng nàng biết điều này là không thể. Nếu vẫn còn ở Bạch Dương tộc, chỉ có nàng và đại ca, thì thật là tốt biết bao. Hai dòng lệ nàng từ từ rơi xuống, ướt đẫm hết gối, có ai biết cho tình nàng chăng? Lúc chập tối, mỗi người đều có vấn đề của mình, không một ai để ý đến nàng. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh chia nhau ra mà gào thét cùng Xuân Thủy và Hạ Vũ. Tứ cậu phải chứng minh bản lĩnh với đám nữ nhân của mình, Lan Hoa, Oanh Thúy đã bị hắn chinh phục trước, tuy nhiên đối với Triệu Tử Thanh thì khác, phong độ của hắn so với trước quả là khác xa, nhưng cũng không thể triệt để chinh phục ả, nhưng Triệu Tử Thanh cũng biểu dương tốc độ tiến bộ của hắn, giúp cho hắn có động lực tiếp tục. Lôi Long không dám kể cho Bích Nhu chuyện phong lưu ở Dã Mã tộc, Bích Nhu không biết là tại sao công cụ của hắn lại lớn lên như vậy, đến mức nàng không thể nào dong nạp được của hắn. Cảm giác sung sướng hơn lúc trước gấp bội, thầm nghĩ, xem ra càng to lớn càng mỹ diệu, không biết tên hỗn đản đó tiến nhập mình thì cảm giác thế nào nhỉ? Trong lúc này đột nhiên nhớ đến Hy Bình, ả cảm thấy có lỗi với Lôi Long. Hoan Ái Son, Lôi Long dịu dàng nói, Nhu Nhu, Lôi Long ta vốn có thể chinh phục nhiều nữ nhân khác, nhưng ta chỉ cần mình nàng là đủ, nàng có tin ta không? Bích Nhu cảm động nói, thiếp tin. Hoàng Đại Hải và Đỗ Manh Manh cuối cùng cũng kết thành phu thê, chàng nói, sư muội, ta phát giác ra Tiểu Nguyệt và đại ca có vấn đề, bọn họ dường như có ẩn tình gì đó. Đỗ Manh Manh nói, sư huynh, hai huynh muội thì có vấn đề gì? Trong lòng lại nói, sư huynh, muội xin lỗi, Manh Manh đã nói dối, nhưng sự thật là Tiểu Nguyệt và Manh Manh đều đã mang trinh tiết trao cho đại ca, Manh Manh yêu đại ca, Tiểu Nguyệt cũng yêu đại ca. Đại ca thực sự rất tốt. Muội vĩnh viễn nhớ đến khoái lạc mà đại ca đã mang lại cho Manh Manh, không ai có thể thay thế được. Hoàng Đại Hải nói, ta không phải là đa nghi, chỉ là ta luôn luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Đỗ Manh Manh nói, sư huynh, Manh Manh xin lỗi chàng, sau này nếu chàng nhìn thấy nữ nhân nào hợp mắt, Manh Manh đồng ý để nàng cưới thêm về, được chứ? Ả cố ý chuyển chủ đề. Hoàng Đại Hải được ả yêu ái, kinh hái nói, sao có thể như thế được chứ? Đỗ Manh Manh nói, chàng vốn rất cường tráng, một mình Manh Manh không chịu nổi, những nam nhân khác Manh Manh biết ai chẳng có nhiều nữ nhân. Manh Manh không ép buộc chàng, nếu chàng chỉ có một mình Manh Manh, người khác sẽ nghĩ chàng không có khả năng, Manh Manh không thể để người khác đánh giá thấp nam nhân của mình ả nói thế, nhưng cũng nghĩ đến việc đền bù cho Hoàng Đại Hải. Hoàng Đại Hải nghĩ một hồi rồi nói, tùy theo cơ duyên thôi. Bạch Tư từ khi gặp lại sư huynh muội ở Tiên Duyên Cốc, tự lập thể sẽ thoát ly Hy Bình. Ả đối với Lãng Vô Tâm ấn tượng cực tốt, vị sư huynh tuấn tú phong lưu này, không nghi ngờ gì chính là Bạch Mã hoàng tử của tất cả những thiếu nữ. Trước này Bạch Tư vốn vừa thuận vừa kháng cự với Hy Bình, này xuất hiện Lãng Vô Tâm làm lòng ả thực sự sao động, ả liền tìm mọi cách ly khai Hy Bình, chuẩn bị chui vào vòng tay Lãng Vô Tâm. Ba sư huynh muội đến lúc cuối ngày, quấn lấy nhau nói chuyện rồi cùng ăn tối. Đến đêm thì Bạch Tư và Thủy Khiết Thu ngủ cùng một giường. Thủy Khiết Thu hỏi chuyện Hoàng Hy Bình, Bạch Tư nhất quyết không nói, sau cùng cũng giản lược kể lại một hồi, cuối cùng thì ả gọi Hy Bình là chó đực. Thủy Khiết Thu kỳ lạ hỏi, chó đực, sau đó lại nói, sư tỷ, đó là sự đánh giá của tỷ về hắn. Sao những nữ nhân khác đều coi hắn là nam nhất tốt nhất? Bạch Tư nghe thấy những nữ nhân khác của Hy Bình, đầu bốc hỏa, nói, tốt cái gì chứ? Thủy Khiết Thu nói, sư tỷ, hắn đúng là rất tuấn tú, Vô Tâm ca và biểu ca không bì được với hắn, nhưng hắn không có được khí thế anh hùng khí khái như biểu ca, và cũng không có phong độ, muội cũng không thích hắn.
Ngày hôm nay R đã cố nói chuyện với Hy Bình, bị Hy Bình cự tuyệt, làm trong lòng ả thực sự phẫn nộ. Bạch Tư chán ghét nói, hắn quả có phong độ trong một trường hợp đặc biệt. Ả đúng là ghi nhận Hy Bình có một phong độ rất lớn, đó là khi ả ở bên chàng, luôn cảm nhận được một phong độ vô cùng kinh người. Thủy Khiết Thu tò mò hỏi, sư tỷ, cảm giác hoan ái của tỷ và hắn thế nào? Bạch Tư cúi đầu xuống, xem ra đang hồi ức lại chuyện cũ, nếu lúc này ả mà soi gương, sẽ phát hiện ra mắt ả đang có những tia hoan hỉ và mê say. Ả nói, ta vốn không mua ONS cùng hắn hoan ái, do hắn cường bạo với ta. Thủy Khiết Thu quấn lấy hỏi, thế cảm giác bị hắn cường bạo thế nào? Bạch Tư nói, khó mà nói rõ được. Thủy Khiết Thu cầu xin, nói đi mà. Sư tỷ, Khiết Thu vốn vô duyên với nam nhân, rất muốn hiểu cảm giác hoan ái của nam nhân và nữ nhân. Bạch Tư nói, sư muội, ta thực sự không biết nên nói gì. Mà tại sao sư muội lại vô duyên với nam nhân? Thủy Khiết Thu không làm khó xử Bạch Tư nữa, kể chuyện tuyết kình chi thân của mình cho ả nghe. Bạch Tư nghe xong liền cảm thấy đồng cảm với Thủy Khiết Thu, nói, sư muội, có cách nào để giải quyết không? Thủy Khiết Thu nói, nam nhân của tiên duyên cốc của bọn ta còn vô pháp chữa trị, có cách nào khác không? Sư tỷ, cha mẹ ta ngoại trừ dạy võ công cho tỷ, còn có dạy tỷ công phu đặc biệt nào khác không? Bạch Tư nói, không. Thủy Khiết Thu nói, sau khi quay về, để mẹ ta dạy tỷ thải dương bổ âm chi thuật, có thể là cho con chó được đó cạn tinh mà chết. Bạch Tư ca thán, sư tỷ quyết định ly khai hắn, sau này sẽ không ở bên hắn nữa, vì thế không thể cùng hắn làm chuyện đó nữa. Thủy Khiết Thu cười nói, sư tỷ, như thế là đúng đó, tên chó đực đó có rất nhiều nữ nhân, vốn không hợp với bổn sự của tiên duyên cốc của chúng ta, không nên gắn bó lâu. Sư tỷ, tỷ rất hợp với tâm ca đó. Bạch Tư ngượng ngùng một hồi, nói, huynh ấy không chê ta chứ. Thủy Khiết Thu nói, không đâu, tỷ rất xinh đẹp. Tâm ca nhất định sẽ rất hoan hỉ tiếp nhận tỷ. Bạch Tư nhìn sang Thủy Tiên và Đỗ Quyên ở giường bên cạnh, nói, bọn họ thậm chí cũng xinh đẹp hơn ta, sư muội cũng xinh đẹp hơn sư tỷ nhiều. Thủy Khiết Thu cười một cái, nói, sư tỷ, tỷ đúng là tuyệt thế mỹ nữ, nếu quả Khiết Thu là nam nhân, sẽ rất say đắm tỷ. Bạch Tư bị Thủy Khiết Thu tán thưởng một hồi, thật là ù tai chóng mặt. Thủy Khiết Thu lập tức mối lái. Nói, sư tỷ, sáng mai ta sẽ nói chuyện với tâm ca, huynh ấy chắc chắn sẽ thích tỷ, ta phải để cho tỷ biết nam nhân của tiên duyên cốc mới chính là nam nhân đích thực. Tiên duyên cốc nữ nhân là tuyệt nhất, trong lòng ả vốn luôn nghĩ vậy. Bạch Tư mơ mơ hồ hồ gật đầu đáp ứng. Lôi Long, Hoàng Đại Hải cùng với Triệu Tử Hào cùng chuẩn bị tấn công địa ngục môn. Tứ Cẩu bị bốn người Triệu Tử Thanh quấn lấy, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh hai người từ sớm đã đến tán tỉnh Thủy Khiết Thu. Triệu Tử Huy dù đêm qua bị Độc Cô cầm véo tai nhưng hắn chẳng học được gì từ kinh nghiệm đau đớn này, cũng xông đến tán tỉnh Thủy Khiết Thu. Lãng Vô Tâm tạm thời gác lại si tâm vọng tưởng với Lãnh Như Băng, chuyển sang tán tỉnh Bạch Tư. Với phong độ tuyệt thế và kinh nghiệm lâu năm với nữ nhân, hắn nhanh chóng làm cho Bạch Tư điên đảo tâm hồn. Hy Bình từ sớm đã tỉnh dậy cầm liệt dương chân đao chém loạn một hồi, mồ hôi như mưa, sau đó đi tắm rồi dẫn một đám nữ nhân đi tản bộ quanh thần đao môn. Đám nữ nhân đó không chỉ có thê tử của hắn mà còn có Bích Nhu, Đỗ Manh Manh, Tiểu Nguyệt cùng với hai nữ nhân của Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh. Tứ Cẩu cũng dẫn bốn nữ nhân của hắn đến cùng. Triệu Tử Thanh vừa nhìn thấy Hy Bình, liền không thèm nhìn đến Tứ Cẩu, thực sự quấn lấy Hy Bình, làm cho Hy Bình cũng thấy sợ nàng ta. Hơn nữa còn có hai tỷ muội Bạch Linh, Bạch Tuệ nhìn hắn đăm đăm, làm hắn thật khó giải thích với đám vợ của mình. Hy Bình nhìn Tứ Cẩu nói, đừng đi theo ta nữa, mang Thanh Thanh đi, ta quả là sợ mụ vợ ngang ngược đó của ngươi. Tứ Cẩu cười khổ, ta cũng sợ nàng ta, không dám chống lại, ngươi cố chịu đựng. Nàng ồn ý một lát, rồi sẽ yên tĩnh ngay. Triệu Tử Thanh kéo tai Hy Bình, nói, nếu ngươi còn cản Thanh Thanh đi cùng, tối nay Thanh Thanh sẽ đến ngủ ở phòng ngươi. Hy Bình cầu xin, ta không cản nàng, đại tiểu tỷ, bỏ tai ta ra. Triệu Tử Thanh nhất quyết nói, không bỏ. Tứ Cẩu cười nói, xem ra ngươi chỉ có cách thoát y mới trốn thoát được. Hắn vừa nói xong, Triệu Tử Thanh liền bỏ tai Hy Bình ra, quay sang kéo tai hắn. Tứ Cẩu kêu lớn, Thanh Thanh, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi, trăm lần xin lỗi, nghìn lần xin lỗi. Chúng nữ cùng cười vang.
Phong Ái Vũ nhìn thấy cảnh hoạt kê này, liền nói, Thanh Thanh tỷ, có cần Ái Vũ giúp không? Triệu Tử Thanh liền nói, có. Hai nàng liền tóm lấy tay trái, tay phải của tứ cẩu mà kéo, làm cho hắn kêu lên như chó sủa. Bạch Liên cũng muốn tham gia náo nhiệt, hưng phấn nói, Thanh Thanh, cho Liên Nhi tham gia với được không? Sau đó, nàng ta liền thay thế Triệu Tử Thanh. Tứ cẩu kháng nghị nói, bọn nàng không thể khi phụ ta như chó con như thế. Thi Bình, bây giờ không phải là nữ nhân của ta bắt nạt ngươi mà là nữ nhân của ngươi đang chỉnh đốn ta. Ngươi không mau cản bọn họ lại, tai của ta sắp rời ra rồi. Thi Bình nhìn thấy tỉ muội Bạch Linh, Bạch Tuệ không rõ là có ý hay vô ý đã đến bên cạnh hắn, liền không quản đến chuyện của tứ cẩu nữa, thay vì thế lại kêu lên, tứ cẩu, Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba đi đâu rồi? Tứ cẩu vừa kêu lên đau đớn vừa hồi đáp, ai ra? Dám khẳng định là đang quấn quanh Thủy Khiết Thu như côn trùng. Thi Bình kêu lên kỳ quái, bọn hắn hại ta thê thảm quá. Tứ cẩu minh bạch Hi Bình nói thế là có ý gì? Nam nhân đầu tiên của hai tỷ muội kia vốn là Hi Bình, chứ không phải là Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba, nên đối với Hi Bình có tình cảm cực kỳ đặc biệt. Nhưng Hi Bình không thể làm việc có lỗi với huynh đệ bằng hữu, nên khi đối diện với tỷ muội này, quả là rất bối rối. Chúng nữ vốn cũng biết qua sự việc, là do Bạch chỉ tố cáo với Bạch Liên, rồi Bạch Liên nói lại với sáu người Lôi Phượng, làm sáu nàng trách mắng Hi Bình một hồi. Nhưng không mắng việc Hi Bình làm với tỷ muội họ mà mắng chàng không khai báo với bọn họ. Hai tỷ muội nhìn Hi Bình đắm đuối, nam nhân thật tuyệt mỹ và cường tráng này có phải là nam nhân đầu tiên của bọn họ không? Bạch Linh nói, tại sao lúc đó không trả lời câu hỏi của ta? Bạch Tuệ nói, kể cả nếu lúc đó chàng không thích chúng ta cũng không nên cùng bọn họ lừa dối bọn ta. Bọn ta phải được quyền biết nam nhân đã lấy đi đồng trinh của mình chứ? Hay là chàng sợ bị bọn ta làm vướng chân? Chàng đã có nhiều nữ nhân như vậy, thêm hai người nữa thì đã sao? Chúng ta dù vui vẻ với bọn họ nhưng ta và tỷ tỷ sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Chàng không dám nhận trách nhiệm, dám làm không dám chịu, là nam tử hán kiểu gì đây? Thi Bình ngượng ngùng cúi đầu nói, ta đích xác không xứng làm nam tử hán, bọn nàng bỏ qua cho ta, được chứ? Chúng nhân nhìn thấy động tác ấu trĩ của hắn, tự nhiên đều bật cười. Bạch Linh giận dỗi nói, người ta chưa nói đến chàng, chàng đã tự thừa nhận. Thực là, tỷ muội chúng ta sao lại bị nam nhân như thế này lấy đi trinh tiết chứ? Hừ, không mặc cả với chàng nữa, sau này không được lừa dối bọn ta nữa, bọn ta đâu có ăn thịt chàng, sao lại sợ bọn ta yêu chàng? Thật chẳng biết đạo lý. Thi Bình thở dài một cái, nhìn chúng nữ cười cười, nói, nhìn thấy rồi chứ? Ta cuối cùng cũng đã biết sợ nữ nhân. Sau này các nàng không được khi phụ ta, ta thực sự sợ lắm. Rồi hắn lại ôm Lôi Phượng đang ở bên cạnh lại, nói nhỏ, kỳ thật ta sợ nàng nhất, bất quá nàng lại chiều ta nhất. Bạch Liên và Phong Ái Vũ cuối cùng bỏ qua cho tứ cẩu. Nhóm người tiếp tục đi tiếp thức thì gặp ngay đám người Lãng Vô Tâm và Thủy Khiết Thu. Bạch chỉ liền chui vào lòng Bạch Tư yêu kiều hỏi, tiểu thư, sao lại không ở cùng đại phôi đàn? Bạch Tư vốn rất yêu quý nàng ta. Liền nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn Hi Bình một cái, nói, chỉ nhi, ta đã tìm thấy nam nhân xứng đáng với ta. Sau này chúng ta phân khai, muội tự chiếu cố mình cho tốt. Bạch chỉ tủi thân nói, tiểu thư không cần chỉ nhi nữa à? Bạch Tư không trả lời, hỏi lại, muội có thể ly khai hắn không? Hi Bình đi đến bên, vươn tay ra, ôm mỗi người một tay, nói, hai nàng không thể phân khai được. Bạch Tư tránh ra nói, bỏ ta ra. Ta vốn luôn không thừa nhận ngươi là tình nhân, sao lại không được quyền tìm người mà mình yêu thích. Ngươi đừng hoành hành quá, đại công cẩu. Lãng Vô Tâm xuất ngôn, Hoàng Hi Bình, thả sư muội ta ra, nàng vốn đã chọn ta, nàng đã chọn lựa đúng. Lãng Vô Tâm ta hơn người gấp trăm lần. Hi Bình không thèm để ý đến Lãng Vô Tâm, chỉ nhìn Bạch Tư nói, phải không? Bạch Tư thản nhiên nói, ta chính là người của Lãng sư huynh, cần gì phải lừa dối ngươi. Ả cảm thấy sự báo phục này rất khoái cảm. Hi Bình ngây dại một lúc, rồi từ từ nói, ta cũng không phải là muốn làm chuyện đó. Là do phụ thân nàng phó thác nàng cho ta. Nhưng nếu nàng muốn tự do, nếu nàng nghĩ thế là tốt, ta cũng không biết nói gì. Chàng thả cả hai ra, nhìn Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba nói, bọn ngươi cũng hơi thái quá rồi. Tự mình chạy đi tán gái, bỏ lại hai tỷ muội xinh đẹp tìm ta xử lý, bọn ngươi có muốn ta treo lên không?
Thủy Khiết Thu nói, nếu như người ghen tị, thì cũng có thể truy cầu người ta mà. Sao lại không để họ truy cầu Khiết Thu? Hay là Khiết Thu xấu lắm à? Thi Bình đến bên cạnh nàng ta, xăm soi nhìn khuôn mặt khuynh quốc, khuynh thành của nàng rồi nói, ai nha? Nhà đầu lông vàng này cũng phiền nhiễu thật, có tin ta trị cho ngươi một trận không? Thủy Khiết Thu tiến lên một bước, ưỡn ngực tự hào nói, ngươi có bổn sự đó không? Thi Bình nói, phiền ngươi lùi lại một bước, đừng ở gần quá, ta nhìn không nổi cái mặt ngươi. Thủy Khiết Thu không giận, cười nói, sao lại không thích? Đúng là đồ trẻ danh, không biết thế nào là đẹp. Thi Bình lùi một bước, nói, ngươi tựa hồ có hứng thú với ta. Thủy Khiết Thu cười ma mị, ta đối với mỗi nam nhân đều có hứng thú, bất quá đối với ngươi thì lớn hơn. Ta không hiểu tại sao một nam nhân không có bổn sự như ngươi lại được nhiều mỹ nữ yêu thích như vậy, lại có cả Lãnh tỷ tỷ sống chết bám theo ngươi nữa. Bạch Liên kêu lên, không được nói lão công ta không có bổn sự. Chàng là nam nhân tuyệt nhất thiên hạ, chẳng có ai sánh bằng chàng. Thủy Khiết Thu nói, hả, thật chứ? Sao ta không cảm thấy như vậy chứ? Nam nhân chân chính phải có khí khái bất phàm chứ, thậm chí gặp nữ nhân xinh đẹp cũng không có cảm giác thì có phải nam nhân không? Thi Bình đột nhiên cười to một tiếng, làm chúng nữ quay lại. Chúng nữ minh bạch ý đồ trong mắt hắn, không hẹn đều cùng nhìn hắn gật gật đầu. Chàng quay đầu sang Thủy Khiết Thu nói, làm sao ngươi biết ta không có cảm giác? Trong khi nói, hắn liền vươn tay ôm lấy Thủy Khiết Thu, kéo lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh xắn của nàng ta, một lúc sau mới thả ra, nói, ngươi có hương vị của hồ ly tinh. Ta sợ đám nam nhân đang đeo đuổi ngươi đội cho ta một cái mũ xanh. Bởi thế, ta chẳng để ý đến ngươi, nhưng vì phải chứng minh mình thực sự là nam nhân, ta phải làm việc khó khăn này. Đột nhiên, hắn đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói, sau này đứng xa ta ra, đừng để lão tử cưỡng gian ngươi đó. Hôn còn không biết mà còn đứng trước mặt ta ưỡn ẹo. Thủy Khiết Thu bị chiếm mất tiện nghi, phẫn nộ nói, ngươi đoạt mất nụ hôn đầu ta định dành cho biểu ca, còn muốn gì nữa? Không phải nàng ta muốn cho Hy Bình nhìn thấy thân thể xích lõa mà không thể tiến nhập của nàng ta chứ? Hay là hiện tại nàng ta bị Hy Bình hôn nên không khống chế được cảm xúc? Hoa Tiểu Mạn ngôn lạnh ngữ nhạt nói, tại ngươi tự dâng hiến đó chứ? Hy Bình nói, sau này đừng kích động nam nhân nữa, nếu không thiệt thòi chỉ là ngươi thôi. Thủy Khiết Thu toàn thân bốc lên khí nóng, nghiến răng nói, ngươi mau cùng ta lên giường. Ả quyết định sẽ hy sinh thân mình. Quyết cùng Hy Bình lưỡng bại câu thương. Lãng Vô Tâm vội nói, Khiết Thu, đừng như thế. Hy Bình cười nói, thật là một ý kiến hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc, ta không có thời gian đợi ngươi trưởng thành được, ngươi còn nhỏ quá. Thủy Khiết Thu gào to lên, ai bảo ta còn nhỏ. Ta cao gần bằng ngươi, tên mất giống ngươi đừng đưa ra lý do ấu trí đó. Hy Bình nói, ta mất giống. Chàng chỉ chúng nữ, nói, ngươi xem. Bọn họ đều đang có tiểu bảo bối của ta trong bụng. Ngươi xem ta có phải mất giống không? Tiểu nữ hài, đừng kích bác nữa, ta không bị kích động đâu. À, ở đây có nhiều nam nhân khác, nếu ngươi bắt buộc phải lên giường cùng nam nhân, bọn họ sẽ bồi tiếp ngươi, ta không có thời gian chơi trò vợ chồng đâu. Thủy Khiết Thu nhìn Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy và Hoa Tiểu Ba ba người nói, các ngươi có phải đã nói sẽ làm tất cả những gì Khiết Thu muốn? Khiết Thu muốn các ngươi đánh hắn. Trả hận cho ta, các ngươi có thể điềm nhiên nhìn Khiết Thu bị hắn khi phụ à? Triệu Tử Huy lập tức nói, ta quên mất, Cầm Nhi đang gọi ta về. Rồi quay người đi mất. Độc Cô Minh nói rằng, Đại Hải cần bọn ta qua giúp. Rồi nhanh chóng chuồn đi. Hoa Tiểu Ba nói, Khiết Thu tỷ tỷ, ta cũng phải qua giúp. Nói xong, liền đuổi theo hướng Độc Cô Minh vừa đi, kêu lớn, Độc Cô Huynh, sao không đợi ta, chẳng có nghĩa khí gì cả. Thủy Khiết Thu nhìn thấy ba gã hộ hoa sứ giả chuồn đi, tức khí muốn đá một cái. Thi Bình nhìn khuôn mặt giận dữ của nàng ta mà phát cười, nói tự bảo trọng, ta phải đi. Thủy Khiết Thu bạt kiếm ra nói, ta phải cùng ngươi quyết đấu. Đột nhiên, tiếng kiếm rút ra vang lên không ngớt. Thủy Khiết Thu nhìn thấy hầu như tất cả nữ nhân ở đó đều rút kiếm ra, kinh hãi nói, bọn ngươi định làm gì? Lôi Phượng lạnh lùng nói, nếu ngươi dám động đậy. Bọn ta sẽ chém ngươi thành đống thịt vụn. Thủy Khiết Thu choáng váng. Nữ nhân này sao lại không biết lý lẽ gì thế? Rõ ràng là nam nhân của bọn họ khi phụ nàng ta muốn cùng hắn quyết đấu công bình, tại sao đám nữ nhân này lại rút kiếm ra trỏ vào nàng ta?
thế giới quái quỷ gì đây? Thi Bình đưa hai ngón tay ra kẹp lấy kiếm của ả, nhẹ nhẹ đoạt lấy, rồi lại đưa kiếm vào tay còn lại của ả, nói kiếm của nữ nhân chỉ nên sử dụng làm đồ trang sức, không nên dùng để đánh nhau. Ngươi và ta làm gì có thâm cừu đại hận, hà tất phải động đao động kiếm. Sau này ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay nữa. Ta nói thật, ngươi là nữ nhân mỹ lệ nhất ta đã từng gặp. Ta cũng rất thích ngươi nhưng lại không muốn cùng ngươi hoàn hảo. Ngươi sau này cũng đừng hiếu kỳ về ta nữa. Ta bản chất vốn rất vô lại, ngươi gặp ta chỉ rước lấy xui xẻo thôi, như hôm nay chẳng hạn, hiểu chưa? Thủy Khiết Thu tức khí nói, ta không hiểu, ngươi phải bồi thường tổn thất của nhân gia. Thi Bình cười nói, ngươi có mất gì đâu, ngược lại còn được nhiều thứ, ít nhất ta cũng không thu phí dạy hôn cho ngươi, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Quả nhiên là vô lại, những lời này cũng có thể nói ra mồm. Thủy Khiết Thu không tin nổi, nhìn chàng chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói, như vậy theo ngươi, xem ra ta phải nợ ngươi mới đúng. Ngươi nói đấy nhé. Thi Bình nói xong, ôm Bạch Chỉ và Phong Ái Vũ đi tiếp. Tứ Cẩu và chúng nữ theo sau, để lại ba sư huynh muội Tiên Duyên Cốc cùng hai tiểu tỳ đứng trông theo, minh bạch rằng bọn họ vừa gặp phải một tên đại vô lại. Lãng Vô Tâm kêu lên oan ức, băng băng sao lại đi yêu tên hỗn đản như thế chứ? Bạch Tư nói, sư muội, đừng nên chấp nhất, sau này không nên lại gần hắn. Hắn thực sự là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thủy Khiết Thu nói, bọn ta ngày mai trở về Tiên Duyên Cốc. Ta không muốn gặp lại tên hỗn đản đó. Ta vốn tưởng hắn là một nhân vật đại anh hùng, nào ngờ lại là loại vô sỉ. Khiết Thu hận hắn muốn chết, thực sự hối hận đã đến thần đao môn. Nếu hắn không phải phu quân của Lãnh tỷ tỷ, ta sẽ bảo biểu ca giết hắn đi cho rồi. Đã chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của người ta lại còn nói là ta mang nợ hắn, ta chưa bao giờ gặp qua loại người này. Thủy Khiết Thu, ta gặp hắn quả là xui xẻo. Sư tỷ, tỷ lựa chọn thật là chính xác, tốt hơn hết bọn nữ nhân kia nên cùng bỏ hắn mà đi, đại công cẩu. À lúc này rất nóng giận, liền dùng lời của Bạch Tư để chửi Hi Bình. Bạch Tư nhìn theo hướng Hi Bình đi, chẳng nói gì. Hi Bình đang cùng chúng nữ vui vẻ trong phòng. Lãnh Như Băng tiến lại nói, Hi Bình, Tiểu Nguyệt nhờ ta mời chàng qua. Hi Bình đi rồi, Lôi Phượng nói, Băng Băng, Hi Bình và Tiểu Nguyệt xem ra có gì đó bất thường. Lãnh Như Băng nói, họ là thân huynh muội, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của họ. Chúng nữ chuyển chủ đề, muốn Bạch Liên kể lại chuyện Hi Bình ở Bạch Dương tộc. Bạch Liên kể rất nhiều, chỉ không kể chuyện Hi Bình và Tiểu Nguyệt. Thị vốn là một nữ nhân thông minh. Biết rằng chuyện giữa huynh muội bọn họ không thể tùy tiện kể ra. Hi Bình đến phòng của Tiểu Nguyệt liền chui vào lòng chàng. Hi Bình ôm nàng lên giường ngồi, nói, Nguyệt Nhi, có việc gì thế? Tiểu Nguyệt nói, đại ca, Nguyệt Nhi muốn theo người đến địa ngục môn. Sáng nay Hi Bình bảo nàng quay lại trường Xuân Đường, nàng lúc đó không nói gì, bây giờ lại đòi hỏi như vậy. Hi Bình nói, Nguyệt Nhi, nghe lời ta, lưu lại trường Xuân Đường. Đại ca sẽ mau chóng về thôi. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, huynh nhất quyết phải về Hoàn Sơn thôn một phen, hỏi lại cha mẹ, xem chúng ta có phải thân huynh muội không. Hi Bình nói, ta hiểu, ta cũng đã nghĩ, dường như cha mẹ có gì khuất tất, sao lại bảo muội làm chuyện đó với ta để biết cảm giác huyết nhục tương liên. Hoặc giả ta không phải là con của cha mẹ, ta sẽ phải hỏi họ, nếu mọi chuyện đúng như vậy, hiển nhiên chẳng có gì ngăn cản chúng ta, khi ta quay lại. Sẽ bồi thường cho muội, được chứ? Tiểu Nguyệt nói, bao lâu thì huynh có thể quay lại? Hi Bình nói, bọn ta đi thật nhanh cũng cần phải một tháng mới đến được địa ngục môn. Từ địa ngục môn đến Hoàn Sơn thôn cũng phải đi mất hơn một tháng, có thể phải 4-5 tháng mới về đến nơi được. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, Nguyệt Nhi chờ huynh quay lại. Đừng nói 4-5 tháng, hay là 4-5 năm, thậm chí cả cuộc đời này, Nguyệt Nhi vẫn đợi huynh. Đại ca, hôn Nguyệt Nhi một cái, rồi quay lại bồi tiếp bọn họ. Hi Bình và Tiểu Nguyệt hôn nhau nồng nhiệt một lúc, rồi quay lại với chúng thê. Sắp phải chia tay bọn họ, chàng muốn dùng toàn bộ khả năng bồi tiếp họ. O không ô, Lãng Vô Tâm từ từ cởi y phục trên người Bạch Tư. Hắn đối với sắc đẹp của Bạch Tư không thực sự nhiệt tình, nhưng nghĩ đến việc chinh phục được nữ nhân của Hi Bình thì rất lấy làm kích động và nhiệt tình. Nhân vì quan hệ với Lãnh Như Băng. Hắn cực kỳ đố kỵ Hi Bình. Nữ nhân ở dưới chính là nữ nhân của Hi Bình,
hắn dùng nàng để làm thương hại Hy Bình. Hắn luôn tự tin rằng đối với nữ nhân rất có mị lực và khả năng làm cho phụ nữ ái lạc, nếu có thể, hắn cũng muốn chinh phục từng nữ nhân của Hy Bình, sau đó lại quẳng hết họ đi. Bạch Tư để Lãng Vô Tâm tự do sử dụng các kỹ xảo trên thân thể nàng, thậm chí động tình phối hợp động tác với hắn. Đối với nam nhân đang ở trên thân thể nàng, nàng quả thật rất mãn ý. Ngoại diện của hắn tựa hồ có thể anh tuấn như tên chó đực, tuy rằng không được cường tráng như tên chó đực đó, nhưng thân thể cao cao mảnh khảnh của hắn cũng rất có mị lực. À muốn để cho tên chó đực đó biết, không có Hoàng Hy Bình hắn, Bạch Tư vẫn có thể vui vẻ được. Trong lòng, nàng nghĩ Lãng Vô Tâm không hoa tâm như tên chó đực đó, ít nhất là hiện tại, nàng thực sự chưa nhìn thấy đám nữ nhân của Lãng Vô Tâm. Nàng toàn tâm toàn ý mang thân thể hiến cho nam nhân này, chứ không như tên chó đực đó không theo ý nguyện của nàng, tự tư tự lợi chiếm đoạt nàng. Lãng Vô Tâm thật rất có phong độ, cho đến lúc này vẫn ôn nhu vô hạn. Nàng vô cùng vui thích với phương thức ve vuốt nhu tình của Lãng Vô Tâm. Nàng muốn qua những ve vuốt của Lãng Vô Tâm để quên đi hết hình bóng Hy Bình còn lưu lại trong tim. Có lẽ không nên có tư tưởng này nhưng thật sự tên chó đực đó khi hoan ái mang lại cho nàng một niềm hoan lạc khiến nàng vô năng kháng cự và sau đó luôn để lại cho nàng dư vị ngọt ngào. Nàng muốn Lãng Vô Tâm có thể giải trừ cảm giác đó. Bạch Tư đột nhiên nhận ra Lãng Vô Tâm dừng động tác ve vuốt lại, chỉ nhìn chăm chăm vào hạ thể của nàng. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ hỏi, sư huynh, tư nhi có gì hấp dẫn mà huynh nhìn như thế? Lãng Vô Tâm nuốt nước bọt. Vốn hắn đã có kinh nghiệm với vô số nữ nhân nên rất thấu hiểu thân thể phụ nữ. Hắn biết hạ thể nữ nhân nào được gọi là xà nữ thì rất chân quý. Bạch Tư không chỉ hạ thể có dạng thủy xà, hơn nữa hạ thể của nàng lại cao và lớn vô cùng, thông đạo cũng cao và dài, khi giao hợp sẽ giống như rắn chuyển động, tạo cho nam nhân những khoái cảm mỹ diệu vô cùng. Nhưng, không phải thông đạo cao và dài của nàng không tiếp thụ được những nam căn to và dài. Nó còn có thể mở rộng một cách tự nhiên và rất có đàn tính. Nữ nhân bình thường không thể so sánh, xem ra chỉ có Thủy Khiết Thu có thể so sánh với nàng ta. Tên Hoàng Hy Bình đó thật là ngu ngốc, không biết thế nào là chân phẩm, xem ra Lãng Vô Tâm ta không chỉ được hưởng tư vị mỹ diệu mà còn có khả năng tăng cường công lực bản thân. Nếu quả để cho nàng ta học nhu nữ thần công của Lãnh Tinh Oánh, thì ngay cả Lãnh Tinh Oánh cũng khó đối phó lại nàng ta. Sau này quay về, phải cầu xin sư nương truyền nhu nữ thần công cho nàng ta mới được. Lãng Vô Tâm suy nghĩ thấu đáo rồi hỏi, sư muội, hắn có thể làm sư muội thỏa mãn không? Hắn sở dĩ hỏi như thế, nhân vì xà nữ có tính dục cực cao, nam nhân bình thường không thể làm cho nàng ta thỏa mãn. Chỉ có những người như hắn, đã luyện qua ngự nữ công pháp thì mới có khả năng làm mãn nguyện những người như thế. Hắn nghĩ Hy Bình tuy cường tráng nhưng cũng chỉ là như những nam nhân bình thường khác. Chứ không hề biết Hy Bình bên trong thân thể có cửu dương trọng thể mà chỉ trong thượng cổ y thư mới đề cập đến. Người của Trường Xuân Đường tuy biết Hy Bình có cửu dương trọng thể nhưng với cửu dương trọng thể không thực sự hiểu biết nhiều. Lãng Vô Tâm tin tưởng rằng nam nhân tiên duyên cốc của bọn hắn vốn luôn cường hãn trong đám nam nhân, trong phương diện tình ái, không ai có thể sánh với Long Dương thần công siêu cấp của bọn hắn. Bạch Tư không muốn nói đến chuyện của Hy Bình. Thậm chí còn cảm giác là Lãng Vô Tâm vừa hỏi một vấn đề rất buồn tẻ, nên không trả lời. Lãng Vô Tâm tự cho là mình thông minh, nghĩ là Bạch Tư không hồi đáp chứng tỏ Hy Bình căn bản không làm cho nàng ta thỏa mãn. Điều này làm hắn rất hưng phấn, thầm nghĩ, để Lãng Vô Tâm ta làm muội thỏa mãn. Muội sẽ biết thế nào là nam nhân chân chính, cho muội suốt đời này nhớ đến sự cường hãn của ta. Lãng Vô Tâm cởi quần ra, lộ xuất vũ khí siêu cấp của mình. Tự mình huyễn hoặc mình, nói, sư muội đã nhìn thấy vật nào đáng sợ như thế này chưa? Bạch Tư không hứng thú, nhìn một cái, giận dỗi nói, đến đây. Ác tâm tiểu tử. Nàng ta đối với sự tự tôn tự đại của Lãng Vô Tâm có chút phản cảm, vật đó của tên chó đực mới thực sự đáng sợ. Cho dù nam căn của Lãng Vô Tâm cũng đủ nhìn nhưng sau khi Bạch Tư nhìn thấy của Hy Bình, quả thật chẳng coi cái đó của Lãng Vô Tâm vào đâu, bất quá là so với người thường dài hơn một hai lần. Lãng Vô Tâm vốn nghĩ Bạch Tư cố ý nũng nịu với hắn, liền tiến vào hạ thể nàng, hai tay nắm lấy nhũ phong của Bạch Tư, dùng toàn lực tiến vào, ngay sau khi tiến vào, liền quả nhiên nhận được một cảm giác mỹ diệu vô cùng, bất giác thỏa mãn kêu lên một tiếng. Hắn kinh hoàng phát giác Bạch Tư có thể dung nạp toàn bộ nam căn của hắn. Phải biết rằng đa phần phụ nữ bình thường không thể thôn tính hắn như vậy.
Khi hắn tiến nhập họ, họ lập tức biểu hiện đau đớn đến chết, làm hắn hưng phấn vô cùng, thỏa mãn lớn nhất của hắn chính là làm cho phụ nữ quy phục. Vô luận với nam nhân nào, đều rất tự hào về phương diện chinh phục nữ nhân, hà huống gì lãng vô tâm hắn trong lĩnh vực chinh phục nữ nhân vốn thực sự là một phong lưu nam tử. Bạch Tư có một cảm giác khác, khi tên chó được tiến nhập vào nàng, nàng liền nhận thấy hạ thể gần như muốn tê liệt, còn khi lãng vô tâm tiến nhập nàng, thực sự không làm cho nàng cảm thấy một chút cảm giác nào như thế, chỉ làm cho nàng cảm thấy hơi có chút cảm giác. Hơn nữa, lãng vô tâm tựa hồ không có khả năng đưa đến nơi sâu nhất của nàng. Nhưng tên chó đực đó thực sự có thể thâm nhập đến nơi tận cùng đó, tạo cho nàng vô số cảm giác sung sướng. Điều quan trọng cuối cùng là, nàng không thể hiểu được làm sao có thể cùng lãng vô tâm giao lưu tâm linh. Tên chó đực đó tiến vào nội thể xong, nàng liền có thể cảm nhận được tâm hồn và huyết dịch của hắn lưu thông cũng như toàn bộ tư tưởng của hắn. Nàng thực sự hoài niệm cảm giác ngọt ngào đó. Lúc này vốn không nên nghĩ đến tên chó đực đó, nhưng thực sự là nàng không thể nào không suy nghĩ về hắn được. Lãng vô tâm trên người Bạch Tư trổ hết các loại kỹ xảo động tác, cuối cùng Bạch Tư cũng có được khoái cảm. Thành thật mà nói, lãng vô tâm đúng là nam nhân có thể mang lại hoan lạc cho bất kỳ nữ nhân nào, chỉ là đối với những người đã kinh qua hy bình như Bạch Tư thì lại trở nên quá tầm thường. Bạch Tư nhiệt lia nghênh đón hắn, tuy nhiên càng tiếp xúc thân mật như vậy, càng phát hiện lãng vô tâm và nàng cách xa nhau vô cùng. Động tác tương ái của nam nhân có vẻ như dùng một phương pháp luyện công, thân thể nàng không cảm nhận được một chút kích thích, động tác của hắn như thể có quy luật, đồng thời lại ra sức hấp nạp nguyên âm trong nội thể nàng. Tuy nhiên khi hắn hoạt động, cũng phần nào đem lại khoái cảm do sự va chạm mang lại, nhưng không thể nào làm cho nàng trong lòng thỏa mãn. Huống hồ, thứ khoái cảm do tên chó đực đó mang lại thật là cường liệt và mới lạ. Vô luận nàng yêu hay hận Hy Bình, nàng đều phải thừa nhận rằng, trong phương diện tình ái, hắn quả là rất có mị lực. Bạch Tư được lãng vô tâm đem đến trùng trùng hoan lạc. Gã nam nhân này về phương diện kỹ xảo thì chính là bản năng nguyên thủy của hắn, còn tên chó đực kia thì chỉ sử dụng bản năng nguyên thủy chứ không hề dùng kỹ xảo. Nếu như Hy Bình có dùng kỹ xảo thì chàng luôn làm cho người ta cảm giác cường thịnh như dùng bản năng thiên sinh, tràn đầy dã tính, chứ không hề ôn nhu chút nào. Bạch Tư thâm tình nói, sư huynh, Tư Nhi nguyện ý cả đời này theo huynh, cả đời này huynh có nguyện ý chỉ có một nữ nhân là Tư Nhi không? Lãng vô tâm tiến nhập Bạch Tư từ phía sau, vừa làm động tác vừa nói, nguyện ý, lãng vô tâm ta chỉ cần mỗi mình muội thôi. Hắn đối với nữ nhân tuyệt đối có kinh nghiệm, hắn đã biết Bạch Tư là loại nữ nhân như thế, hắn bây giờ không giống như lúc trước, cũng không muốn bị mất nàng ta. Bạch Tư nghe xong trong lòng cảm động. Nàng cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông có thể cùng mình bầu bạn cả đời. Nam nhân này thật đặc biệt, mộng tưởng của nàng từ thời còn thiếu nữ đã thành hiện thực. Nàng không biết rằng, vào lúc này, miễn là phụ nữ muốn nghe gì, gã nam nhân này liền nói như thế trong khi một nữ nhân xấu xí vô cùng và nam nhân tác ái. Với nam nhân, nếu nữ nhân hỏi nàng có xinh đẹp không thì nam nhân đó cũng trả lời rằng nàng ta xinh đẹp như thiên tiên. Bạch Tư tin tưởng từng lời nói của lãng vô tâm. Giống hệt như nữ nhân xấu xí kia tin tưởng sự tán dương của nam nhân kia. Lãng vô tâm vốn là cao thủ tình trường, Bạch Tư có thể đấu lại hắn sao? Nàng thật là thuần chất như giấc mơ của nàng vậy. Trên thế giới này, nam nhân có bản sự đều có nhiều nữ nhân, lãng vô tâm này đích xác là một nam nhân có bản sự. Nếu Bạch Tư biết được lãng vô tâm là như thế nào, nàng đã không cười như lúc này. Nam nhân này chinh phục nữ nhân lắm mà đá đít nữ nhân cũng nhiều. Nữ nhân đối với hắn mà nói, chỉ như một tấm áo, mặc vào rồi lại cởi ra, bản lãnh như hắn, tiếc gì một vài cỗ y phục. Bạch Tư cũng chỉ là nơi để hắn thoải mái tình dục mà thôi. Lãng vô tâm kích động một hồi, trở thân lùi ra, tinh dịch của hắn bắn lên đầy bụng ả. Bạch Tư không hiểu tại sao, hỏi, sao lại như thế? Lãng vô tâm nói, ta không muốn có con. Tâm lý của hắn quả thật không thoải mái. Đối phó với Bạch Tư hắn đã tổn thất dương tinh. Tuy rằng hắn đã hấp thu được nguyên âm của Bạch Tư, nhưng khi hắn cùng Bạch Tư hoan ái, không có cách nào kiềm chế tỏa dương, cuối cùng đành phải tiết khí. Hắn hoan ái với nữ nhân, điều tối quan trọng là không được xuất tinh vì nếu thế sẽ cực kỳ có hại cho long dương thần công của hắn. Nếu có xuất tinh, cũng tuyệt đối không được lưu lại tại bên trong thân thể phụ nữ hắn không được lưu lại hài tử. Nữ nhân có được hài tử của hắn, hắn sẽ bị bó buộc cuộc đời,
hắn khó lòng mà có thể tự do trêu hoa, ghẹo nguyệt được nữa. Tất nhiên sau này sẽ vô cùng hối hận. Bạch Tư nhìn nam căn của Lãng Vô Tâm mềm ra, nhỏ lại, nghĩ, nếu là tên chó được đó, tuyệt đối không mềm lại như vậy, cho dù liên tục xả tinh, hắn vẫn luôn dựng đứng, huống gì việc xả tinh hay không đều theo ý nguyện của tên chó được đó. Hắn đã muốn không xả tinh, tự sẽ không xả tinh, thực không hiểu tên chó được đó được tạo ra từ cái gì nữa. Chỉ có một điểm nàng không thể nào giải thích nổi, nàng Tịnh không phải nữ nhân của Hy Bình, hắn vẫn lưu lại thứ tinh dịch quý báu tại nội thể nàng. Bây giờ nàng muốn có hài nhi với Lãng Vô Tâm, thì Lãng Vô Tâm lại thả xạ lên người nàng chứ không hề muốn phát tiết vào nội thể nàng. Lãng Vô Tâm vỗ về Bạch Tư, miệng thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, làm cho Bạch Tư tưởng như được ăn đường pha mật ong, nữ nhân nào mà chẳng thích lời đường mật. Hầu như tất cả nữ nhân sau khi hoan ái đều ghét những nam nhân lăn ra ngủ mà không thèm quan tâm đến nàng ta nữa, hoặc giả làm những việc chẳng liên quan gì cả, chỉ có kỹ nữ mới chẳng cần điều gì ở nam nhân, xong việc kéo quần lên là rời đi, nàng ta còn phải tiếp khách khác. Bạch Tư nhận ra Lãng Vô Tâm thực sự là một nam nhân khả ái. Tay chân Lãng Vô Tâm hoạt động liên tục trên mình Bạch Tư, long dương chi căn của hắn làm cho kiều thể của Bạch Tư lập tức có phản ứng. Hắn lại lập tức tiến nhập xà động của Bạch Tư. Long xà hỗn chiến nước nôi bắn tung tóe. O không ô. Sau đó bọn người tiên duyên cốc ly khai, chúng nhân ra tiễn. Bạch Tư khóc lớn, tất nhiên không phải vì Hy Bình mà là khóc chia tay Bạch Chỉ. Bọn Hoa Tiểu Ba cũng đến chia tay Thủy Khiết Thu, tuy nhiên ả nhìn thấy bọn họ, cũng không thèm để vào mắt. Hy Bình nhìn Bạch Tư một cái, sau đó lại nhìn Lãng Vô Tâm nói, xin chiếu cố Tư Nhi thật tốt. Lãng Vô Tâm chỉ cười không nói gì. Bạch Tư nói, sư huynh tự nhiên chiếu cố ta, không cần tên chó được ngươi nói giúp. Hy Bình không thèm để ý đến lời mỉa mai của ả, nói, hy vọng nàng nhìn người chính xác. Thủy Khiết Thu sau khi đã lên đường, đột nhiên quay lại ôm lấy Hy Bình, hôn một cái, nói ta vốn nợ ngươi, nay ta hôn ngươi để hoàn trả lại, sau này chúng ta không ai nợ nần gì ai. Hy Bình cười nói, đi đi, đừng quay đầu lại. Nếu quay đầu lại, có lẽ ngươi sẽ không đi nổi vì yêu ta mất. Thủy Khiết Thu hừ một tiếng, nói, đừng nghĩ nữ nhân nào cũng thích ngươi. Rồi quay sang Lãnh Như Băng nói, Lãnh tỷ tỷ, có thời gian thì đến Tiên Duyên Cốc nhưng đừng cho hắn đến cùng. Rồi ấn vào đầu Hy Bình một cái, chuyển thân lên đường. Ả vẫn nghe thấy Hy Bình nói ở phía sau, xem ra ta không được hoan nghênh nhưng cũng không vấn đề gì. Quanh ta vốn cũng đã có lắm phiền nhiễu lắm rồi. Thủy Khiết Thu chỉ muốn quay lại đấm cho chàng một phát, nhưng cuối cùng ả cũng nhẫn nhịn được. Chúng nhân đã chuẩn bị đầy đủ để hôm sau lên đường nên hôm nay họ cố gắng phục vụ nữ nhân của mình, bởi vì bọn họ sắp phải chia ly. Ngày hôm sau, bọn Hy Bình ly khai Thần Đao Môn, nhằm Địa Ngục Môn tiến tới. Bắt đầu công cuộc phục thù. Đội hình cả nam và nữ có tất cả 4-500 người. Độc Cô Thi cũng đi theo. Vì nam nhân của ả bị đám người Địa Ngục Môn sát tử, và vì ả cũng không mang thai, quyết vì người chồng đã khuất mà báo thù. Hy Bình không nghĩ là phải đi báo thù, chàng chỉ muốn mang Tuyết Nhi về cho Đỗ Tư Tư, nhất định phải mang Tuyết Nhi bình an về cho nàng. Sau khi bọn Hy Bình rời Thần Đao Môn được 2 ngày, Lôi Phượng cùng chúng nữ cũng quay về Trường Xuân Đường. Bọn họ tại Trường Xuân Đường được nửa tháng, thì hai nữ nhân của Minh Nguyệt Phong là Mộng Hương và Bảo Nguyệt đến Trường Xuân Đường. Đi cùng bọn họ là một trung niên mỹ phụ. Sau đó họ biết đây chính là đại nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong Mộng Tình, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bọn họ nhận ra bà ta rất gần gũi, nhưng bọn họ đúng là chưa gặp bà ta bao giờ. Mộng Tình đối với bọn Lôi Phượng mấy người cực kỳ thân thiện, nhìn thấy bọn họ là nở nụ cười thương mến nhưng vì chúng nữ đang trong thời gian hoài thai cũng không thực sự để ý. Việc của họ lúc này là giữ gìn sức khỏe để sinh nở cho tốt. Mộng Tình lưu lại Trường Xuân Đường 12 ngày rồi quay lại Minh Nguyệt Phong. Mộng Hương và Bảo Nguyệt thì ở lại, ngoài ra còn có 10 nữ đồ của Minh Nguyệt Phong. Mộng Tình sợ là Trường Xuân Đường xảy ra việc như ở Thần Đao Môn, cố ý lưu bọn họ lại bảo hộ Trường Xuân Đường. Có người của Minh Nguyệt Phong ở đó, có ai trong võ lâm dám gây hấn đây? Hà huống gì Trường Xuân Đường trước nay chỉ cứu người, bán thuốc lại còn là võ lâm thế gia. Căn bản đối với các đại môn phái của võ lâm không cừu không oán, thậm chí ít nhiều còn có ơn huệ, nên cũng chẳng có ai nhằm vào Trường Xuân Đường mà khai đao. Hy Bình yêu cầu chúng nữ về Trường Xuân Đường cũng chính là vì nguyên nhân này.
Trong khi chúng thê thiếp của Hy Bình tụ tập tại Trường Xuân Đường, Lôi Long và Hoàng Đại Hải dẫn theo 4-500 người chia thành 8 đạo tiến về Viễn Dương Phiêu Cục. Tuy là võ lâm chính toàn là ân oán và cừu sát, nhưng quan sai không để ý tới, thậm chí là để mặc muốn làm thế nào thì làm, vì thế võ lâm nhân sĩ cũng không một ai động đến quan gia. Vì thế, 4-500 người không phải là con số nhỏ, tất sẽ gây ra sự chú ý của mọi người, vì thế phải phân chia ra mà đi, mọi người sau khi đến Viễn Dương Phiêu Cục, sẽ chuyển hướng đến Địa Ngục Môn. Từ Phiêu Nhiên xuất lĩnh một đội đi đầu, nhiệm vụ của đội của lão là đến Viễn Dương Phiêu Cục sớm nhất, an bài mọi thứ. Các đội còn lại mỗi đội cũng có một thủ lĩnh. Hy Bình với Tứ Cẩu, Lôi Long, Độc Cô Minh, Hoàng Đại Hải, Hoa Tiểu Ba, Triệu Thị Huynh Đệ, Thần Đao Tứ Hoa, Thiên Phong Song Hùng, Thiên Phong Song Kiều, Thiên Phong Tam Anh và Độc Cô Thi thành một đội, xuất phát sau cùng. Đội nhân mã này tuy ít người, chỉ có 10 nam, 10 nữ, nhưng lại chính là tinh anh của tứ đại võ lâm thế gia. Sau khi xuất hành, ngựa đều do Bích Lục Kiếm Trang cung cấp, Bích Lục Kiếm Trang vốn là một mục trường cực lớn. Tuy nhiên phải phi như điên với ngựa, chúng nhân không thể nào cười nổi, người của Thiên Phong Bảo cảm thấy rất không thuận nhãn, nhân vì sau khi Từ Thanh Vân bị giết dưới tay Thi Trúc Sinh, Hy Bình không dẫn mọi người đi báo thù ngay mà còn có thời gian ngắm cảnh, bảo sao Thiên Phong Bảo có thể cao hứng đây. Một người di hành sau một ngày trường mệt nhọc, sẽ cần phải ngủ. Đương nhiên, không phải ngủ trong trứng bồng, mà là trong phòng khách sạn, hoặc giả nếu không kiếm được khách điếm thì cũng cố mà kiếm một tòa miếu hoang để độ đường. Người võ lâm có thể tùy theo hoàn cảnh mà sinh hoạt, không cần cầu kỳ quá. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh nguyên lai quấn lấy Thần Đao Tứ Hoa nói chuyện, nhưng sau đó Hoa Tiểu Ba lại chỉ nói chuyện với quả phụ đang thụ tang Độc Cô Thi. Đó là do hắn bị Độc Cô Minh cưỡng bách. Độc Cô Minh nói, muội muội của ta mới 16-17 tuổi, không thể để muội ấy là quả phụ cả đời được, người phải truy cầu muội ấy. Hoa Tiểu Ba liền nói sẽ không làm chuyện thương phong bại lý như vậy, nhưng Độc Cô Minh vừa mềm mỏng vừa cứng rắn nói, nếu như đệ không làm, ta sẽ đánh đệ, nếu như đệ làm được, ta lập tức chỉ cho đệ võ công của ta. Hoa Tiểu Ba nói, ta phải học huyết trảo. Độc Cô Minh nói, cái đó không dạy đệ được. Hoa Tiểu Ba nói, tại sao trước đó không thấy huynh có thứ võ công lợi hại đó? Độc Cô Minh nói, vì khi truyền cho ta võ công đó, sư phụ không cho phép ta tùy tiện thi xuất, chỉ những lúc sinh tử quan đầu mới được dùng để cứu mệnh. Hoa Tiểu Ba hỏi, tên của loại võ công đó là gì? Độc Cô Minh nói, ta chỉ học võ công đó, không biết tên và lai lịch của nó. Sư phụ chỉ dạy võ công cho ta, cũng không nói với ta điều gì cả. Hoa Tiểu Ba không thoát khỏi sự làm phiền của Độc Cô Minh, đành phải đáp ứng đi an ủi Độc Cô Thi, với điều kiện Độc Cô Minh truyền thu cho hắn Tiên Hà Kiếm Pháp và Hư Hoa Kiếm Pháp, Độc Cô Minh cũng nhanh chóng đồng ý. Hoa Tiểu Ba nói, đệ không phải vì truy cầu võ công của huynh, mà là vì muội muội của huynh, chỉ nhìn muội muội mỹ lệ của huynh đã thấy tiếc, đệ chỉ là sợ bị Từ Phiêu Nhiên sát tử, vì tội dám động đến con dâu của lão, sau này nếu có sinh hài tử, sẽ lấy tên của hắn đặt cho đứa bé. Độc Cô Minh nói, người nghĩ là lão tuyệt hậu à? Lão còn có hai con gái sinh đôi, có thể sinh cho lão rất nhiều ngoại tôn, muốn có bao nhiêu tên tuổi để đặt, cần gì đến ngươi? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải mang tất cả Hoan Lạc ra tiếp đãi Thi Nhi, tạm thời không được phép tiếp cận nữ nhân khác, đã biết chưa? Hoa Tiểu Ba cười khổ, sao huynh có thể chiếm tiện nghi với đệ như vậy? Độc Cô Minh gõ đầu hắn một cái, ta mang muội muội ta đến dâng cho đệ. Đệ còn thấy chưa đủ à? Hoa Tiểu Ba nói, thế nào là đủ? Độc Cô Thi cương quyết không chịu chú ý đến Hoa Tiểu Ba. Nhưng Hoa Tiểu Ba chết cũng không buông, mặt luôn nở nụ cười cùng tình ý miên miên, cuối cùng cũng làm cho Xuân Tâm vốn cô tịch sau khi trượng phu ra đi của Độc Cô Thi tái động, chuẩn bị nở hoa thêm lần nữa. Người của Thiên Phong Bảo nhìn thấy thế rất ngứa mắt, đặc biệt là Thiên Phong Gờ Song Kiều, nhìn thấy Hoa Tiểu Ba ngang nhiên hí lộng vợ quá của đại ca. Lưỡng nữ tựa hồ muốn vì người quá cố mà ra mặt cùng Hoa Tiểu Ba quyết đấu, nhưng vì bọn họ là nữ nhi, lại biết Độc Cô Thi đang rất đau thương nên không muốn to chuyện. Huống hồ, bọn vừa nhìn Hoa Tiểu Ba, Hoa Tiểu Ba liền quay sang cười với họ, biểu lộ tình cảm sâu sắc như biển cả, làm cho bọn họ chao đảo, tự vệ còn chưa đủ, làm sao còn có thời gian quan đến chuyện của Độc Cô Thi. Độc Cô Minh và Tứ Cẩu dùng mọi khả năng, làm cho Thần Đao Tứ Hoa cảm thấy vui vẻ. Thần Hoa Tứ Đào bị Lãng Vô Tâm bỏ rơi, tuy vẫn còn hoài niệm về hắn,
nhưng vì bị Độc Cô Minh và Tứ Cẩu ve đi vuốt lại, cuối cùng cũng cho Lãng Vô Tâm theo gió, theo mây mà đi, liền đưa mắt đưa tình lại bọn gã, phong tình vô cùng. Bọn Mai Côi luôn luôn tìm cách tiếp cận Hy Bình, vừa như vô tình vừa như hữu tình. Hy Bình bản tính vốn không đổi, liền không bỏ qua cho bọn Mai Côi, cùng với bọn Độc Cô Minh và Tứ Cẩu xông vào trêu chọc bọn họ. Triệu Tử Huy giống như thỏ tốt không ăn cỏ ở gần, hắn bỏ qua thần đao tứ hoa, tấn công Thiên Phong Song Kiều. Hắn nhớ Từ Thanh Vân có nói, sẽ đem hai muội muội giới thiệu cho hắn, lúc đó hắn đang mải mê với Mộng Hương, đem lời đó bỏ ngoài tai. Bây giờ Từ Thanh Vân đã về trời truy cầu tiên nữ, Mộng Hương lại không ở bên, hắn nhận ra mình vô cùng có lỗi với Từ Thanh Vân, quyết định vì Từ Thanh Vân mà chiếu cố hai bảo bối muội muội của hắn. Đương nhiên, sau này nếu gặp lại Mộng Hương, hắn cũng sẽ vì Từ Thanh Vân mà thay thế, truy cầu ả. Triệu Tử Hào, Hoàng Đại Hải và Lôi Long ba người nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, bọn họ ngoài ăn, đi và ngủ thì không có thời gian tán tỉnh nữ nhân. Thiên Phong Song Hùng do lão bà của bọn họ đang cùng hài tử ở Thiên Phong Bảo, vốn để tình nhân lên đường đến Viễn Dương phiêu cục trước, vốn định đi sau truy cầu thần đao tứ hoa, nhưng chẳng ai thèm để ý đến huynh đệ bọn họ, làm cho huynh đệ bọn họ cảm thấy hối hận vì đã đi cùng bọn Hy Bình bọn nam nhân đó vô luận võ công, gia thế, tướng mạo đối với bọn họ đều hơn xa, chúng nữ tự nhiên không lý gì đến bọn họ. Nếu như bọn họ đi cùng với Tử Phiêu Nhiên, thì đã có thể cùng đám tình nhân để vui vẻ rồi. Thiên Phong Song Hùng chỉ hy vọng mau đến Viễn Dương phiêu cục, gặp lại đám tình nhân gặp gỡ hoàn hảo, chẳng thèm quản đến chuyện của mọi người, cứ cúi đầu mà đi. Thiên Phong Song Kiều bị đám nam nhân làm phiền đến điên lên, hận không thể hiểu nổi bọn họ, sao trên đời này lại có đám nam nhân buồn tẻ đến như vậy. Trong lòng chẳng có chút ý tưởng báo thù gì cả, chỉ suốt ngày lo trồng hoa, ghẹo nguyệt, phong lưu khoái hoạt, nếu không phải bọn hắn võ công cao cường, hai người liền muốn đem bọn họ thiến đi. Để bọn họ không nổi thú tính lên được nữa. Nửa tháng sau, bọn họ đến một ngôi miếu hoang ở Vân Vũ San. Lúc đó là hoàng hôn, phía trước có một đoạn núi cực dài chắn trước mặt, nếu đi tiếp, khó có thể đến đường cái trước lúc trời tối, liền quyết định ở lại ngôi miếu hoang đó ngủ lại một đêm. Tòa miếu không lớn, nhưng có thể chứa đến 20 người. Thiên Phong Song Kiều tự nhiên không nguyện ý, thứ nhất họ chỉ muốn nóng lòng báo thù. Thứ hai bọn họ không muốn ở chung với đám nam nhân trong miếu hoang, đến lúc đi ngủ làm sao có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Hy Bình ra vẻ rất thông cảm với bọn họ, nói, bọn nàng nếu muốn đi nhanh thì cứ đi, nhưng tối nay bắt buộc phải nghỉ tại đây. Từ Bạch Lộ buồn bực nói, đi thì đi, liên quan gì đến bọn ngươi. Ả đang thong thả liền chuyển sang tăng tốc, đám người Thiên Phong Bảo tự nhiên cũng phải đuổi theo. Hy Bình phóng lên phía trước, bên trái. Bên phải mỗi bên ôm lấy một ả, nói, phụ thân bọn nàng giao bọn nàng cho ta quản lý, nếu bọn nàng đi đường gặp bất trắc, ta làm sao ăn nói với cha bọn nàng. Lưỡng nữ không liệu nổi nam nhân này không có chút luân lý đạo đức, muốn ôm là ôm, chẳng nói lấy một câu đã ôm lấy bọn nàng vào lòng, dãy nảy đòi xuống, lăn trái, lộn phải, chửi mắng, Hoàng Hy Bình, ngươi là đồ tử quỷ, sao dám ôm bọn ta. Hy Bình cười nói, nữ nhân vốn sinh ra để cho nam nhân ôm mà. Hoa Tiểu Ba vỗ tay nói, tỷ phu, cao kiến. Từ Bạch Lộ giận dữ nói, ngươi toàn nói lời bẩn thỉu. Nếu không thả bọn ta ra, sẽ đâm cho ngươi một kiếm. Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba liền đến bên bọn họ đoạt kiếm chạy đi. Hy Bình cười lớn nói, không còn kiếm nữa, còn muốn đâm ta nữa không? Từ Bạch Lộ gào lớn, bọn ngươi còn trơ mắt đứng đó à, sao không giết chết gã tử quỷ này cho ta? Thiên Phong Song Hùng và Thiên Phong Tam Anh không biết nên làm gì, nhìn hai sư muội của mình giận dữ đỏ cả mặt, lại nhìn Hy Bình đang nở nụ cười tà ác, không biết nên làm gì cho đúng. Độc Cô Minh cũng nhận ra vấn đề, nói chúng ta chia nhau ra đi săn thú rằng, và kiếm củi đi. Nói đoạn, hắn liền đi ra phía ngoài miếu hoang, chúng nhân cũng đi theo, đám người của Thiên Phong Bảo không biết nghĩ thế nào, cũng đi theo. Từ Hồng Hà kinh hãi kêu lên, đi săn thú và kiếm củi sao cần lắm người thế. Ngôi miếu hoang lúc này đã trở lên vô cùng lớn vì nó chỉ còn ba người. Lưỡng nữ kinh hoàng, dùng toàn lực để giãy ra, nhưng không làm lung lay được đôi tay của Hy Bình, chỉ biết quát lên yêu kiều, ngươi còn muốn ôm bọn ta. Hy Bình nói, vẫn còn chống đối cơ à, nếu các nàng chịu yên tĩnh, ta sẽ không ôm các nàng nữa, tự nhiên các nàng sẽ được thả ra. Từ Bạch Lộ cay đắng nói, tại sao ngươi lại ôm bọn ta?
Thi Bình nói, ta thích, thì ta ôm nữ nhân, không cần lý do, bọn nàng không biết à. Từ Hồng Hà nhỏ giọng nói, cầu xin ngươi thả ta và tỷ tỷ ra, được không? Thi Bình nói, thả bọn nàng ra, bọn nàng lại không nghe lời ta thì sao? Từ Bạch Lộ nói, là ngươi bảo bọn ta đi, bọn ta nghe xong liền chuẩn bị đi, sao lại ôm bọn ta lại? Thi Bình nói, miệng lưỡi ngươi thật là sắc bén, cần phải mài cho bớt lại. Thi Bình xuất kỳ bất hí hôn lên môi Từ Bạch Lộ một cái, Từ Bạch Lộ vội né mặt sang một bên, giống lên một tiếng. Thi Bình nói, bọn nàng thừa biết ta không muốn bọn nàng đi, lại còn dám lên ngựa phóng đi, định làm ta xấu hổ à? Từ Hồng Hà nhỏ giọng nói, bọn ta không đi nữa, người đừng ôm chặt quá, người ta khó thở lắm. Thi Bình cười nói, cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Từ Bạch Lộ quay mặt lại nhìn Thi Bình gào lên, bọn ta đã nói không đi nữa rồi, còn không thả bọn ta ra khỏi đôi tay bẩn thỉu. Thi Bình ôm nàng ta chặt lại, kéo dịn chặt ngực nàng ta vào ngực mình, nói ta chẳng có lý do gì vì các nàng không đi nữa mà thả bọn nàng ra. Nàng không biết thế nào là thân thể tuyệt hảo à, được nam nhân ôm thư thái chứ. Từ Bạch Lộ nói, ngươi, sau đó không nói nữa, song quyền tung ra thay cho lời nói, dùng toàn lực nhằm ngực Hy Bình phóng tới, đánh một hồi rồi dừng tay, nằm trong ngực Hy Bình khóc lóc. Từ Hồng Hà nói, tỷ tỷ, đừng khóc nữa, tỷ khóc nữa là muội cũng khóc đấy. Nói xong, liền nằm trong vòng tay của Hy Bình bắt đầu khóc lóc. Hy Bình bất lực nói, bọn nàng là nữ nhân kiểu gì vậy, nói khóc là khóc, sợ bọn nàng luôn. Chàng liền lỏng tay thả bọn họ ra, lưỡng nữ không lập tức ly khai chàng, mà lại tiếp tục gục trong ngực chàng khóc lóc thảm khốc hơn. Sau một hồi, Hy Bình thấy bọn họ hoàn toàn không ly khai, lấy làm rất kinh ngạc, nói ta đã phóng khai bọn nàng sao vẫn khóc. Ngực ta ướt hết rồi, bọn nàng khóc đã đủ chưa? Lưỡng nữ hoàn toàn không nói gì, chỉ dùng nước mắt để tố cáo ủy khuất của bọn họ. Thi Bình nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng vỗ về bọn họ, ôn nhu ôm lấy vai bọn họ, nói coi như ta có lỗi, hướng về bọn nàng nhận lỗi, thế có được không? Từ Hồng Hà ngẩng đầu lên nói, ngươi có thật thành tâm không? Thi Bình mệt mỏi, bọn nàng gục đầu vào ngực ta, chẳng lẽ không nghe thấy tim ta không hề đập nhanh? Một người nói thật liệu tim có đập nhanh không? Từ Bạch Lộ ngẩng đầu nói, không, tim không đập nhanh chỉ là chuyện hoang đường, không chứng tỏ chàng chân tâm thành ý, người ta làm sao có thể bỏ qua. Thi Bình nhấc tay ly khai khỏi bọn họ, vừa xoa tay vừa nói, không quản bọn nàng bỏ qua hay không, nếu bọn nàng muốn dựa, vẫn còn có vài bức tường, tuy hơi bẩn, nhưng rất chắc chắn, bọn nàng có muộn dựa vào không, hả? Lưỡng nữ nhận thấy Thi Bình rời bọn họ ra, bọn họ lúc đó vẫn còn nằm trong ngực Thi Bình. Liền lập tức đưa tay ôm chặt lấy chàng, rồi chợt xấu hổ, lại vội bỏ tay ra, mặt đỏ tía tai. Thi Bình nhìn bộ dạng của hai mỹ nữ trước mặt, vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, mặt vẫn còn vương vài giọt lệ như hạt ngọc, chàng bất giác đưa hai tay lên lau nước mắt cho cả hai, lưỡng nữ hoảng sợ lùi lại một bước, Thi Bình thở dài một tiếng, liền bỏ bọn họ lại bước ra bên ngoài. Từ Bạch Lộ liền vội nói, người đi đâu đó? Thi Bình nói, đi ra ngoài thư giãn chút. Bọn nàng muốn theo thì theo. Từ Bạch Lộ hừ một tiếng, Từ Hồng Hà nhìn hình bóng to lớn của chàng. Thi Bình đi ra rồi, Từ Bạch Lộ nói, lúc nãy hắn đưa tay ra định làm gì? Từ Hồng Hà nghĩ một hồi rồi nói, có thể chàng định lau nước mắt cho bọn ta. Từ Bạch Lộ giận dỗi nói, ra vẻ hảo tâm, cần gì hắn, bọn ta chẳng lẽ không biết lau? Hừ, Từ Hồng Hà đột nhiên hỏi, tỷ, lúc nãy tỷ dụng lực đánh hắn có đau không? Từ Bạch Lộ lắc đầu một cái, buồn rầu nói, hắn ta mà đau. Ngực hắn cứng như thép, tay ta đau thì có. Từ Hồng Hà lấy làm kỳ lạ, nói, vậy sao tỷ còn không ngừng đánh hắn? Từ Bạch Lộ chu miệng nói, người ta bực hắn mà. Từ Hồng Hà nhớ lại mùi vị, nói tỷ, kỳ thật ở trong ngực hắn khóc thật là sảng khoái. Bên ngoài truyền lại giọng nói của Hoa Tiểu Ba, bị tỷ phu của ta ôm, đương nhiên thấy sảng khoái rồi. Lưỡng nữ vội vàng lau nước mắt, mọi người cũng cùng tiến vào. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu ta đâu? Từ Bạch Lộ nhìn hắn một cái, nói chết rồi. Hoa Tiểu Ba cười nói, không phải chết dưới quần nàng, trở thành quỷ phong lưu chứ. Từ Bạch Lộ giận dữ nói, trả kiếm cho ta, để ta cắt cái mồm bẩn thỉu của ngươi ra. Hoa Tiểu Ba tự biết đánh không lại, do đó không làm ả giận nữa, đem kiếm trả cho ả,
nhân tiện nịnh nọt, tỷ tỷ, ta chỉ nói đùa như thế, tỷ phải giận tỷ phu ta mới phải, tất cả là do huynh ấy mà ra, ta chỉ là kẻ bàng quan mà thôi. Thực sự ta rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà huynh ấy là tỷ phu của ta không thể cản trở huynh ấy được. Hắn giải thích nguồn gốc sự việc luôn luôn tốt. Tứ cậu cũng đem kiếm trả cho Từ Hồng Hà, nói, Hy Bình đi đâu vậy? Từ Hồng Hà nói, hắn nói đi ra ngoài thư giãn, bọn ngươi có thấy hắn không? Tứ cậu nói, không. Lôi Long nói, không quản đến huynh ấy chẳng gặp chuyện gì đâu, bọn ta làm đồ ăn đã. Chúng nhân bảy tay tám chân vội vàng tiến hành. Ninh Phù nói, tiểu thư, hắn không đối đãi tệ với bọn tỷ chứ? Từ Bạch Lộ buồn rầu nói, ngươi còn nói nữa, sao lúc đó không giúp bọn ta? Hai nàng liền nhớ đến tình huống cũ, mới nghe Từ Bạch Lộ nói một câu, bọn người kia liền không nói không rằng ra vẻ bận rộn chuồn đi hết. Ninh Phù bị Từ Bạch Lộ hỏi, không tìm ra lời nào để nói, chỉ biết ngậm miệng một hồi rồi giải thích, ta nghĩ tiểu thư hoan hỉ vì được hắn ôm. Từ Bạch Lộ đỏ mặt nói, ai nói với ngươi như vậy? Từ Hồng Hà vì Ninh Phù giải vây, nói, Ninh Phù, đừng nói nữa, mau qua giúp mọi người đi. Ninh Phù nghe xong như nhận được thánh chỉ, vội quay đầu chạy về phía chúng nhân. Từ Bạch Lộ trách muội muội, muội không thể để cho ta phát tiết một chút sao? Từ Hồng Hà cười nói, tỷ, khi hắn quay lại, tỷ lại đánh hắn chẳng phải tốt hơn sao? Từ Bạch Lộ nói, ta chẳng quản đến hắn. Nói xong, hướng về phía Thiên Phong Tam Anh đi lại. Từ Hồng Hà cười một tiếng, quay đầu ngóng ra bên ngoài. Mặt trăng vốn đã lên cao. Hy Bình theo ánh trăng đi vào trong rừng. Không biết đã được bao lâu, cũng không biết đã đi được bao xa. Rừng núi tĩnh lặng, động vật cũng đã đi ngủ, chẳng có một âm thanh nhỏ, cũng chẳng có một vật nào xuất hiện, có chăng thì chỉ có tiếng chân chàng đạp lên những miếng gỗ mục. Hy Bình cảm nhận được không khí thật là ôn nhoãn. Trước mặt hắn xuất hiện một dòng nước. Một dòng suối nước nóng. Hy Bình không ngờ tại địa phương này lại có thể gặp suối nước nóng. Đột nhiên lại nhớ đến lần gặp Hồ Điệp Thất Cơ đang tắm tại Thủy Đàm, liền nhớ đến bọn họ. Bọn họ có sống tốt không? Bây giờ đã sắp thu tàn, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Suối nước nóng thật là tốt. Hai ngày không tắm rửa, được hưởng thụ suối nước nóng thật là sảng khoái. Chàng liền cởi y phục, ngồi xuống suối nước nóng. Lúc này, chàng nhớ đến tình cảnh ngày đó, tại Thủy Đàm ôn tồn hưởng thụ Hồ Điệp Lục Cơ, rồi lại nhớ đến Phong Ái Vũ, sau cùng lại kinh hãi nhớ đến cảnh hỉ hoan khi tắm táp cho Hoa Lôi. Chàng đột nhiên ngừng cười. Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân nói, sư tỷ, bọn họ toàn bộ đã hạ sơn hồi am rồi. Lại có tiếng một nữ nhân khác nói, sư muội, đúng vậy, bây giờ suối nóng đã không còn ai, sợ gì mà không tắm. Nữ nhân kia nói, sư phụ cho chúng ta lên núi tìm thảo dược, chúng ta đi đã được một ngày, chưa quay về, đừng để sư phụ lo lắng cho chúng ta. Nữ nhân lớn tuổi hơn nói, tắm suối nóng đã rồi quay về. Hy Bình lập tức bơi đến chỗ nước sâu, lặn người xuống, vận khí bế tức. Không lâu sau, cả hai nàng đã bước chân xuống nước. Hy Bình dưới nước nhìn ngắm, không ngờ gặp được hai mỹ nhân ngư. Điều làm chàng không ngờ là hai nữ nhân này lại là hai nữ ni cô. Chàng ở dưới nước nhìn thấy lõa thể của hai ni cô, dương căn dưới hạ thể đã chồng ngược lên. Một nàng trầm mình xuống nước, đột nhiên phát hiện ra chàng, kinh hoàng vô cùng, không tự chủ nổi, bị chìm xuống, giống như bị chết đuối vậy, tay vỗ loạn xuống nước. Nàng còn lại bơi đến để cứu đồng bọn, nhưng phương pháp không đúng, bị nàng ta kéo xuống, làm cả hai gần như chết chùm một chỗ. Hy Bình bơi lại, ôm họ bơi lên mặt nước, sau đó đưa lên bờ. Nàng lớn tuổi hơn vốn đã hôn mê, nàng ta là một ni cô khoảng chừng 30 tuổi, Hy Bình nhận ra nàng ta rất quen thuộc. Nàng còn lại vội nói, sư tỷ của ta bị làm sao? Hy Bình tử tế nhìn nàng ta một cái, dưới ánh trăng, chàng nhận ra nàng ta chính tiểu ni Mỹ Diệu Tuyệt Luân Diệu Duyên, nói chưa chết được đâu. Diệu Duyên nhìn thần sắc mềm muội của Hy Bình tại thân thượng và các bộ vị của nàng không ngừng đưa tới, xấu hổ nói, thí chủ, người cứu tỉnh sư tỷ ta đã, được không? Nàng đã nhận ra nam nhân lõa thể này chính là Hoàng Hy Bình của Trường Xuân Đường. Hy Bình nói, thân thể của nàng thật đẹp, khuôn mặt của nàng cũng thật là đẹp. Rồi quay đầu sang nhìn lên thân thượng của trung niên Nico, lại nói, nàng ta cũng đẹp. Rồi cúi đầu xuống.
Diệu Duyên kinh hãi kêu lên, thí chủ, người làm gì đó? Hy Bình nói, hô hấp nhân tạo. Trung niên Mỹ Ni đã tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt là một khuôn mặt đầy nam tính, cực kỳ kinh hãi đẩy Hy Bình ra, nhưng liền phát giác đẩy không được, kinh hãi kêu lên, bỏ ra. Hy Bình nhìn thấy ả ta tỉnh lại, ngồi sang một bên thở gần, nói, làm ta mệt gần chết đột nhiên phát giác huyệt đạo đã bị người điểm, nhất thời không thể động đậy được. Trung niên Mỹ Ni nói, ngươi vừa làm gì với ta? Hy Bình tức giận nói, ngươi chết đi, ta cứu ngươi, ngươi lại còn ám toán ta à? Diệu Duyến cũng nói, sư tỷ, chàng sử dụng hô hấp nhân tạo cứu tỷ. Trung niên Mỹ Ni nói, không phải hắn, ta có thể bị sặc nước không? Chính là hắn hại ta. Hy Bình kêu lên, nếu nàng không giải huyệt đạo cho ta, ta sẽ gian dâm nàng đó. Trung niên Mỹ Ni đại nộ. Xích lõa đi về phía y phục, mang lại một thanh kiếm, nói, người định gian dâm ta. Ta cắt nó đi, để xem ngươi còn gian dâm ta được không. Ả đưa tay, một tay cầm cái cục đó lên, một tay hạ kiếm kê vào nơi đó của Hy Bình, muốn một kiếm chém phứt đi. Diệu Duyên kinh hãi nói, không được, sư tỷ. Trung niên Mỹ Ni muốn một kiếm tước đi nam căn của Hy Bình, nhưng quái sự đã phát sinh, kiếm của ả chém không được dương căn của chàng, ả thử lại lần nữa. Nhưng đến một miếng da cũng không cắt được, cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhìn Hy Bình, bán tín bán nghi. Hy Bình cười nói, da của ta vốn rất dày, nàng không thể cắt được đâu, nếu có thể nàng cứ làm mạnh hơn, dùng tận lực mà cắt. Trung niên Mỹ Ni do dự một hồi, rồi tóm chặt lấy dương căn của Hy Bình, đặt kiếm sang một bên, hai tay đặt lên nam căn của Hy Bình xoa nắn, rất thành thục. Hy Bình thầm nghĩ, không lẽ Ni cô này lại muốn làm chuyện đó. Diệu Duyên không dám nhìn nữa, đi đến bên cạnh mặc Ni phục vào. Trung niên Mỹ Ni nắn bóp một hồi, không thấy nam căn của Hy Bình dựng lên, cúi đầu xuống, ngậm lấy, ả vừa ngậm vào, đột nhiên phát giác nam căn lớn lên, nghẹn cả yết hầu ả, đầy hết cả miệng, vội vã nhả nam căn của Hy Bình ra. Nhìn thấy vật đó, hùng tráng vô cùng. Ả vội yêu kiều đứng dậy, rút kiếm ra chém, nhằm chính giữa mà chém, tuy nhiên dương căn của Hy Bình hoàn toàn không hư tổn. Mà còn làm kiếm của ả mẻ đi vài miếng. Hy Bình nói, nàng thực sự gian ác, lão tử nếu đêm nay không gian dâm nàng, thì sẽ cạo đầu làm hòa thượng. Nói đoạn, liền phóng người tới, ôm lấy trung niên nữ ni. Trung niên nữ ni tránh né một hồi, nói, sao huyệt đạo của ngươi lại được giải khai? Hy Bình cười nói, cho điểm huyệt của nàng với ta căn bản là vô hiệu, không ngờ à. Diệu Duyên đi đến bên, nói, thí chủ. Không nên đối xử với sư tỷ như thế. Hy Bình nói, Ni cô cũng là nữ nhân, với nữ nhân bình thường chẳng khác gì nhau, chẳng qua có cạo đi chút tóc, sao lại không được. Trung niên Mỹ Ni bị nam nhân cường tráng đè ra, tuy rằng xấu hổ và phẫn nộ vô cùng, nhưng trong lòng cỗ sóng tình nhiều năm bị đè nén đã chảy ra, ả kinh hoàng kêu lên, không được đâu. Nguyên lai khi ả đang nói, Hy Bình đã mạnh bạo tiến nhập hạ thể ả, ả kêu lên một tiếng kinh hãi. Sau đó thì điên dại rên rỉ kêu lên một cách rất tự nhiên. Hy Bình trên người ả cường mãnh đưa đẩy, dương căn cự đại đưa vào tận nơi sâu cùng, làm cho đầy chật nội thể ả, làm cho ả đau đớn dị thường. Ả cũng không còn làm chủ được, bất giác tự động phối hợp cùng động tác của Hy Bình, nói, ngươi không phải là người, ngươi làm ta đau quá, ai ra. Đừng làm nó lớn hơn, ta cầu xin ngươi. Hy Bình nghiến răng nói, để sau này có dám đòi cắt của ta không? Hy Bình không ngừng tăng kích cỡ của vũ khí, ôm lấy nhục thể của trung niên Mỹ Ni, tiến lui với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh. Diệu Duyên tiến đến bên kéo Hy Bình ra, liền bị Hy Bình vươn một tay ra nắm lấy, kéo lại một bên, tiếp tục động tác cường hãn không ngừng nghỉ. Lưỡng nữ không ngờ đột nhiên bị một nam nhân tác ái như vậy, đã thế lại không có một chút biểu hiện mệt mỏi. Một nam nhân đáng sợ, cường tráng đến kinh người. Trung niên Mỹ Ni sau một hồi đã không còn sức để né tránh, toàn lực đã được sử dụng để nghênh đón Hy Bình. Hy Bình ôm Diệu Duyên đặt lên ngực trung niên Mỹ Ni, chuẩn bị cởi áo Diệu Duyên. Diệu Duyên kinh hãi kêu lên, ta xin chàng, không được. Hy Bình ôm nàng sang một bên, nói, không muốn thì đừng đến, sao lại xông vào ta, để ta giúp nàng hoàn tục. Hy Bình sau đó tập trung đối phó với thân thể trung niên Mỹ Ni, đột nhiên phát giác. Thân thể nữ nhân này rất giống Đỗ Tư Tư, trung niên Mỹ Ni này thực sự giống Tư Tư, có thể nói giống như tỷ tỷ của Tư Tư vậy. Diệu Duyên nhìn những động tác kích tình của hai người,
trái tim thuần khiết vô cùng của nàng bị kích động vô cùng, nguyên lai Nico có thể làm việc đó với nam nhân. Trung niên Mỹ Ni tuy không nguyện ý, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, tình dục lâu năm bị đè nén lại bùng lên không kiềm chế nổi, gã nam nhân trên mình ả so với nam nhân trước kia và ả thì cường tráng hơn nhiều lần. Gã nam nhân tuấn Mỹ trẻ tuổi này lại còn có thể đem lại cho nàng hoan lạc và khoái cảm cực độ, ả căn bản không thể khống chế nổi bản thân, chỉ biết dướn mình lên đón tiếp động tác của Hy Bình. Ả vốn đã không làm chuyện này 20 năm, thậm chí đã quên thế gian có chuyện này rồi. Thời gian trôi qua thật lâu, thời gian lúc này rất phong cuồng, suối nước nóng lúc này cũng sôi sục lên. Sau một lúc lâu, trung niên Mỹ Ni cuối cùng cũng từ từ lăn ra ngủ. Hy Bình hôn lên chiếc đầu chọc khả ái của ả, nói, đừng nên nghĩ đã là Nico, thì không cần nam nhân. Mẹ ơi, định cắt chim ta, lão tử sợ nàng muốn chết đi được. Diệu Duyên kinh hãi kêu lên, chàng làm sư tỷ ta chết rồi à. Hy Bình chuyển người, rút ra, nhìn nàng ta, nói tạm thời coi như chết, lúc nữa sẽ sống lại. Nàng có muốn biết cảm giác hôn mê như thế nào không? Diệu Duyên không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt tuấn Mỹ vô cùng của chàng, một hồi sau lại nói tại sao chàng lại phải làm hỏng nghiệp tu hành của sư tỷ. Hy Bình hàm oan kêu lên, ai bảo ả dám dùng kiếm để cất đi bảo bối của ta, nàng nghĩ ả chặt che hay sao hả? Chàng vừa nói vừa ôm trung niên Mỹ Ni đi lại phía suối nước nóng. Trung niên Mỹ Ni bị nhúng xuống suối nước nóng, liền tỉnh trở lại, muốn đẩy Hy Bình ra, nhưng toàn thân không chút khí lực, đành phải bỏ ý định đó đi. Hy Bình ở bên xoa nắn bờ ngực phong mãn của ả, nói, nàng tên là gì? Trung niên Mỹ Ni quay đầu, không lý đến chàng. Diệu Duyên ở trên bờ nói, sư tỷ ta tên là Diệu Ý. Hy Bình quay mặt Diệu Ý lại, nhẹ nhàng hôn nàng ta một cái, nói, mở miệng ra, đưa lưỡi qua đây, nếu không, ta sẽ dìm nàng xuống nước. Diệu Ý nghe xong chỉ biết cùng Hy Bình nấu cháo lưỡi triền miên. Một lát sau, Hy Bình ôm ả lên bờ, mặc lại y phục cho ả, nói, nàng có thể quay về. Diệu Ý buồn bực nói, ngươi làm cho ta toàn thân vô lực, ta làm sao đi được. Diệu Duyên nói, sư tỷ, ta đưa tỷ đi. Nàng liền đi qua đỡ Diệu Ý. Diệu Ý lườm Hy Bình, nói, ngươi tên là gì? Hy Bình nói, hỏi sư muội nàng ta biết không ít đâu. Diệu Duyên không nói gì, chỉ biết đỡ Diệu Ý đi. Hy Bình đi đến bên ôm hai nàng lại, đầu tiên là hôn Diệu Ý, sau là hôn Diệu Duyên thật mạnh bạo. Diệu Duyên giận dỗi, chàng không biết người ta là Nico à? Chàng thật là xấu. Hy Bình đắc ý cười lớn, thả bọn họ ra, nói, đi đường may mắn, không gặp phải đạo tặc hái hoa. Lưỡng nữ trừng mắt nhìn chàng một cái, rồi theo ánh trăng đưa nhau xuống núi. Hy Bình tắm lại một lần nữa, tâm tình hoàn toàn thư thái, tự nhiên muốn hát vài bài. Đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn đập, lại có người nói, nguyên lai ngươi ở đây hưởng thụ, hại bọn ta tìm đến khổ. Hy Bình quay đầu lại cười, là bọn ngươi. Chính thị là đám người ở miếu hoang, tất cả đều đã có mặt. Lôi Long nói, bọn đệ thấy huynh không quay lại, vì thế mới ra ngoài đi tìm, nghe thấy tiếng ca của huynh, tự nhiên dễ dàng tìm ra huynh. Hy Bình cười nói, tất cả xuống đây, đây chính là suối nước nóng. Hoa Tiểu Ba nói, thật là chủ ý hay, liền chuẩn bị thoát y. Chúng nữ liền vừa cười vừa chửi một phen. Độc Cô thì giận dỗi nói, nếu ngươi dám thoát y trước mặt mọi người, sau này ta không để ý đến ngươi nữa. Hoa Tiểu Ba nói, hai ngày nay không tắm rửa, nàng không muốn tắm rửa à? Hơn nữa đây là suối nước nóng, rất dễ chịu đó. Hoàng Đại Hải nói, bọn ta ra bên ngoài đã được một thời gian, ngựa là hành lý vẫn còn ở miếu hoang, bọn ta phải quay về thôi. Lôi Long và Triệu Tử Hào cùng với Hoàng Đại Hải quay về, Trình Thị Huynh Đề cũng đi theo. Từ Bạch Lộ ngồi đối diện Hy Bình đang hưởng thụ suối nước nóng. Nói, Hoàng Hy Bình, người đã tắm rửa xong chưa? Chúng ta ngày mai còn phải nhanh chóng lên đường. Đột nhiên Hy Bình đứng dậy, chuyển thân tiến về phía chúng nữ. Chúng nữ kinh hãi kêu lên, không ngờ nam nhân này lại đột nhiên xích lõa đứng dậy trước mặt bọn họ, thật là một thân thể hoàn mỹ dưới ánh trăng, giống như một bức tượng thần thánh bằng đá vậy. Khi Thiên Phong Song Kiều phát giác được, thì bọn họ đã bị Hy Bình ôm lại. Từ Hồng Hà Duyên dáng oán trách, ngươi làm ướt y phục của người ta. Hy Bình nói, vậy cởi ra nhé. Rồi quay sang chúng nhân nói, sao vẫn đứng đây làm gì?
Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba ngay lập tức hiểu Hy Bình muốn gì, vội vã cởi quần áo, Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy cũng vội thoát ý, không thèm để ý đến chúng nữ trước mặt. Bốn người mau chóng tắm ở suối nước nóng. Cực kỳ sảng khoái. Hoa Tiểu Ba quay đầu nói, thì tỷ, tỷ cũng xuống đi. Nước này thực là người ta khoan khoái lắm đó. Hy Bình thả Thiên Phong xong kiều ra, lại đi giữa họ, nói, thế nào? Ta tìm được chỗ này không tồi chứ? Rồi quay đầu nhìn chúng nữ nói, bọn nàng còn chưa xuống à? Từ Bạch Lộ nhìn Thiên Phong Tam Anh nói, bọn ta quay về. Thiên Phong Tam Anh nhìn năm gã nam nhân một cái, chuyển thân cùng Thiên Phong song kiều quay về. Ánh trăng chiếu sáng mê người. Trên bờ chỉ còn lại Độc Cô Thi và Thần Đao Tứ Hoa. Hoa Tiểu Ba từ dưới nước chạy lên, ôm lấy Độc Cô Thi, lại chuẩn bị giúp nàng thoát y, hắn nói, xuống tắm đi, không có gì đáng lo cả. Độc Cô Thi vùng ra, nói ta tự mình xuống. Quả thật trước mọi người thoát y. Hoa Tiểu Ba ôm Độc Cô Thi đã cởi sạch đồ đến ngồi xuống bên cạnh Hy Bình, nói tỷ phu, để có mỹ nhân cùng tắm chung. Hy Bình cười, thò tay ra, vuốt nhẹ lên trên bộ nhũ phong mềm mại của Độc Cô Thi, nói thi nhi, vú thật sự mềm mại. Độc Cô Thi sẵn giọng, ngươi lại không an phận, ta sẽ nói cho tỷ tỷ, ngươi khi phụ ta. Triệu Tử Huy quay đầu về hướng Thần Đao Tứ Hoa hô to, các nàng cũng xuống đi. Thần Đao Tứ Hoa do dự một lúc, cuối cùng quyết định xuống nước. Triệu Tử Huy một tay ôm cốc U Lan vào lòng, Độc Cô Minh cũng thỉnh Bạch Mạt Lị, Tứ Cẩu bổ nhào đến nghênh tiếp Dạ Lai Hương, Dã Mân côi đầu dựa vào ngực Hy Bình. Độc Cô Thi tuyên bố, hôm nay chỉ cho phép ngâm suối nước nóng, không cho phép làm gì khác đối với bọn ta. Hoa Tiểu Ba biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, làm gì khác là cái gì, thi tỷ. Độc Cô Thi nắm nam căn của hắn, nói, ngươi nếu muốn dở trò, cũng phải chờ ta báo cửu cho Thanh Vân, sau đó nói rõ ràng với Tử Phiêu Nhiên. Nói xong, nàng rời khỏi Hoa Tiểu Ba, bơi vào vùng sâu. Hoa Tiểu Ba hướng về Hy Bình làm bộ dạng đáng thương, sau đó bơi đi truy đuổi theo Độc Cô Thi trong màn nước. Tứ Cẩu ôm Dạ Lai Hương hôn tới tấp, nói thơm, là ai chiếm được trinh tiết của nàng. Dạ Hương Lai liếc mắt nhìn Triệu Tử Huy, nói, là Huy sư huynh, lúc người ta mới 16 tuổi, hắn liền lừa người ta lên giường. Triệu Tử Huy kêu oan, Dạ Lai Hương, nàng đừng đảo ngược lại nói, lúc đó là ba bọn nàng câu dẫn ta, chỉ có Dã Mân Côi, là ta trăm cay nghìn đắng mới có được lần đầu của nàng ta. Độc Cô Minh nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có tay nghề, thế tại sao đến bây giờ vẫn không theo đuổi được Mộng Hương? Triệu Tử Huy ngạo nghễ nói, đó là chuyện sớm muộn. Cốc U Lan nói, sư huynh, huynh đã lâu không cùng U Lan vui vẻ, đêm nay muốn U Lan, được không? Triệu Tử Huy cự tuyệt nói, không được, đêm nay chỉ ngâm suối nước nóng, không cho phép phong lưu. Tứ Cẩu lại nói, ta lại không cho là như vậy. Tứ Cẩu ôm Dạ Hương Lai đi qua một bên, thật sự muốn làm chuyện vui vẻ này. Độc Cô Minh bật cười nói, hắn đúng là thô lỗ. Bạch Mạt Lị nói, Độc Cô công tử, người ta cũng muốn chàng thô lỗ một chút. Hy Bình liếc nhìn Độc Cô Minh, nói, mỹ nhân mời ngươi đấy. Độc Cô Minh ngẩng đầu nói, ánh trăng trong lòng chiếu, mỹ nhân trong lòng cười. Hắn ôm Bạch Mạt Lị, cũng chậm rãi đi qua một chỗ khác. Triệu Tử Huy thở dài, xem ra không ai nguyện ý thuần túy ở đây ngâm nước nóng. U Lan, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Hy Bình. Ta chưa thấy Dã Mân Côi chủ động đối với một nam nhân tỏ ý hài lòng, ta lúc trước cũng chỉ là cùng nàng thân mật 2-3 lần, nàng lại không muốn cùng ta nữa, sau đó rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng, đều chỉ sau lần thứ nhất liền bị nàng loại ra. Lần này nàng chủ động dựa vào lòng ngươi, quả thật là lần đầu tiên từ trước tới nay, không biết ngươi có đủ khả năng chinh phục Hắc Mã là nàng hay không? Không, là hoa hồng dại, đều cùng một loại. Sau đó, hắn quay lại nhìn cốc U Lan, nói ta đến đây. Cốc U Lan thở nhẹ một hơi, nói, sư huynh, huynh thế nào so với trước kia thô dài hơn nhiều như vậy? Triệu Tử Huy đắc ý nói, toàn bộ đều đã trưởng thành, vở kịch hay còn ở phía sau. Mân Côi trong lòng Hy Bình nói, chàng không chuẩn bị sủng ái Mân Côi sao? Hy Bình nhìn Dã Mân Côi ở trong lòng, nữ nhân này không cao, sắc mặt kiều diễm, song vóc dáng nàng phối hợp với nhau cực tốt, eo nhỏ chắc mà có nhiều tính đàn hồi. Hai bầu vú tròn trịa nhất lớn nhất trong nam nữ nhân đang trong suối nước, bờ mông cao đẹp hơn so với nữ nhân bình thường, âm hộ tuy không cao bằng Bạch Tư, nhưng cũng đẫy đà hơn nữ nhân bình thường,
cùng một nữ nhân như vậy ân ái đúng là cảm giác cũng không tệ. Hy Bình cười nói, tại sao là ta? Dã Mân Côi nói, ta thích sự cường tráng và vô lại của chàng, chỉ thế thôi. Hy Bình nói, nàng rất thẳng thắn, có chuẩn bị sau khi cùng ta vui vẻ lần đầu tiên rồi vứt bỏ ta hay không? Dã Mân Côi nói, chỉ dựa vào sức khỏe và tướng mạo của chàng, Mân Côi không muốn rời bỏ chàng, nhưng sau khi đã phải thử qua, mới quyết định cả đời có theo chàng hay không. Hy Bình nói, điều này thì không cần thử, ta dựa vào gương mặt kiếm cơm, tự nhiên cái món đồ phía dưới trông được phải xài được. Hắn ôm Dã Mân Côi một bên, bơi đến Độc Cô Thi ôm nàng vào trong lòng, nói, Thi Nhi, chúng ta lên bờ thôi. Tiểu Ba, người đến cùng Mân Côi tỉ tỉ thử một chút. Hy Bình ôm Độc Cô Thi lên bờ, Hoa Tiểu Ba liền ở trong nước cùng Dã Mân Côi thử nghiệm mùi vị của đời người. Trong suối nước có hơn 4 đôi uyên ương. Hy Bình giúp Độc Cô Thi mặc quần áo, sau đó tự mặc cho mình, rồi ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, nói, Thi Nhi, chúng ta trở về. Độc Cô Thi không có kháng nghị, dựa vào ngực hắn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai người men theo đường trở về mà đi. Độc Cô Thi nói, ca, Thi Nhi phạm lỗi sao? Hy Bình biết nàng muốn hỏi là gì, nói, nàng làm rất đúng, Từ Thanh Vân đã chết, mà nàng lại không nhớ thương hắn, nàng mới 17 tuổi, ai cũng không có quyền bắt nàng trông coi một kẻ đã chết. Sau khi báo cừu, tâm ý của nàng cũng tận, đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với Từ Phiêu Nhiên, lão sẽ đồng ý cho nàng tái giá với Hoa Tiểu Ba. Độc Cô Thi đột nhiên lo âu trách móc, ca, vì sao chàng không cần Thi Nhi? Hy Bình vuốt mũi nàng, nói, bởi vì ta có rất nhiều vợ. Sợ sau khi nàng gả cho ta, sẽ phải sống trong cảnh nhạt nhẽo. Độc Cô Thi giận nói, người ta mới không tin. Ta nghe tỷ tỷ nói, chàng làm các nàng ta tối nào cũng cầu xin tha, sau này Thi Nhi theo chàng làm sao sẽ sống cảnh nhạt nhẽo. Hy Bình giật mình nói, bọn tỷ muội các nàng lại bàn tán những loại việc thế này. Độc Cô Thi nói, ca, đặt tay chàng lên nhũ phong Thi Nhi, được không? Hy Bình tay di chuyển một chút. Đặt tại vùng mềm mại của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Độc Cô Thi nói, Thi Nhi thật sự hy vọng con đường này vĩnh viễn đi không hết, ta có thể vĩnh viễn dựa vào ngực chàng. Ca, chàng biết hay không biết Thi Nhi luôn rất yêu chàng. Hy Bình thở dài, nói, thật sao? Độc Cô Thi dựa sát vào, nói, Cầm tỷ cũng thích chàng. Hy Bình ngạc nhiên hô ra tiếng, cái gì? Độc Cô Thi bĩu môi nói, có cái gì mà ngạc nhiên? Mẹ ta cũng có chút thích chàng. Nhưng chàng đừng câu dẫn mẹ ta đấy. Hy Bình vội vàng nói, sẽ không, tuyệt đối không. Độc Cô Thi cười nói, nhìn bộ dáng hoảng sợ của chàng kia, người ta chỉ nói vậy thôi. Ca, ôm Thi Nhi đi, được không? Hy Bình theo lời nàng ôm nàng vào lòng, nói, xem ra đến lúc đó nàng sẽ yêu cầu ta chiếm hữu nàng. Độc Cô Thi nói, người ta đã sớm đề xuất yêu cầu như vậy, là chính tự chàng không đáp ứng. Trong lòng Thi Nhi còn oán giận chàng đấy. Hy Bình phì cười, nghiêm trọng vậy. Độc Cô Thi yếu ớt nói, kỳ thật Thi Nhi không yêu thương Từ Thanh Vân, mà hắn cũng không phải rất yêu Thi Nhi. Trước khi gả cho hắn, là bởi vì hắn thắng cuộc mà được Thi Nhi. Hắn chết rồi, Thi Nhi cũng rất thương tâm, bởi vì hắn dù sao cũng là trượng phu của Thi Nhi, mặc kệ yêu hay không yêu, trượng phu chết đi để lại thê tử còn trẻ của hắn sự đả kích rất là trầm trọng. Ta cũng không thương Hoa Tiểu Ba, cùng lắm chỉ là không chán ghét thôi, nhưng chàng muốn ta gả cho hắn, ta sẽ gả cho hắn, nhưng trong lòng ta yêu nhất chỉ là chàng thôi, ca. Hy Bình cảm thấy có chút lỗi đối với người ở trong lòng mình, nói, vì sao trước kia không nói. Độc Cô Thi nói, lúc đầu người ta cũng không thích chàng, sau này lúc chàng tranh đoạt kỳ tỷ, người ta mới hối hận vì sao không phải chàng. Chàng có lẽ rất vô lại, mà còn háo sắc. Nhưng có lúc chàng thật sự rất đáng yêu, rất có khả năng khiến nữ nhân mê muội. Huống hồ, bất luận là nữ nhân nào cũng không thể chán ghét vẻ ngoài của chàng, chàng là nam nhân tốt nhất Thi Nhi từng thấy, kỳ tỷ thật sự rất hạnh phúc. Hy Bình cúi đầu nhẹ nhàng hôn nàng, nói, môi của nàng thật sự ngon ngọt. Độc Cô Thi cáu lên nói, thế sao chàng không ăn nó luôn đi? Hy Bình cười nói, ta sợ chính mình ngược lại bị nàng ăn mất. Hắn ôm Độc Cô Thi. Cười vui vẻ tiếp tục tiến về phía trước. Ngôi miếu vỡ đã gần trước mắt. Hy Bình muốn để Độc Cô Thi xuống đất cùng vào, cúi đầu xuống nhìn, nàng đã ngủ say, hắn mỉm cười, ôm nàng vào trong ngôi miếu vỡ. Năm nam nhân đã ngủ say,
nam nữ nhân đột nhiên tỉnh dậy mở mắt nhìn chằm chằm hắn. Từ Bạch Lộ nói, ngươi làm gì đại tẩu ta vậy? Thi Bình khẽ nói, đừng ôn, Thi Nhi đã ngủ rồi, ta ôm nàng ấy trở về. Hắn ôm Độc Cô Thi nằm xuống bên cạnh Từ Bạch Lộ. Từ Bạch Lộ quát, nằm xa ra chút, đừng đến gần ta. Độc Cô Thi bị đánh thức, cảm thấy ngủ trong lòng Hi Bình không ổn thỏa lắm, bèn chui vào giữa Thiên Phong Tam Anh ngủ. Hi Bình kéo Từ Bạch Lộ bên cạnh ôm vào người, sau đó lại vươn một cánh tay nắm lấy Từ Hồng Hà cũng ôm vào. Từ Bạch Lộ đấm đá Hi Bình, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Bọn họ trợn mắt lên nhìn, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Từ Hồng Hà nói, tám người bọn họ đâu? Hi Bình nói, ở đó tắm Uyên Ương rồi. Từ Bạch Lộ đánh đấm mệt mỏi, thì chấm dứt hành vi bạo lực của nàng, nói, ngươi vì sao không tắm? Ngươi không phải rất muốn phát tiết thú tính sao? Hi Bình cười nói, ta biết các nàng ở đây chờ ta, cho nên ta mau mau trở về, bằng không các nàng sẽ trách. Từ Bạch Lộ nói, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Buông ta ra, ta chẳng là gì của ngươi, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Hi Bình nói, quá đáng chính là nàng, người đang đè trên người ta là nàng nha, đại tiểu thư. Từ Bạch Lộ biết tên này ra mặt siêu dày, nói không lại hắn, quay đầu lại không hề lý tới hắn nữa. Hi Bình hướng về Từ Hồng Hà nói, vẫn là nàng biết nghe lời hơn. Từ Hồng Hà nói, ta cũng không thích giống như thế này, nhưng ta biết giấy dụa cũng vô dụng, nên thuận theo ngươi cho xong. Hi Bình nói, à, ta bây giờ buông nàng ra, nàng sẽ ngủ qua một bên hay không? Từ Hồng Hà trơ mắt nhìn hắn, kề miệng sát vào bên tai hắn, nhẹ giọng nói, xin chàng. Hi Bình sững sờ một lúc, hiểu được nàng không muốn hắn buông nàng ra, trong lòng cười thầm cô bé ngốc nghếch. Đúng vào lúc này, Từ Bạch Lộ cũng vùi mặt vào cần cổ rắn chắc của hắn, hơi thở như hoa lan. Hi Bình cắn nhẹ vào vành tai của Từ Bạch Lộ, nhẹ nhàng nói, nàng muốn là người gì của ta cứ là người đó, ta thế nào cũng sẽ không buông nàng ra. Từ Bạch Lộ đè trên người hắn, thân thể mềm mại chuyển động uốn éo 2-3 lần, ngẩng mặt lên, hai vành môi nhẹ nhàng lướt qua miệng Hi Bình, sau đó trở mình tuột xuống bên hông hắn, gối đầu lên cánh tay tráng kiện của hắn ngủ. Hi Bình nhìn hai người hai bên đều có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhịn không được hôn mỗi bên một cái, thở dài một tiếng, ôm hai nàng nhắm mắt ngủ. Ánh trăng vẫn mê người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi sáng hôm sau thức dậy, chúng nhân đều nhìn chăm chú vào thân thể của Hi Bình. Nguyên là khố của Hi Bình tối qua đã bị Từ Bạch Lộ trong cơn mê mê hồ hồ cởi ra. Từ Bạch Lộ lại không hề biết, cùng muội muội Từ Hồng Hà của mình mỗi người một tay, trong giấc ngủ vẫn giữ chắc Hi Bình. Lưỡng nữ tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng đó, xấu hổ cúi mặt xuống đất quả thật muốn xé xác Hi Bình ra, nhưng lại chẳng đủ sức đứng lên. Hi Bình nhìn chúng nhân nói, nhìn cái gì, còn không chuẩn bị đi sao? Chúng nhân cười lớn rồi đi ra khỏi miếu. Hi Bình nói, bọn họ đã ra rồi, các nàng sao còn nằm trên người ta? Lại còn không dậy, ta sẽ giữ lại và lột sạch nàng ra. Đúng, nên báo thù. Từ Hồng Hà thẹn thùng ngồi dậy, Từ Bạch Lộ hoàn toàn không có một phản ứng, tay giữ Hi Bình cũng chẳng bỏ ra. Hi Bình quát lên, dậy nhanh. Hắn giữ Từ Bạch Lộ nâng lên, ngồi thẳng lên người dậy, nhìn thấy má nàng hồng lên vì xấu hổ, hai mắt nhắm lại trông thật khả ái, tim đạp mạnh muốn hôn nàng. Từ Bạch Lộ toàn thân run rẩy đẩy Hi Bình ra nói, buổi sáng không cho phép ngươi hôn nhân ra, ngươi chưa đánh răng. Tối hôm qua ngươi cố ý không tự mình cởi khố ra, lại cầm tay bổn cô nương dẫn đến đó phải không? Hi Bình nói, nàng thừa lúc ta ngủ sau đó phi lễ với ta, ta không tìm nàng tính sổ, hiện tại muốn cắn lại ta hả? Dậy đi, trách ta không cởi khố, mẹ nó, sau này đừng hòng ngủ với lão tử. Từ Bạch Lộ tức giận nói, là ngươi tự ôm ta để lên trên người ngươi. Hi Bình nói, ta có thể không nói nàng cởi khố tử của ta, chỉ có đùa với ta thôi. Quả là không có tí đạo đức nào. Từ Bạch Lộ lại bắt đầu đánh hắn, nói, ngươi khi phụ ta. Đánh chết ngươi, cầu nhân chơ cháo, nhân ra trong lúc ngủ, làm sao biết mình đang làm cái gì. Ngươi hại nhân ra xấu hổ không nói nên lời, lại còn khinh nhờn nhân ra sao. Ngươi toàn thân trên dưới. Bọn ta nhìn thấy thì có bị tổn thất cái gì? Còn ngươi nói xem sau này bọn ta làm sao có thể đưa mặt ra nhìn ngươi? Theo chúng ta ngươi phải nói, ngươi nửa đêm tự mình cởi khố tử dùng sức mạnh ôm lấy bọn ta làm loạn các nơi,
bọn ta tuy tức giận nhưng cũng chẳng đánh chết ngươi. Thi Bình cười nói, theo nàng nói những điều ta làm lúc đầu đều là ngộ nhận, có phải thế không? Từ Bạch Lộ tức giận trợn mắt nhìn hắn nói, ta nghĩ cho ngươi lại còn không cảm kích. Thi Bình ôm nàng dậy nói, lại cản đường, đại tiểu tỷ, nhìn lúc nàng cùng Liên Nhi vui mừng điên đảo hắc bạch bất minh, ta ở trên nàng bị ngã đúng là không may với ta. Bất quá, bọn nàng lúc này thật khả ái, không biết quang cảnh khi cùng các nàng tác ái sẽ như thế nào. Nói xong Hy Bình vội chạy đi, phía sau lưỡng nữ truy theo đuổi đánh. Vừa chạy khỏi cửa miếu, Hy Bình đã thấy Dã Mân Côi đón ở phía trước. Nàng trông như chuẩn bị đánh tới, Hy Bình mắt tinh tay nhanh, xuất thủ như gió kéo thân thể mềm mại của Dã Mân Côi lại ôm chặt lấy nói, nàng đánh ta sao? Nàng vùi đầu vào lòng Hy Bình nói, không có, cảm ơn chàng đã ôm Mân Côi. Hy Bình phát giác hôm nay nàng quả có điều kỳ lạ, nói, không giận ta sao? Dã Mân Côi đáp, ư, giận. Hy Bình cười nói, kỳ thật nàng trước kia cùng với rất nhiều nam nhân, ta chẳng nên ghép nàng cùng tiểu ba, ta nghĩ nên để cho nàng tự lựa chọn cơ hội, tiểu ba không tốt sao? Dã Mân Côi thành thật nói, hắn rất tốt, tốt hơn rất nhiều nam nhân khác. Hy Bình nói, ta là một nam nhân rất ngang ngược, nữ nhân của ta sẽ không được theo nam nhân khác. Nàng thích chơi đùa, nên nói trước một câu, sau này lại có gia đình. Ta sẽ không bỏ qua hiềm khích với nàng. Hơn nữa, nữ nhân bụng to, ta cũng không hoan nghênh, trừ khi nàng mang hài tử của ta, đó là điều nàng nên nhớ kỹ. Nếu như sau này nàng chịu theo một người trong bọn họ, ta cũng chẳng muốn gặp lại nàng, nếu như nàng cùng bọn họ chỉ là đùa giỡn tình ái, thì sau khi đùa giỡn, nàng có thể lại đến tìm ta, dù chia ly nhưng trong tâm linh ta cũng không bao giờ quên Dã Mân Côi nàng. Hoa Tiểu Ba bên cạnh vỗ mông ngựa nói, tỷ phu, ta rất sùng bái huynh. Thi Bình đánh xuống vai hắn một quyền nói, không được khi phụ thi nhi, cho ta yên tâm một phần. Từ Thanh Vân một ngày chưa báo được thù, ngươi không được rời khỏi thi nhi, biết chưa? Hoa Tiểu Ba nói, biết rồi. Đột nhiên lại nói, luôn có thể ôm ôm ấp ấp sao? Độc Cô Thi đưa ngũ chảo nổi giận nói, ngươi thích chê. Thiên Phong Song Kiều vẻ mặt chẳng vui vẻ. Tất cả nữ nhân này đều là đại tẩu của bọn họ, đại ca mới chết một thời gian làm sao có thể cùng nam nhân quấn quýt. Chúng nhân đã chuẩn bị đầy đủ. Hy Bình cưỡi trên ô long theo hắn từ Bạch Dương tộc, dẫn đầu tiếp theo là mọi người lên đường. Đến tối đã đến Thiêm Hoa Trấn, tìm đến một khách sạn lớn ăn tối và 5 phòng gian thượng phòng để nghỉ ngơi. 20 người chia làm 2 bàn đang ăn thì ngoài cửa tiến lại một đám khách nhân, chính là Lãng Vô Tâm cùng Thủy Khiết Nhu cộng thêm 16 người. Một nam và 10 nam nữ. Hy Bình nhận ra chính là Lãng Vô Tâm, Thủy Khiết Thu cùng 2 mỹ tỷ của nàng, lại có một người lặng lẽ là Bạch Tư, còn lại đa số là các mỹ nữ mỗi người một vẻ, Hy Bình không biết bọn họ. Lôi Long mọi người đều biết, nghĩ thầm, Lãng Vô Tâm lần này thấy lại bỏ quên bao nhiêu nữ hài, không biết lần này lại có thêm bao nhiêu khuôn mặt mới. Bọn họ không thể không bội phục công phu miệng lưỡi của Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm cùng bọn họ sau khi kêu 5 gian thượng phòng, sau đó tiến lại 2 bàn phía sau, ngồi xuống bắt đầu ăn. Hoa Tiểu Ba cùng Độc Cô Minh liền vội vàng đưa mắt nhìn Thủy Khiết Nhu, bị Thủy Khiết Nhu trừng mắt nhìn lại. Thủy Khiết Nhu cùng Bạch Tư cùng ngồi xuống, đối diện với Hy Bình, Hy Bình nhìn về phía bọn họ cười nhẹ, Bạch Tư coi như không thấy, Thủy Khiết Thu bĩu môi một cái, cầm một viên thịt cho vào cái miệng nhỏ cắn nhai, tưởng tượng Hy Bình chính là khối thịt. Nàng tức không thể cắn xé, nhai nát hắn thành từng mảnh nhỏ. Ngồi bên cạnh Hy Bình, Từ Bạch Lộ tức giận nói, mỹ nữ đến, sao ngươi không đến đấy? Hy Bình cười nói, vì sao ta phải qua? Hình như có người đang tiến lại, ta có thể cam đoan rằng, hắn đến tìm 2 tỷ muội bọn nàng. Quả nhiên, Lãng Vô Tâm đi đến nói, 2 vị muội muội, chẳng biết có thể mời các nàng cùng ăn không? Từ Bạch Lộ chẳng khách khí nói, chúng ta ăn đã no rồi. Hảo ý của công tử chúng tôi xin tâm lĩnh, mời quay về. Đám nữ nhân của ngươi trông như chẳng được ăn cơm, trông bộ dạng như muốn giữ bọn ta lại xé ra ăn sống vậy. Lãnh Vô Tâm tiêu sái cười một cái, nhìn Thần Đao Tứ Hoa nói lại nghĩ về ta sao. Tứ nữ mặt hồng lên, cúi thấp đầu ăn chén cơm còn dang dở. Lãng Vô Tâm như muốn gây sự với Hy Bình nói, băng băng không đến sao. Nữ nhân của ngươi đúng là tốt. Ta hiện tại chẳng những chỉ nghĩ đến băng băng, mà còn nghĩ đến cùng nàng và nữ nhân của ta đùa bỡn.
Thi Bình rất bình tĩnh nói, ta chẳng cấm người nghĩ đến bọn họ, nữ nhân của ta quả thật rất tốt, mỗi một người đều tốt vô cùng. Nếu ngươi có bản lĩnh, họ ở bên cạnh ta ngươi cứ việc đoạt đi, bất quá cần nói cho ngươi rõ, ngươi đừng tự cho mưu kế của mình là cao. Lãng Vô Tâm nói, Bạch Tư chính là người đầu tiên, ngươi nhìn nàng hiện tại rất hạnh phúc khi theo ta. Thi Bình cười nói, ta hiện tại mời ngươi quay lại chỗ ngồi của ngươi, còn thêm câu nữa, ta sẽ bắt ngươi quay lại. Lãng Vô Tâm nói, ngươi thật là lễ độ, cười rồi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục diệt sâu trong bụng. Thi Bình đang vùi đầu ăn cơm, ngẩng đầu lên thấy Bạch Tư đang ngây ngốc nhìn hắn. Nhãn thần có vẻ ai oán chẳng thể nói ra, trong lòng hắn tự nhiên thấy đau đớn, chẳng còn tâm tình ăn cơm, buông đũa xuống bỏ đi. Mỗi gian phòng có 3 giường lớn, chúng nhân sau khi tắm gội, đều quay về phòng. Thiên Phong Song Kiều, Thiên Phong Tam Anh cùng Độc Cô Thi một gian, Thần Đao một gian. Thiên Phong Song Hùng cùng Triệu Tử Hào một gian, Triệu Tử Huy, Lôi Long cùng Hoàng Đại Hải một gian. Thi Bình, Tứ Cẩu, Độc Cô Minh cùng Hoa Tiểu Ba một gian. Hoa Tiểu Ba, Tứ Cẩu cùng Độc Cô Minh đi ra ngoài, còn một mình Hi Bình trong phòng. Tự hỏi, tại sao Bạch Tư lại biến thành tiểu tụy như vậy, cuối cùng chẳng tìm được đầu mối chỉ có thể thở dài một tiếng. Cửa vừa mở, có 3 người bước ra ngoài. Hoa Tiểu Ba hơi tức giận nói, ta cần gì? Lãng Vô Tâm tự nhiên kêu Thần Đao Tứ Hoa đến phòng của hắn vui vẻ, hại chúng ta không có ai. Tứ Cẩu nói, biết sớm thì rút lại chỉ thuê một phòng, làm chúng ta lãng phí kim tiền. Thi Bình cười nói, không nên tức giận, bọn họ đã yên phận buổi tối nay rồi. Nói xong đẩy cửa bước ra ngoài. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, định đi đâu thế? Thi Bình nói, đừng có hỏi nhiều, nhất định ta sẽ quay lại, ngươi thật là lắm chuyện. Đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hoa Tiểu Ba còn 2 người trong phòng nói, tỷ phu nhất định là đi tìm Bạch Tư. Thi Bình quả nhiên là đi tìm Bạch Tư, hắn gõ cửa phòng Bạch Tư, người mở cửa là Đỗ Quyên. Thấy Hi Bình liền tránh ra một bên, để Hi Bình vào. Bạch Tư cùng Thủy Khiết Nhu nhìn thấy Hi Bình tiến lại, sắc mặt chẳng còn tự nhiên. Thủy Khiết Nhu nói, người định làm gì? Hi Bình cười nói, ta đến để tiếp tục dạy nàng hôn. Bạch Tư trên giường hoàn toàn bất động, chỉ đưa mắt nhìn như muốn hỏi Hi Bình. Hi Bình ngồi xuống bên cạnh nàng nói, nàng lại gầy đi rồi. Bạch Tư khẽ nói, chẳng cần ngươi quản. Thi Bình đưa tay vuốt ve thấy mặt nàng tiều tụy nói, ta chẳng thể quan tâm đến nàng sao. Nếu nàng tốt, ta tất nhiên sẽ chẳng nói chẳng hỏi. Nếu nàng tốt, trong lòng ta đã không thấy khó chịu. Phụ thân nàng đã nói, ta phải dốc lòng chăm sóc cho nàng, nhưng nàng lại chẳng chịu lưu lại bên ta, nhìn nàng gầy quá. Tay hắn trượt xuống vai Bạch Tư, sau khi vuốt ve vai nàng, ôm nàng vào lòng nói, nếu như không chịu được đau khổ, hãy đến chỗ ta. Bạch chỉ rất nhớ nàng. Bạch Tư muốn đẩy hắn ra, nhưng làm sao có thể đẩy được nam nhân cường tráng ra, nàng nói, ngươi sao lại đến nơi này, ta hiện tại là người của sư huynh, ngươi cần gì cảm thấy có lỗi với người khác, lúc này Tư Nhi muốn ngươi rời khỏi đây. Tư Nhi rất là tốt, sư huynh của ta rất yêu thương ta. Thi Bình thở dài nói, được. Hắn đứng dậy quay người đi ra cổng, đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn Bạch Tư một lúc lâu, nói, nàng đừng khóc. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bạch Tư nhìn theo hình bóng Hi Bình đến khi tiêu thất. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thủy Khiết Nhu nói, công cầu này lại rất là ôn nhu. Sư tỷ sẽ không quay lại với hắn chứ. Tâm ca chẳng chân tâm chân ý yêu một nữ nhân đâu. Mỗi nữ nhân chỉ cùng huynh ấy tốt đẹp trong một thời gian, sau đó sẽ bị bỏ quên. Ta cũng bởi vì tỷ đối với huynh ấy có ít cảm tình, nên ta giới thiệu tỷ cho huynh ấy, chẳng ngờ tính tình huynh ấy cũng chẳng cải biến. Cả sư muội cũng chẳng yêu thương. Ai, sư tỷ, là ta hại tỷ. Bạch Tư nói, không trách muội được, là ta tự mình lựa chọn, ta chẳng trách được ai. Thủy Khiết Nhu nói, sư tỷ, hiện tại nhìn xem, nhìn lâu hắn quả là kiệt xuất, càng nhìn càng thấy được. Thủy Tiên phụ theo nói, đúng. Tiểu thư, Thủy Tiên thấy hắn đúng là nam nhân kiệt xuất, hắn so với thiếu gia còn cường tráng hơn. Thủy Khiết Nhu nói, ngươi không động xuân tâm đấy chứ. Đừng quên ngươi mới 13 tuổi. Còn nữa, ngươi tương lai phải là người của biểu ca ta. Thủy Tiên oan ức nói, tiểu thư, Thủy Tiên chỉ nói vậy thôi, chứ không hề nói sẽ theo hắn. Thủy Khiết Thu nói, kiệt xuất cái gì? Bất quá chỉ là một công cầu. Thủy Tiên nghĩ thầm, chính mình nói,
bây giờ lại đổ lên đầu người khác. Bạch Tư nói, sư muội, đừng trách Thủy Tiên, nó chỉ tùy miệng nói thôi, khó có thể không công nhận điều đó. Rồi nằm xuống giường đi ngủ. Dù đã cố nhắm mắt nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Từ lúc rời khỏi Hy Bình, nàng chẳng thể tự mình khống chế không thời khắc nào không nhớ về Hy Bình. Lãng Vô Tâm kiên trì bên một mình nàng chẳng quá hai ngày, ngày thứ ba bên cạnh hắn đã lại có một đám nữ nhân theo sau, tuy nhiên sau đó vẫn lại đến cùng nàng hoan hỉ. Sau đó ngày càng ít dần, gần đây nhất đã chẳng đến tìm nàng nữa. Lãng Vô Tâm tuy đúng là một nam nhân cường tráng, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, hắn một đêm có thể ứng phó với 10 nữ nhân, nhưng sau đó hắn phải nghỉ ngơi 2-3 ngày sau mới có thể lấy lại hùng phong. Lại nói, Lãng Vô Tâm mỗi đêm cùng với 3-4 nữ nhân ngủ, với mỗi nữ nhân hắn đều dùng uy lực Long Dương Thần Công hạ xuống, tất cả đều cảm thấy đầy đủ sau khi hoan ái. Nhưng đối với Bạch Tư mà nói, quả là chưa được đầy đủ. Từ sau khi theo Lãng Vô Tâm, không hề cảm nhận được thích thú tột cùng như trong quá khứ. Khi cùng với Hy Bình thì không thể quên, chẳng quản bên Hy Bình có rất nhiều nữ nhân, hắn luôn luôn vẫn có khả năng làm họ sung sướng đến hôn mê, hoặc chẳng dám làm lại. Nàng không biết tại sao mỗi lần cùng Lãng Tâm Âm tác ái, tâm lý lại luôn nghĩ đến Hy Bình. Kỳ thật Lãng Vô Tâm chỉ cùng nàng hoan ái, một điểm cũng chẳng yêu nàng, hắn trước kia nói với nàng vốn chỉ là lời nói dối, giấc mộng của nàng sớm đã bị phá vỡ. Bản thân nàng lại chẳng nguyện cùng Lãng Vô Tâm hoan ái, nhưng nàng lại không thể cự tuyệt hắn. Vẻ mặt nàng đối với cả quá trình cường công của hắn đều vô cảm, luôn luôn nhớ đến Hy Bình. Động tác của Hy Bình là tổng hợp của ôn nhu cùng cuồng dã, cả hai luôn cùng tồn tại. Lúc Hy Bình tiến vào nàng có thể cảm nhận được tức giận của hắn, yêu thương, muốn cùng chinh phục tình dục. Còn lúc cùng Lãng Vô Tâm, nàng không thể cảm nhận được sự cần thiết của nàng với hắn, khác biệt không cần phải nói. Hy Bình có yêu nàng hay không, nàng chẳng thể khẳng định được, nhưng nàng có thể cảm nhận được, Hy Bình rất yêu thương nàng, có thể tại vì nàng là con của Bạch Hoạt Trăng. Bạch Tư cố biết sự lựa chọn của mình có đúng không, nhưng Lãng Vô Tâm không thích phụ thuộc nàng, vì hắn không thích chỉ phụ thuộc vào một nữ nhân. Mỗi một nữ nhân đối với Lãng Vô Tâm chỉ là vật chơi đùa mà thôi. Như ngày hôm nay hắn lại cùng theo đám nữ nhân, đi cùng thần đao tứ hoa quỷ hỗn. Bạch Tư cảm thấy buồn cười bản thân mình nhưng lại không cười lên nổi. Đột nhiên nàng nhớ tới Bạch Chỉ không thấy đến, chắc là ở lại thần đao môn. Bạch Chỉ so ra hạnh phúc hơn nàng nhiều, chí ít Bạch Chỉ cũng có một nam nhân yêu thương nàng để chờ đợi và ngóng trông. Nhưng Bạch Tư nàng, lại chẳng biết chờ ai, huống hồ Bạch Chỉ chờ đợi thì rất nhanh nam nhân đó sẽ chạy đến bên cạnh nàng ta, Bạch Tư nàng thì sao? Bạch Tư tự nhiên lại muốn quay về Bạch Dương tộc, quay về với thảo nguyên quen thuộc. Lúc đau lòng người người đều nhớ về cố hương. Nữ nhân khi muốn quay về gia đình là lúc họ đã không có gì để lưu luyến.